chương 200 linh một dịch tiên nguyên được chứa trong gần 20 mét vuông. À há, tôi đã bảo mà, nơi ở của tiên nhân không thể nghèo nàn như thế được. Bỗng nhiên, đường Tuấn khẽ cười một tiếng, anh lấy ngọc trụ ra, rồi sau đó nhẹ nhàng đặt lên vị trí hồ nước trên vách tường. Hồ nước trên vách tường vốn chỉ là hồ nước trong tranh, nhưng đường Tuấn vừa đặt ngọc lên, hồ nước dường như đã biến thành hồ thật, từng đợt sóng gợn lăn tăn. Giống như có nét vẽ từ cây bút thần, bức tranh trên vách tường lập tức sống dậy nhờ ngọc trụ huyền bí. Sương mù lơ lửng quanh quẩn trong không trung trên mặt hồ, hóa thành muôn loài thủy thú, chim chóc, một lượng khí tức dày đặc tỏa ra từ giữa lòng hồ. Là một hồ dịch tiên nguyên, tinh thần lực của đường Tuấn đi theo ngọc trụ, bước vào trong bức tranh vẽ trên tường, mọi thứ dần hiện ra rộng hơn. Ngay lập tức, anh cảm giác hồ nước to lớn hơn rất nhiều lần, diện tích phải lên đến khoảng hơn chục mét vuông. Dịch tiên nguyên được chứa trong gần 20 mét vuông. Chỉ một bình hồ lô dịch tiên nguyên đã khiến cả ba con thú như đại bàng cánh bạc trông thấy mà thèm, như tìm được vật quý báu nhất. Nhưng so với hồ nước trước mắt này, dịch tiên nguyên trong một bình hồ lô ít hơn không biết bao nhiêu lần. Nếu để ba con vật đó biết chuyện này, đảm bảo sẽ tức hộc cả máu. Vì một bình hồ lô dịch tiên nguyên, ấy thế mà bọn chúng chắp tay nhường người ta cả một hồ dịch tiên nguyên. Ban đầu còn định chia cho ba con thú đó nhiều một chút, giờ xem ra không cần nữa rồi. Bọn chúng có vẻ thích cái bình hồ lô kia lắm, đường Tuấn không có ác ý thầm nói. Anh ngắm kỹ bức tranh trên tường một lần nữa, ánh mắt dần trở nên nghiêm trọng, nói phương pháp cất giấu những điều phi thường trong thế giới bé nhỏ, tài năng của tiên nhân đúng là diệu kỳ. Bức tranh trên tường trước mặt chỉ chiếm một mét vuông, nhưng diện tích hồ nước mà nó chất chứa bên trong đã lên đến 20 mét vuông. Ngoại trừ hồ nước, trong bức tranh còn có một ông cụ và vô số hoa thơm cỏ lạ tất cả đều bị cất chứa trong bức tranh trên tường nhỏ xíu này. Một hạt cát là một thế giới, đây là câu nói có ẩn ý chỉ trong không gian có kích cỡ chỉ bằng một hạt cát có thể cất giấu một thế giới, đây là phương pháp chất chứa những điều phi thường trong thế giới bé nhỏ. Tranh trên tường trước mặt tuy nhỏ nhưng có thể chứa thứ rộng lớn là nhờ có phương pháp kỳ diệu này. Ngay cả đường Tuấn cũng là lần đầu tiên tận mắt nhìn thấy, trong lòng hơi chấn động. Phương pháp này thật sự chỉ có thể dùng hai chữ kỳ diệu để miêu tả mà thôi. Có hồ dịch tiên nguyên này đã đủ để cơ thể mình tích tụ đến cực cảnh, thậm chí có thể ngưng tụ ra cực cảnh chi hoa trong truyền thuyết rồi." Đường Tuấn thầm nghĩ. Cực cảnh chi hoa chính là khi ba phương diện gồm cơ thể, chân khí và tinh thần của cường giả đã có cảnh giới cao nhất của võ đạo, đạt tới cực hạn của thần hải cảnh, không còn khả năng cất chứa thêm nữa. Lúc đó, võ giả có thể ngưng tụ ra ba đóa cực cảnh chi hoa, hay trong giới võ đạo còn được gọi là Tam hoa tụ đỉnh, để tượng trưng cho một cực hạn nào đó audio điện tử võ tấn bền. Với những cường giả cấp cực cảnh không ngưng tụ ra ba đóa cực cảnh chi hoa như Vu Phá Nhiên thì chỉ có thể coi là ngụy cực cảnh. Không chỉ riêng ông ta, mà ngay cả Trần Tùng N và Long Vương có thể ngưng tụ ra cực cảnh chi nước Việt Nam không vẫn còn là một ẩn số. Võ giả chân chính đạt tới cực hạn thần hải cảnh quá ít, xưa nay đều là những trường hợp hiếm gặp. Bởi vậy, ngày nay, có thể đạt đến cực hạn của một trong ba mặt đã có tư cách xưng là cường giả cực cảnh, so với trước kia thì kém hơn nhiều anh ngồi xếp bằng tinh thần lực kéo dịch tiên nguyên trong tranh đi ra chỉ thấy một dòng dịch tiên nguyên rất nhỏ kéo dài vươn ra khỏi bức tranh anh hé miệng hít nhẹ vào dịch tiên nguyên lập tức đi vào miệng hòa quyện vào mọi ngóc ngách tay chân sức mạnh nguyên tố cuộn trào như thủy triều trong cơ thể muốn phá hủy anh dịch tiên nguyên có đẳng cấp cao hơn nguyên khí một bậc Mỗi một giọt dịch tiên nguyên mang theo năng lượng bằng với 100 giọt dịch nguyên khí, thậm chí còn nhiều hơn nữa. Chưa kể trong dịch tiên nguyên còn có ý chí và tinh thần võ đạo của tiên nhân, khiến giá trị của nó càng trở nên quý giá khó mà nói thành lời. Trong dược y cốc, Đường Tuấn từng thấy một hồ nước nguyên khí, nhưng xét về giá trị thì hồ nước đó hoàn toàn không thể so sánh được với hồ dịch tiên nguyên này. Đường Tuấn thu góp toàn bộ tinh thần, chìm vào giữa thức hải tinh thần. Tuy cơ thể anh đã đạt được thành tựu cực cao, có thể so với cường giả cực cảnh thông thường, nhưng nguy cơ phải đối mặt khi luyện hóa nhiều dịch tiên nguyên một lúc như thế vẫn không kém cạnh khi rèn luyện đạo thể trong hồ nước nguyên khí ở dược y cốc chút nào, bất cứ lúc nào cũng có khả năng bị nguồn năng lượng khổng lồ có trong dịch tiên nguyên oanh tạc. Trường 1202 rất nhanh, nửa năm cứ thế trôi qua. Vận chuyển thần tàng quyết, năng lượng khổng lồ trong dịch tiên nguyên bị luyện hóa một chút, dung nhập vào khắp nơi trong cơ thể anh. Mỗi một giây, cơ thể anh đều đang được tăng cường, tuy chỉ tăng cường trong phạm vi rất nhỏ, nhưng quá trình lại kéo dài. Chỉ cần tiếp tục tiến hành, trung quy vẫn sẽ đến thời điểm biến hóa. Tu luyện chẳng mang tháng năm. Theo truyền thuyết, tiên nhân nguyên đan cảnh có tuổi thọ 500 năm, một lần tu luyện sẽ kéo dài mấy năm, thậm chí là mấy chục năm. Tuy đường Tuấn vẫn chưa thể đạt đến trình độ đó, nhưng anh vẫn dành nhiều thời gian nhất cho lần tu luyện này. Tai họa vô môn và thế gia ẩn cư đã được diệt trừ, thù của nhà họ đường cũng đã báo, trong lòng anh chẳng còn mấy vướng bận đây là lần đầu tiên mà anh có thể dốc toàn sức để xung kích võ đạo rất nhanh nửa năm cứ thế trôi qua trước cung điện ba người đàn ông trung niên đang nhìn vào trong này ngân thiên thánh chủ đã ngồi trong đó nửa năm rồi đấy ngắm tranh thì cũng phải ngắm chán chê rồi chứ sao vẫn chưa ra nhỉ chẳng lẽ ngài ấy sợ bị chúng ta khinh bỉ nên ngại không dám ra à một người đàn ông tóc trắng như tuyết cơ thể cường trắng hỏi Cơ thể của ông ta to như một ngọn núi nhỏ, hơi thở trong người vô cùng mạnh mẽ, không hề kém vô phá nhiên. Tuyết hầu, ông nói lung tung gì thế hả? Một người đàn ông mặc áo dài màu bạc trầm giọng nói, có lẽ thánh chủ đã phát hiện được thứ gì đó trong cung điện nên mới ở lâu như thế. Ừ, một người đàn ông vạm vỡ mặc quần áo đen đứng cuối gật đầu. Thôi, lần này nhờ có ba bình hồ lô dịch tiên nguyên mà ba người chúng ta đều đột phá đến cấp cực cảnh, thậm chí có thể hóa người trong thời gian ngắn. Không biết khi gặp được chúng ta, thánh chủ có hốt hoảng không nhỉ? Tuyết Hầu bỗng cười gian xảo, nói các ông nói xem, nếu ba chúng ta hợp sức lần nữa thì có đánh thắng được thánh chủ không? Người mặc áo bạc chính là đại bàng cánh bạc, ông ta trầm ngâm chốc lát, lắc đầu nói, nửa năm trước, thánh chủ mới bước vào cấp cực cảnh. Nửa năm trôi qua, nếu cậu ấy không có báu vật như Dịch Tiên Nguyên giúp đỡ thì có lẽ chẳng tiến bộ mấy đâu. Ba chúng ta nếu đánh riêng lẻ thì có lẽ không phải là đối thủ của cậu ấy nhưng nếu cùng chung tay thì thánh chủ chắc chắn phải thua tuyết hầu cười một tiếng nói chỗ tôi vẫn còn vài giọt dịch tiên nguyên đại bàng cánh bạc chăn đen hai người chắc cũng vẫn còn nhỉ nếu không thì chờ lát nữa thánh chủ đi ra chúng ta đưa dịch tiên nguyên còn thừa cho cậu ấy để tâm trạng cậu ấy nguôi đi phần nào dù sao chúng ta đã lừa dối thánh chủ để lấy được ba bình hồ lô dịch tiên nguyên này mà đại bàng cánh bạc và chăn đen suy nghĩ một chốc rồi sau đó gật đầu Tuy ba con vật khổng lồ đã có năng lực hóa thành người, nhưng chỉ số thông minh vẫn khiến người ta thấy lo dùm. Mà lúc này, trong cung điện, Đường Tuấn cũng đã tu luyện đến phần quan trọng nhất. Lúc bấy giờ, trên vách tường, hồ nước dịch tiên nguyên vốn sâu rộng chỉ còn lại chưa đến một nửa. Cơ thể Đường Tuấn tỏa ra ánh sáng trắng ngà rực rỡ, khiến người ta cảm thấy anh như là người trong suốt, liếc mắt nhìn lại một cái là dường như đã có thể nhìn thấy cơ quan nội tạng, mạch máu và khung xương của anh không chỉ cơ thể mà chân khí của anh cũng đang trong giai đoạn biến hóa, trở nên càng ngưng đặc thuần túy. Nếu ngày trước, một phần chân khí của anh có thể di chuyển vật nặng 5 cân, thì bây giờ đã có thể di chuyển vật nặng 10 cân, thậm chí là 20 cân. chương 1203 Bách Tiên Chấn Ma Vào khoảnh khắc này, cả ba yếu tố tinh thần, chân khí và cơ thể đều đạt tới cực hạn của thần hải cảnh. Anh vừa nghĩ đến thức hải tinh thần lập tức nổi bão táp, cơ bắp và xương cốt chấn động, chân khí phát ra một loạt âm thanh trầm thấp rậm rạp. Cùng lúc đó, một bông hoa ba cánh xuất hiện trên đỉnh đầu anh, từng tia sáng tỏa ra từ trên đóa hoa mang theo hơi thở thần thánh vĩ đại. Tam hoa tụ đỉnh, cực cảnh chi hoa. Vào giây phút này, cuối cùng đường Tuấn cũng làm đến bước này, mà giờ đây, anh mới chính thức được coi là cường giả cực cảnh. Đường Tuấn đứng dậy, ánh mắt lạnh lùng, tựa như có thể nhìn thấu hư không. Vào khoảnh khắc sắp đột phá này, tinh thần anh tỉnh táo hơn bao giờ hết, có thể cảm nhận rõ ràng sự cường đại của thiên địa chi lực cùng với những thứ đang ràng buộc mình. Sự ràng buộc ấy giống như những sợi dây vô hình trói chặt lấy anh. Nếu anh khăng khăng muốn thoát ra thì chỉ e sẽ bị trời phạt. Thoát ra khỏi ràng buộc thì mới thành tiên, nếu không thì vẫn chỉ là người. Đây là sự cách biệt giữa tiên và người thường, là con đường chống lại số phận. Hợp nhất ba năng lực, trải qua sự trừng phạt của trời mới có thể thành nguyên đan. Đường Tuấn ngửa mặt lên nhìn hư không, giác ngộ trong chốn u tối. Muốn đạt đến nguyên đan cảnh thì phải ngưng tụ tinh thần lực, lực chân khí và lực cơ thể thành một, rồi sau đó dẫy khỏi sự trói buộc của trời đất, vượt qua sự trừng phạt của trời. Chẳng trách kể từ sau thời thượng cổ, trên đời không còn tiên nhân nữa. Đường Tuấn hơi cúi đầu nhìn xuống tay mình, trong lòng có gì đó thôi thúc, khiến anh rất muốn đập tan những sợi dây vô hình đó ngay lập tức để có thể siêu thoát khỏi đất trời. Nhưng anh cũng hiểu rõ, nếu mình làm như vậy thật, chỉ e trời sẽ phạt đánh mình hồn vía tiêu tán chỉ trong nháy mắt, chẳng còn chút mảnh vụn nào. Với thực lực hiện nay của anh thì ngay cả hợp nhất ba sức mạnh cũng chưa làm được, hoàn toàn không có cửa để đối diện với hình phạt của trời. Cuối cùng, Đường Tuấn tự ép mình kìm lại sự dao động trong lòng, phân tán cực cảnh chi hoa. Anh vừa định thu hồi tinh thần thì đột nhiên một luồng sóng tinh thần truyền đến trên bức tranh trên tường, này người đời sau, kẻ địch của chúng ta không phải loài người, mà là ma quỷ đến từ ngoại vực thế hệ trước chúng ta đã tụ tập tiên lực của Bách Tiên, tác động căn nguyên của tổ tinh để trấn áp ma. Khi thế giới lại bắt đầu thay đổi một lần nữa thì chứng tỏ ma quỷ ngoại vực đã từ từ tránh khỏi sự trấn áp của chúng ta, bắt đầu khôi phục rồi. Nếu để ma quỷ ngoại vực thoát ra, tổ tinh sẽ gặp phải tai họa ngập đầu. Tôi triệu tập Bách Tiên, đi rồi át không có đường về, phần còn lại đành nhờ thế hệ sau các cậu vậy. Trong giây phút luồng sóng tinh thần này xuất hiện, ông cụ câu cá trong bức tranh trên tường bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn trời, nét mặt hiện lên vẻ tiêu điều và bất đắc dĩ, đau buồn nói, tiếc thay, chúng ta đã lục tìm hầu hết sách cổ trên thế gian mà vẫn không tài nào tìm thấy sách đạo tạng chân chính. Nếu không nào có thể để ma quỷ ngoại vực tàn sát bừa bãi ở tổ tinh cơ chứ? Năm đó, vì trấn áp ma quỷ ngoại vực, chúng ta cầm theo phần lớn báu vật và thần binh, chỉ để lại một trận pháp hư không tích chữ dịch tiên nguyên đã luyện hóa, cùng với Ngọc Trụ ghi lại công pháp võ đạo của trăm tiên trốn bồng lai. Thiếu niên thế hệ sau à, cố gắng lên, vì sống sót, vì tổ tinh. Đến đây, sóng tinh thần gián đoạn, tranh vẽ trên tường vẫn là tranh vẽ trên tường, cụ già vẫn đang thả câu như trước, giống như chưa từng thay đổi. Nhưng trên thực tế đã xảy ra một vài biến hóa, Ngọc Trụ huyền bí bỗng nhiên bị bao phủ trong một vầng sáng trắng, vô số chữ cái hiện lên từ vầng sáng, hóa thành từng bài công pháp huyền diệu. Cuối cùng, ánh sáng vụt tắt, bị ngọc trụ hấp thụ toàn bộ. Ngọc trụ lại khôi phục hình dáng trước kia. Nhưng giờ đây đường Tuấn lại không có tâm trạng để xem xét sự thay đổi đó, anh ngớ cả người, đứng im tại chỗ, trên mặt là biểu cảm mù mờ và hoảng hốt lo sợ. Bách tiên chấn ma, chương 1204 là 99 cổ tự ư. Lời mà ông cụ khiến đường Tuấn vô cùng dao động, hệt như nghe được thần thoại, truyền thuyết, khiến người ta cảm thấy không tài nào tưởng tượng được. Nhưng bất kể là có sự thay đổi to lớn xảy ra vào ngày hôm nay hay sự vắng vẻ của bí cảnh bồng lai, thậm chí là công pháp xuất hiện trên ngọc trụ bí ẩn dường như đều chứng minh chuyện này là thật, khiến anh không thể không tin. Rốt cuộc ma quỷ ngoại vực là sinh vật thế nào? Ba bí cảnh lớn hợp tác thì ít nhất phải có 300 người đến nguyên đan cảnh, ấy thế mà vẫn không tránh khỏi sự tàn sát của bọn chúng, chỉ có thể bất đắc dĩ vận dụng căn nguyên của tổ tinh để chân áp. Theo lời của ông ấy thì ma quỷ ngoại vực đã sắp hồi phục, vậy chúng ta còn bao nhiêu thời gian nữa? Nơi trấn áp ở đâu? Hơn nữa, sách đạo tạng là cái gì? Là 99 cổ tự ư? Một loạt thắc mắc tuôn trào trong đầu đường Tuấn, nhưng chẳng ai có thể giải đáp. Trầm tư hồi lâu, cuối cùng đường Tuấn chỉ đành buông bỏ. Anh bình tĩnh suy nghĩ rồi xoay người, trịnh trọng cúi đầu trào bức tranh trên vách tường. Bách tiên chịu chết để chấn ma, hành động vĩ đại ấy đáng để anh kính nể. Yên tâm, Đường Tuấn chỉ để lại hai chữ rồi lập tức xoay người rời đi. Hai chữ ấy đại biểu cho lời hứa hẹn sâu nặng nhất. Trong thời đại mà anh sinh sống, nếu ma quỷ ngoại vực lại xuất hiện, anh cũng sẽ noi theo tấm gương của Bách Tiên trong bí cảnh bồng lai, dùng mạng sống của mình để trấn áp ma quỷ ngoại vực, đổi lại sự thái bình cho thế gian. Vừa đi ra khỏi cung điện, Đường Tuấn lập tức nhìn thấy ba người đàn ông trông coi ở bên ngoài. Thoáng cảm ứng hơi thở trên người bọn họ, rất nhanh sau đó, anh đã biết thân phận của ba người. Tương truyền, phải đạt đến nguyên đan cảnh, yêu thú mới có thể hóa thành người, mà rõ ràng, đại bàng cánh bạc, tuyết hầu và chăn đen sở hữu huyết mạch phi thường, có năng lực biến hóa ngắn ngủi khi chỉ mới ở cực cảnh. Thánh chủ, cậu đã ngắm tranh ở trong đó hơn nửa năm rồi đấy. Tuyết hầu tùy tiện nói, chẳng qua chỉ là ba bình hồ lô dịch tiên nguyên mà thôi, thánh chủ không cần đau lòng như thế. Ba chúng tôi lòng dạ lương thiện, cho cậu hết phần còn thừa lại. Nói rồi, tuyết hầu lấy ra bình hồ lô chứa đựng dịch tiên nguyên đưa cho đường Tuấn, ngoài mặt còn tỏ ra đau lòng. Đại bàng cánh bạc và chăn đen cũng tỏ vẻ đau xót lấy bình hồ lô của mình ra, đại bàng cánh bạc nói với vẻ hơi ngược, thánh chủ, lúc trước chúng tôi thấy cậu không có kiến thức gì, lừa lấy ba bình hồ lô này. Giờ chúng tôi đã hóa người, chút dịch tiên nguyên này đã chẳng giúp đỡ được gì cho chúng tôi nữa, xin thánh chủ hãy nhận lấy, đừng trách chúng tôi nhé. Đúng thế, đúng thế, vừa nhìn đã biết thánh chủ là người rộng lược chắc sẽ không so đo với chúng tôi đâu ông tuyết hầu này chẳng biết ăn nói cậu đừng để ý đến ông ta tuy chỗ dịch tiên nguyên này không còn nhiều lắm nhưng cũng là chút tấm lòng của chúng tôi có thể giúp tu vi của thánh chủ tăng lên đôi chút chăn đen tới gần đường tuấn ghé sát vào tai nói nhỏ thánh chủ à cậu cứ nhận lấy dịch tiên nguyên này đi nếu không thì cậu không đánh lại chúng tôi đâu thế thì có lỗi với danh hiệu thánh chủ này lắm Tâm trạng vốn hơi phiền chán của đường Tuấn đã dần dần bình thường lại sau khi nghe ba con yêu quái tôi một câu ông một câu, anh đẩy ba bình hồ lô dịch tiên nguyên về, nói chút xíu dịch tiên nguyên đó cũng chẳng có tác dụng gì với tôi. Anh hấp thụ hơn một nửa hồ dịch tiên nguyên trong tranh vẽ trên tường, đã ngưng tụ ra cực cảnh chi hoa. Bây giờ, một chút dịch tiên nguyên ấy với anh chỉ như muối bỏ biển, không có chút tác dụng nào. Thánh chủ đúng là quá sĩ diện, đại bàng cánh bạc bà thầm nghĩ trong lòng, xem ra cần phải đấu một trận nho nhỏ với thánh chủ, cho cậu ấy hiểu ra lợi ích của dịch tiên nguyên thì cậu ấy mới nhận lấy. chương 1205, tôi phải rời khỏi chỗ này. Nghĩ vậy, đại bàng cánh bạc mở miệng nói, thánh chủ, tôi cũng đạt tới cảnh giới cao nhất của võ đạo rồi, muốn so đấu với ngài một chút. Đường Tuấn vừa đột phá đến cực cảnh nên chưa thể xác định chính xác vị trí thực lực của mình. Nghe vậy, anh cũng nổi hứng nói, vậy ông muốn đấu thế nào? Đấu sức lực nhé, yêu thú chúng tôi có sức lực mạnh nhất đấy. Đại bàng cánh bạc ngạo nghễ nói, thánh chủ à, tôi không bắt nạt cậu, chỉ dùng một nửa sức mạnh đấu với cậu thôi nha. Nói xong, đại bàng cánh bạc vươn đôi cánh như được đúc từ vàng ròng, tùy tiện nói, đến đây đi. Đường Tuấn cũng vươn tay ra, thầm nghĩ, giờ mình đã đạt tới cảnh giới cao nhất của võ đạo, chưa kiểm soát tốt sức mạnh của mình, cứ dùng 30% sức mạnh là được. Một người một thú mỗi bên một suy nghĩ, bắt đầu vận sức. A, à, Thánh chủ nhẹ tay thôi, cánh của tôi bị cậu bóp gãy rồi. Một lát sau, đại bàng cánh bạc kêu lên đau đớn. "Thánh chủ, tôi chỉ dùng một nửa sức mạnh thôi, sao cậu có thể dùng sức lớn thế hả?" Đại bàng cánh bạc nói với vẻ khá là tức giận. "Thánh chủ này chẳng biết đối nhân xử thế gì cả." Đường Tuấn vô tội nói, "Tôi chỉ dùng 30% sức mạnh thôi mà." Nhìn điệu bộ giải thích nghiêm túc của Đường Tuấn, ba con quái im phăng phắc một lúc cuối cùng đồng loạt trợn trừng mắt, mắng con người quái dị. Đường Tuấn vốn là hậu thiên đạo thể được thế gian công nhận, sở hữu thân thể và ý chí tinh thần mạnh nhất. Bây giờ anh đã bước vào cảnh giới vô cực, ngừng tụ được cực cảnh chi hoa, sức mạnh thể chất càng nâng lên một bậc. Cho dù anh chỉ dùng ba phần sức vẫn vượt xa những cường giả khác cũng ở cảnh giới vô cực. Tuy đại bàng cánh bạc là yêu thú, nhưng bởi vì sở trường của ông ta là tốc độ, nên sức chỉ mạnh hơn con người ở cảnh giới vô cực một chút, Dĩ nhiên không chống đỡ nổi sức mạnh của Đường Tuấn, cuối cùng cánh cũng bị bẻ gãy. Ba phần sức mạnh, thánh chủ, rốt cuộc cậu là người hay là yêu thú vậy? Đại bàng cánh bạc vừa lắc lắc cánh tay vừa kinh ngạc hỏi. Ba phần sức mạnh đã khủng khiếp vậy rồi, có thể mường tượng được nếu Đường Tuấn dùng hết sức, vậy cái cánh này của ông ta có còn giữ được không cũng là chuyện khó nói, cho nên đại bàng cánh bạc không kìm được sự hoài nghi. Đường Tuấn rốt cuộc là thú hay là người? Dù sao ngay cả kẻ tương đối mạnh trong giới yêu thú như Tuyết Hầu cũng chưa đạt đến mức độ ghê gớm như vậy. Đường Tuấn sờ mũi, đáp "Dĩ nhiên tôi là người rồi. Lần này không khống chế được sức mạnh, lần sau sẽ khống chế tốt hơn." Ba kẻ kia nghe vậy sợ quá nhảy dựng lên, vừa nhìn vừa lùi xa Đường Tuấn một chút, nói "Còn lần sau nữa hả? Thánh chủ, cậu bỏ qua cho chúng tôi đi, chúng tôi không dám đâu." Đường Tuấn chê cười một chút rồi bảo chúng, "Tôi phải rời khỏi chỗ này." đại bàng cánh bạc ngẩn ra, ba con yêu thú liếc nhìn nhau, trong mắt là vẻ háo hức, thánh chủ, để chúng tôi cùng ra ngoài với cậu nha. Đúng vậy, chúng tôi sống là người của thánh chủ, chết là ma của thánh chủ. Tuyết hầu vỗ ngực cam đoan. Bọn họ đã đợi trong bí cảnh mấy trăm năm, khó khăn lắm mới mượn được dịch tiên nguyên hóa thành người. Lần này có cơ hội rời khỏi bí cảnh ra ngoài mở mang tầm mắt về thế giới loài người, bọn họ ngu gì mà bỏ qua. Đường Tuấn chỉ cảm thấy cạn lời ba kẻ này thật đúng là dở hơi. Audio điện tử võ tấn bền chương 1206 đạo thể thật sự đã chết rồi sao? Sóng biếc trên biển minh mông, liếc mắt nhìn không thấy bờ, vạn dặm không một gợn mây. Lúc này trong hư không đột nhiên chấn động, bóng dáng nhóm đường tuấn một người ba thú dần dần hiện lên. Wow, nguyên khí của thế giới bên ngoài cũng nhiều như thế á, chỉ kém hơn bí cảnh một xíu thôi. Tuyết hầu kinh ngạc la lên. Đồ tuyết hầu ngu ngốc, nếu không phải như vậy thì sao có thể sinh ra một kẻ mạnh đến vô lý như thánh chủ chứ? Chăn đen ra sức chửi tuyết hầu. Đại bàng cánh bạc định nói chuyện, lại phát hiện sắc mặt đường Tuấn có hơi kỳ lạ. Sau đó chỉ thấy vẻ mặt anh đột nhiên cứng lại, trong mắt là vẻ không dám tin. Đây, không thể nào, tôi mới đi có nửa năm, nguyên khí trời đất sao lại nhiều như vậy được, ước chừng đã nhiều lên gấp đôi so với lúc tôi vào bí cảnh rồi. Trong lòng đường Tuấn cực kỳ kinh ngạc sau đó anh lại nghĩ tới một khả năng, sắc mặt lập tức thay đổi, năm đó Bách Tiên sử dụng căn nguyên của tổ tinh trấn áp ma quỷ nơi ngoại vực mới dẫn đến việc số lượng nguyên khí trời đất giảm xuống, bây giờ nguyên khí trời đất khôi phục lại nhiều như vậy, lẽ nào là ma quỷ nơi ngoại vực đã thức tỉnh rồi? Đường Tuấn càng nghĩ càng thấy có thể là như vậy, trận biến chuyển dung trời chuyển đất này còn tới sớm hơn dự tính của anh. Đi, đường Tuấn hạ giọng nói, sau đó dẫn đầu bay về phía bờ biển. Trong lòng anh rất bất an, nhất định phải mau chóng tìm người để tìm hiểu hơn nữa anh cũng chưa gặp Mộc Thanh Lam và em gái Đường Lệ của mình chắc là con bé đã bị Mộc Thanh Lam đưa về băng cung rồi anh ở trong bí cảnh bế quan hơn nửa năm thế giới bên ngoài e là đã xảy ra rất nhiều chuyện ba người kia thấy vẻ mặt Đường Tuấn sầm xuống thì không dám nói thêm gì nữa chỉ lại yên lặng đi theo cả bốn người đều là võ đạo cường giả đạt cảnh giới vô cực đương nhiên tốc độ cũng rất nhanh nhất là đại bàng cánh bạc hình dạng thật của ông ta là đại bàng thiên về tốc độ có thể dễ dàng vượt qua tốc độ của âm thanh vốn dĩ ông ta còn muốn lấy tốc độ lấy lại mặt mũi mới mất lúc nãy cho nên yên lặng vận nguyên khí cố gắng sánh vai cùng đường tuấn nhưng sau đó đại bàng cánh bạc lại đau lòng nhận ra tuy là mình đã bỏ xa tuyết hầu và chân đen nhưng cho dù ông ta có tăng tốc cỡ nào thì vẫn duy trì một khoảng cách nhất định không xa không gần với đường tuấn cuối cùng trong lòng ngân thiên thầm mắng một tiếng quái dị rồi đành bất đắc dĩ từ bỏ nửa ngày sau, một thị trấn nhỏ cạnh biển xuất hiện trước mắt mấy người đường Tuấn. Sắc mặt đường Tuấn hơi thay đổi, thị trấn nhỏ này rõ ràng là thị trấn trước đây lúc anh rời biển, chỉ là số lượng võ giả trong trấn bấy giờ thực sự quá nhiều, 10 cây số sợ là phải có cỡ 5 người. Tuy phần lớn đều mới tiến vào trình độ nội kinh, nhưng số lượng vẫn thật khủng khiếp. Phải biết rằng trước đây trong 100 người mới có được một hai võ giả, tỷ lệ bây giờ so với trước đây phải tăng tới mấy chục lần nguyên khí tổ tinh bắt đầu khôi phục biến chuyển dung trời chuyển đất đã bắt đầu rồi tâm trạng đường tuấn càng thêm nặng nề bốn người tìm một chỗ không người ở ven biển để hạ xuống sau đó đi vào trong trấn anh muốn đi gặp lý an trước sau đó mới tìm hiểu sau khi bản thân vào bí cảnh đã xảy ra chuyện gì nhưng lúc đến nhà lý an đường tuấn lại phát hiện phòng ốc trống trơn mạng nhện trăng đầy vừa nhìn đã biết là đã lâu không có người ở sư huynh nghe nói chấn nhỏ này chính là nơi đạo thể cuối cùng xuất hiện đúng lúc này một chất giọng trong trẻo vang lên sau lưng họ không sai ngay sau đó có một giọng nói khác vang lên mang theo mấy phần sùng bái và hoài niệm nửa năm trước đạo thể huy hoàng biết bao chém ban cơ mà thiên hạ ai ai cũng biết nhưng giờ đã hơn nửa năm không xuất hiện rồi xem ra anh ta thực sự đã chết trong biển khơi bạt ngàn như lời đồn rồi người nọ lắc đầu lại tiếp cho dù anh ta còn sống đi chăng nữa với trời đất xảy ra biến đổi nhanh chóng như bây giờ, đủ loại thiên tài võ đạo liên tiếp xuất hiện, đạo thể cũng không có cách nào độc chiếm ngôi cao nữa rồi. Anh ta có lẽ cũng hiểu rõ đạo lý này, cho nên đến giờ cũng không dám xuất hiện. Chương 1207, cô ta nói là sự thật. Anh ta cười khẩy một tiếng, nói tiếp, cho dù Đường Tuấn còn sống thì sao? Dạo này động tĩnh ở chỗ sâu trong Bắc Giang càng lúc càng mạnh, nghe nói rất nhiều cường giả cảnh giới Thần Hải của Vu Môn đang hợp sức đánh vỡ lá chắn muốn tới thế gian tìm anh ta tính sổ. Nghe đầu quấy dày đến cả Long Vương, thậm chí còn đánh tiếng một chút phía nghịch luân. Nếu đạo thể còn sống thì tự mình đến Bắc Giang nhận tội, nhận lấy xét xử, để tránh cho người khác gặp tai bay vạ gió. Đối mặt với rất nhiều cảnh giới thần hải sắp đến của Vu Môn, cho dù anh ta có là đạo thể thì cũng phải sợ. Đi thôi, bây giờ biến động lớn đã bắt đầu, sư phụ kêu chúng ta xuất môn xem thử, tăng thêm hiểu biết. Đạo thể đã là quá khứ, không đáng để chúng ta phí nhiều tâm tư. Người nọ cảm thán một câu rồi chuẩn bị dẫn sư muội của mình đi. Thánh chủ, hình như bọn họ đang nói cậu đấy. Tuyết hầu dè dặt nói. Vẻ mặt đường Tuấn sầm xuống, nhưng chưa đợi anh trả lời, tiếng bước chân phía sau đã khựng lại. Người thanh niên được cô gái gọi là sư huynh kia nhìn về phía bóng lưng đường Tuấn, cười khẩy nói, lại thêm một kẻ giả mạo đạo thể. Bây giờ hơn mười mấy vị thần cảnh của vu môn sắp xuống trần, anh giả mạo danh hiệu của đạo thể, lẽ nào đã chán sống rồi hả? Ha ha, đường Tuấn chậm chậm xoay người nhìn thanh niên, hỏi anh đang nói tôi à? Thanh niên còn đang định nói tiếp, nhưng lúc anh ta vừa thấy rõ mặt mày của đường Tuấn thì cả người bắt đầu run rẩy. Trong trận chiến đường ra dược lư nửa năm trước, anh ta khi đó mới thành võ đạo tông sư chưa được bao lâu, có may mắn đi theo tông sư có uy tín của sư môn nên được tận mắt nhìn thấy trận chiến ấy. Sau trận chiến đó, Dáng vẻ của Đường Tuấn cũng gần như là khác vào trí nhớ của anh ta. "Sư huynh, anh sao vậy?" Sư muội bên cạnh thấy thế thì không nhịn được hỏi. Sư huynh này của cô ta tính tình kiêu ngạo, bình thường cho dù gặp trưởng bối trong môn phái thì cũng cư xử đúng mực, có rất ít chuyện có thể khiến cho anh ta biến sắc được, nhưng bây giờ anh ta lại có biểu hiện mạnh như thế, lẽ nào người trước mắt này có thân phận động trời gì hay sao?" Thanh niên không trả lời vẻ mặt lại càng thêm cung kính, đệ tử Vịnh Xuân Quyền thôi toàn dắt theo sư muội Hồ Ngọc Thi ra mắt thiên nhân đường. Ừ, đường Tuấn gật đầu, động tĩnh kỳ lạ ở Bắc Giang mà anh nói lúc này là chuyện gì? Thôi toàn không để ý tới vẻ mặt kinh hoàng của Hồ Ngọc Thi, trái lại anh ta có hơi nghi ngờ, hỏi không lẽ thiên nhân không biết sao? Đường Tuấn hạ giọng nói, tôi mới từ nước ngoài về, anh kể lại sự việc từ đầu cho tôi nghe. Thôi toàn khẽ dùng mình, không dám hỏi lại, rồi nói chậm gì gì, không lâu sau khi thiên nhân giết ban cơ thì từ chỗ sâu của Bắc Giang chuyển đến biến động kỳ lạ. Nghe nói là bởi vì anh giết ban cơ và vu chấn linh, cho nên vu môn muốn tìm anh báo thù. Vốn dĩ người của nghịch luân chuẩn bị sử dụng vũ khí siêu cấp để hủy diệt, nhưng trưởng lão của các thế gia ẩn cư khác, bao gồm tuyết hồng thảo đường, phe phái huyền minh quỷ, vân vân, đã đến Bắc Giang trước để ngăn cản hành động của nghịch luân, nhất thời cũng hình thành bế tắc. Anh ta nhìn đường Tuấn, Nói tiếp, không lâu sau đó thì tin tức về cái chết của anh truyền ra từ miệng thánh nữ băng cung Mộc Thanh Lam. Cô ta còn nói anh giết rất nhiều trí cường giả của các thế gia ẩn cư, làm trương kiếm luôn bị thương nặng, cuối cùng đã bị vu phá nhiên chém giết ở trong bí cảnh. Sau khi tin tức này bị người của thế gia ẩn cư biết thì ai nấy đều tức giận, nói Mộc Thanh Lam bịa đặt để lừa người, lại thay anh tạo nên thế lực. Nói chuyện này quá nhảm nhí, ai mà tin. Cô ta nói là sự thật, Đường Tuấn thản nhiên nói, sau đó thì sao? Mấy người tạ diễn và quỷ thất sát thể nào cũng để lại thứ như đèn sinh mệnh ở trong phái, nhưng sự sống chết của bọn họ lại liên quan đến sự mất còn của một tộc, một phái, cho nên cho dù đèn sinh mệnh có tắt vẫn sẽ không ai chịu tin. Thủ đoạn lừa mình dối người của những thế gia này xem ra cũng y hệt nhau. Trong lòng thôi toàn run rẩy, khiếp hồn nhìn đường Tuấn, anh ta nuốt nước miếng mấy lần mới nói tiếp do đạo thống thần bí của băng cung nên có rất nhiều người thuộc thế gia ẩn cư không dám động vào thánh nữ mộc, nhưng lại không có kiêng rẻ gì với anh. Đường ra dược lư bị phá hủy trong một đêm, suýt chút nữa cô mộ dung bị thương nặng, cuối cùng may mà có một người hầu già họ ngô liều mình cứu giúp mới có thể chạy thoát dưới sự ám sát của các thế gia ẩn cư. chương 1208 tất cả những thứ này thật sự là quá kỳ diệu. Lại còn có người xâm nhập vào dân tộc mèo nhằm bắt chủ dân tộc mèo là cô Hoa, nhưng rồi không biết vì sao lại từ bỏ. Sau đó thì Long Vương đánh tiếng nên những cường giả của mấy thế gia ẩn cư này mới chịu dừng tay. Nhưng bọn họ vẫn bằng mặt mà không bằng lòng, vẫn đang đợi cường giả của Vu Môn được sinh ra. Tạ Nam của Tuyết Hồng Thảo Đường thì tuyên bố với giới võ đạo ở Bắc Giang rằng vào một thời điểm khi Vu Môn xuống trần cũng là lúc đạo thể bỏ mạng. Ngay cả bạn bè người thân của anh cũng phải trả giá đắt. Tạ Nam muốn tìm đường chết, đường Tuấn lạnh lùng nói, Nghe nói con đường từ Vu Môn đi ra thế giới bên ngoài sắp được khơi thông rồi, mấy ngày nay cường giả của Vu Môn sẽ quá bộ xuống. Rất nhiều người của giới võ đạo đều chạy tới Bắc Giang rồi, họ muốn chứng kiến cảnh tượng đó. Thôi toàn thầm than, Đường Tuấn tuy là có mạnh, nhưng đối mặt với nhiều tông môn thế gia, gần trăm vị thần cảnh như thế, trong đó lại không thiếu cao thủ cảnh giới thiên nhân, dù chưa thấy kết quả nhưng cũng có thể tưởng tượng được. Hừ, trong mắt Đường Tuấn lộ ra sát ý, nhưng anh chợt nhớ tới một chuyện liền trầm giọng hỏi, vì sao nguyên khí trời đất bây giờ đột nhiên lại nhiều tới như vậy? Thôi toàn nghe hỏi thì cao mày lắc đầu, cái này tôi cũng không rõ, mà có khi cũng không ai giải thích được. Có lẽ là do vào nửa năm trước hiện tượng thiên văn ở khắp nơi trên thế giới rối loạn, trời nắng mà có xét đánh, biển động sóng trào, gió tuyết như bão hủy diệt khắp nơi. Đủ hết các hiện tượng kỳ lạ cứ lần lượt xảy ra, mà những hiện tượng kỳ lạ này còn kéo dài 3 ngày 3 đêm, Lúc đó rất nhiều người đều cho là tận thế tới nơi rồi. Trên mặt thôi toàn bày ra biểu cảm vẫn còn sợ hãi, xem ra lần biến động lớn của trời đất kia để lại di chứng không nhỏ ở sâu trong lòng anh ta, sau 3 ngày thì tất cả khôi phục lại bình thường, các võ giả vừa ngạc nhiên vừa vui mừng phát hiện ra nguyên khí trời đất nhiều hơn gấp 2 3 lần ban đầu, ở mấy hoàn cảnh và chỗ đặc biệt thì còn nhiều thêm gấp 4 5 lần. Trong lòng Đường Tuấn bỗng kinh hoàng, như vậy thì nguyên khí trời đất gần như có thể so với bí cảnh bồng lai rồi. Xem ra lần dị biến của trời đất này còn mạnh hơn so với trong tưởng tượng của anh. Võ giả như mang mọc sau mưa, có vài người thậm chí còn kích thích được sức mạnh ẩn trong huyết mạch có vài võ giả bị kẹt ở trước cảnh giới mười mấy năm liền một đêm đột phá, bước vào cảnh giới cao hơn. Người có thể chất bình thường rõ ràng cũng mạnh hơn, vài mãnh thú thậm chí có thể sánh ngang võ giả nội kinh. Thôi toàn nói đến đây thì lộ ra vẻ thán phục, tất cả những thứ này thật sự là quá kỳ diệu, quả thực có thể nói là có được sức mạnh của tạo hóa thiên nhiên. Đường Tuấn thấy vậy thì thầm than một tiếng, nghĩ bụng, tạo hóa kiểu này sẽ giết người mất. Trời đất xảy ra biến hóa mãnh liệt như vậy chỉ có một khả năng, là ma quỷ bị thượng cổ Bách Tiên trấn áp kia đã thức tỉnh. Vào giây phút nó thật sự thoát khỏi phong ấn, thiên hạ nhất định sẽ lầm than. Thánh chủ, tiếp theo chúng ta đi đâu đây?" Đại Bàng Cánh Bạc hỏi bọn họ mới từ trong bí cảnh bồng lai ra, đối với mọi thứ bên ngoài đều tràn đầy tò mò. Đi Bắc Giang, nếu bọn họ muốn xét xử tôi, vậy thì xem thử bọn họ có bản lĩnh đó hay không. Đường Tuấn nhìn về hướng Bắc Giang, ánh mắt lạnh lùng tới cùng cực. Thôi Toàn và Sư muội Hồ Ngọc Thi dùng ánh mắt tiến bốn người họ. Sư Huynh, chúng ta có cần truyền tin tức này đi không? Hồ Ngọc Thi trầm ngâm nói, anh ta trở về là chuyện lớn, nói không chừng giới võ đạo lại phải vì anh ta mà rung động một phen. Thôi Toàn khẽ cười một tiếng, lạnh lùng nói, muội tưởng lần này anh ta đi Bắc Giang là để tìm người ôn chuyện cũ hả? Giới võ đạo lúc này xem bề ngoài có vẻ bình thường, nhưng đủ loại mâu thuẫn bên trong thì bất cứ lúc nào cũng có thể bùng phát. Bây giờ nguyên khí trời đất mỗi ngày một mạnh thêm, thực lực và số lượng của võ giả cũng tăng theo từng ngày, thế ra ẩn cư sẽ không ngồi yên không quản đâu. Bọn họ bỏ ra nhiều như vậy là vì muốn khống chế giới võ đạo, mà bây giờ chính là thời cơ tốt nhất. Cái gọi là đạo thể cũng là một cái cớ đúng dịp mà thôi, không ai quan tâm sống chết của anh ta đâu. Trước đội hình ghê gớm của gần trăm vị thần cảnh thì sức của một người thật sự chẳng bỏ bèn gì. Cho dù đạo thể không thay đổi thì cũng như con kiến dưới bánh xe, đè nhẹ một cái là tan xương nát thịt. Cho dù anh ta liều mình đánh một trận thì có thể kéo theo được bao nhiêu người chôn cùng chứ? Chương 1209 Bắc Giang trở thành bàn cờ của võ giả. Trong khoảng thời gian này hiển nhiên Bắc Giang đã trở thành tâm điểm của giới võ đạo nước Việt Nam. Đầu tiên là truyền ra việc rất nhiều thần hải cảnh của Vu Môn đang mở ra lối vào bí cảnh, một khi lối vào được mở ra thì những chuyện bên trong Vu Môn sẽ hoàn toàn phơi bày trước mắt mọi người. Ngàn năm trước, lão tổ của Vu Môn đã đạt tới cảnh giới cao nhất của võ đạo, sau đó bị thánh thủ tông đánh bị thương nặng, bắt buộc phải trốn vào bí cảnh sau đó lão tổ đã sử dụng phương pháp cao siêu đóng bí cảnh lại để tránh cho kẻ thù bên ngoài tìm được vu môn điều đó cũng đồng nghĩa với việc người ở trong vu mông cũng không thể bước ra thế giới bên ngoài bí cảnh vu trấn linh trùng nhất và vu phá nhiên có thể ra khỏi bí cảnh chủ yếu là do phong ấn của bí cảnh qua nhiều năm đã yếu đi hơn phân nửa thêm vào đó bọn họ còn phải tốn kém rất nhiều tài nguyên quý giá mới thành công thoát ra ngoài nhưng cách này rõ ràng hiệu quả không cao lắm bởi vì số người đi qua được rất hạn chế mà phần lớn các cao thủ ở Vu Môn đều muốn ra thế giới bên ngoài. Trải qua hàng ngàn năm đóng cửa tu luyện, cộng thêm truyền thừa và tài nguyên lão tổ để lại nên Vu Môn đã bồi dưỡng ra số lượng thần cảnh khổng lồ, theo người ở một thế gia ẩn cư thì chỉ riêng Vu Môn thôi đã có gần trăm cao thủ thần cảnh. Trừ Băng cung và kiếm môn thì số thần cảnh của Vu Môn đã gần như ngang với số thần cảnh của các thế gia ẩn cư cộng lại rồi. Phải biết rằng hiện giờ giới võ đạo nước Việt Nam không biết có đến 50 thần hải cảnh còn sống hay không nữa. Cho nên có thể thấy được Vu Môn mạnh đến mức thế nào. Tin tức này vừa truyền ra đã làm cho giới võ đạo xôn xao không yên. Sau đó Nghịch Luân dẫn đầu những cao thủ của các thế gia và tông môn lớn đi đến Bắc Giang, mang theo ý định bàn bạc với Vu Môn. Vu Khải công đại diện cho Vu Môn và phần lớn thế gia ẩn cư cũng bày tỏ thái độ, đưa đạo thể và người thân, bạn bè của Đường Tuấn cho họ điều tra, đồng thời phải chịu trách nhiệm việc Đường Tuấn ở Trảm Mã Đài giết hại truyền nhân của bọn họ với toàn giới võ đạo. Bồi thường số lượng lớn tài nguyên tu luyện. Nếu không chờ đến lúc Vu Môn ra khỏi bí cảnh thì bọn họ sẽ tắm máu cả giới võ đạo nước Việt Nam. Bởi vì nguyên nhân này mà giới võ đạo nước Việt Nam chia thành hai phe phái. Đa số muốn Đường Tuấn chủ động đứng ra nhận tội với những thế gia kia, đừng liên lụy đến người khác. Số ít người còn lại thì bày tỏ muốn đánh thì đánh, thái độ kiêu ngạo của Vu Môn và các thế gia ẩn cư khiến họ phẫn nộ. Bọn họ hiểu rằng nếu có lần đầu tiên nhún nhường thì chắc chắn sẽ có lần thứ hai không phải tất cả mọi người đều yếu đuối, nhát gan để người khác dẫm đạp lên tôn nghiêm đâu. Trong hoàn cảnh đó Bắc Giang trở thành bàn cờ của võ giả. Đứng ở dưới đất ngước lên thì có thể thường xuyên nhìn thấy những bóng người xẹt qua trên đầu, trên người họ phát ra áp lực mạnh mẽ kinh người. Tông sư chân khí cảnh ở bên ngoài còn có thể chống đỡ một vùng trời nhưng ở đây thì lại giống như đang nhảy múa trên mũi dao, lúc nào cũng có thể mất mạng. Ở đây chỉ có thần cảnh và thiên nhân mới có quyền lên tiếng mà thôi. Tuyết hồng thảo đường, phe phái huyền minh quỷ, thiên hỏa cung và núi phiêu miểu đều đang chờ các thế gia ẩn cư, mỗi nhà đều gần như phái ra 5-6 thần cảnh, cộng thêm mười mấy tông môn thế gia ẩn cư thêm khoảng chừng 5-60 thần cảnh nữa tập hợp ở Bắc Giang. Có thể dùng một câu để miêu tả Bắc Giang bây giờ đó là, thần cảnh đi đầy đất, tông sư nhiều như chó. Điều khiến mọi người không hiểu đó chính là băng cung và kiếm môn, hai tông môn mạnh nhất ngoài vô môn này lại không có ai xuất hiện, dường như không về phe phái nào. Nhưng dù là như vậy thì đội hình của các thế gia ẩn cư vẫn vô cùng hoành tráng rồi. Không biết bao người trong giới võ đạo nhìn thấy đội hình như vậy đều run lên bần bật. Hôm nay, ánh mắt mọi người đều hướng về phía Bắc Giang. Chương 1210, đèn sinh mệnh của thất sát cũng tắt rồi. Đó là một nơi quanh năm bị sương mù bao phủ, mà lúc này bên trong đó truyền ra từng đợt dao động mạnh mẽ giống như sấm rền khiến lòng người run sợ sâu bên trong lớp xương mù chính là cánh cửa ngàn năm trước lão tổ vu môn đã đóng lại, bây giờ đang bị rất nhiều cao thủ vu môn hợp sức đánh tới yếu ớt, có thể vỡ ra bất cứ lúc nào. Ở trên những ngọn núi bao quanh màn sương mù đều có những thần cảnh đang chờ đợi. Năm 60 thần cảnh của các thế gia ẩn cư chiếm mấy đỉnh núi. Trong đó có một đỉnh núi là ít người nhất, chỉ có mười mấy người, nhưng trên người mỗi người đều phát ra hơi thở khủng khiếp hơn thần cảnh bình thường. Những người này đều là thiên nhân thần cảnh, cảnh giới hiểu được quy luật của trời đất. Đứng đầu mười mấy người này là một người đàn ông trung niên, dáng người ông ta đĩnh đạc chắp hai tay sau lưng, hơi thở có khi trầm như núi, có khi lại khiến người ta cảm thấy lạnh thấu xương, cảm giác như ông ta là thần nắm giữ mạng người trong tay. Phía sau ông ta là đại diện của mười mấy thế gia ẩn cư, những người này cũng là thiên nhân thần cảnh, đáng tiếc ở trước mặt người trung niên kia thì đều thấp hơn một chút, nhưng họ lại không hề cảm thấy khó chịu về điều đó bởi vì người đàn ông trung niên kia tên là Vu Khải Công, là em trai của môn chủ Vu Môn Vu Phá Nhiên. Đồng thời, Vu Khải Công còn là người mạnh nhất Vu Môn ngoài Vu Phá Nhiên, còn mạnh hơn cả ban cơ, nghe nói anh ta chỉ còn cách cảnh giới cao nhất của võ đạo nửa bước nữa mà thôi. Lần này anh ta đại diện cho Vu Môn, Kiếm Môn và Băng Cung không có ai thì ai dám giành vị trí đầu với ông ta đâu. Vu Khải Công, bao lâu nữa thì các ông mới phá được cửa vào đây? Một ông lão mặc áo đen, khuôn mặt hung ác nham hiểm gần giọng hỏi. Sắc mặt lão ta trắng bệch như chỉ có một bộ da mỏng manh bọc xương không máu không thịt, trông khủng khiếp như xác chết. Vu Khải công nhìn vào sâu bên trong đám xương mù, trầm ngâm nói, muộn nhất là chiều tối hôm nay những người trong nhóm Vu môn chúng tôi sẽ có mặt ở đây. Quỷ khấp, ông là trưởng lão tối cao của phe phái huyền minh quỷ mà, có tin tức gì của quỷ thất sát không? Quỷ khấp hừ lạnh, nói tạm thời chưa có đèn sinh mệnh của những gia chủ và tông chủ khác đều đã tắt hết rồi, đèn của quỷ thất sát còn cháy không? Vu Khải Công im lặng một hồi sau đó đột nhiên hỏi. Quỷ khấp là thân tín của trưởng lão phe phái Huyền Minh Quỷ đời trước, thân phận có khi còn cao hơn tông chủ Quỷ Thất Sát. Ông ta vốn đang bế quan, nếu không đột phá sẽ không đi ra, nhưng vì chuyện Vu Môn trở lại lần này mới phá lệ xuất hiện ở Bắc Giang. Trước khi ông ta đến thì Vu Khải Công đã hỏi qua các thế gia khác đều nhận được tin tức giống nhau là nửa năm trước đèn sinh mệnh của gia chủ và tông chủ bọn họ để lại trong tộc đều đột nhiên tắt đi. Giọng quỷ khấp hơi do dự, sau đó gật đầu, nói, đèn sinh mệnh của thất sát cũng tắt rồi. Mặt quỷ khấp lạnh lùng, giọng cũng lạnh, có điều những lời cô bé ở băng cung nói tôi không tin câu nào hết. Tuy đèn sinh mệnh có liên kết với tính mạng của chủ đèn thật nhưng vẫn có thể có sai sót. Mấy trăm năm trước huyền minh quỷ chúng tôi có một trưởng lão vì lạc vào bí cảnh bí cảnh nào đó mà đèn sinh mệnh bỗng nhiên tắt. Nhưng vài năm sau trưởng lão kia lại bình yên trở về đèn sinh mệnh lại sáng lại. Cô bé ở băng cung kia còn nói một mình đường tuấn chém giết hơn người thiên nhân thần cảnh, đánh trương kiếm luôn bị thương nặng, đúng là vớ vẩn buồn cười. Trừ phi là cao thủ đạt tới cảnh giới cao nhất võ đạo mới có năng lực như vậy, nửa tháng trước tên họ đường kia vẫn còn là thiên nhân thần cảnh đấy, đúng là tuổi trẻ không có hiểu biết, Chắc các ông cũng hiểu rõ muốn tiến thêm một bước kia khó khăn đến mức nào mà. Nếu cậu ta không đạt tới cảnh giới đó thì sao có thể làm được những chuyện như vậy? Quỷ khấp quay lại nhìn những người đại diện cho các thế gia ẩn cư, đe giọng nói, chẳng lẽ các ông tin những lời nói bậy bạ kia ư? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 1211 ông lão đó chính là Yến Đình Khôi. Nếu không phải là cao thủ đạt tới cảnh giới cao nhất thì ai có thể một lần chém giết hơn 10 thiên nhân thần cảnh? Hừ, nếu không phải băng cung còn có lão bà kia thì tôi đã tới đó dạy dỗ con bé kia từ lâu rồi. Quỷ khấp cười lạnh. Kiếm môn và trương kiếm các nói như thế nào? Vu Khải công hỏi. Quỷ khấp lắc đầu, còn chưa có tin tức. Nhưng mà nửa năm trước trương kiếm các đột nhiên về lại kiếm môn, sau đó tuyên bố bế quan, đồng thời cũng đóng cửa kiếm môn. Chuyện này có hơi kỳ lạ, chẳng lẽ bí cảnh bồng lai xảy ra chuyện gì thật rồi? Vu Khải công gật đầu nói, rất có thể. Nhưng nếu Trương Kiếm Luân còn sống, vậy thì những người khác hẳn vẫn còn sống. Môn chủ của chúng tôi và các gia chủ của các gia tộc lớn các người rất có thể đang bị mắc kẹt trong bí cảnh Bồng Lai. Bí cảnh Bồng Lai được mệnh danh là một trong ba tiên cảnh lớn, trong đó nguy hiểm trùng trùng, có rất nhiều trận pháp đặc biệt bảo vệ, đèn sinh mệnh mới sẽ bị tắt bởi vì không cảm ứng được. Chờ lát nữa mọi chuyện ở đây kết thúc, chúng ta sẽ tới bí cảnh Bồng Lai, cùng nhau hợp sức mở ra lối vào giải cứu bọn họ. Ừ. Đề nghị của Vu Khải Công đều được tất cả mọi người tán thành. So với cách nói của Mộc Thanh Lam, họ càng bằng lòng tin tưởng vào suy đoán của Vu Khải Công hơn. Vu Khải Công nhìn về phương xa, trong lòng không hiểu sao lại cảm thấy bất an, nhớ đâu những gì Mộc Thanh Lam nói đều là sự thật thì phải làm sao? Không thể nào, nhưng một lát sau, Vu Khải Công lại đè nén những suy nghĩ trong lòng xuống, ngay cả anh ta cũng cảm thấy suy nghĩ này thật nực cười. Vẻ mặt anh ta chợt trở, trở nên lạnh lẽo sát ý cuồn cuộn, cuộn dâng trào trong mắt, thầm ní cho tất cả cường giả của vu môn ta tới, cộng thêm các tông môn thế gia như quỷ khấp, trăm vị thần cảnh hợp tác với nhau, đừng nói là một đạo thể cho dù có 10 tên cũng đều phải chết. Đúng lúc này một bóng người đột nhiên từ trên trời đáp xuống. Người đến là một ông già, khuôn mặt hơi hốc hác cùng với hơi thở u ám trên người. Ông ta biết khinh công, rõ ràng là một vị cường giả thần cảnh, nhưng lúc này đáp xuống núi không khỏi cúi người bước đến bên cạnh Vu Khải Công sau đó cung kính nói môn chủ vu mộ dung lan vợ của đạo thể cùng với những người có liên quan khác đều được đưa tới rồi ồ vu khải công thu lại tầm mắt diễu cợt nói yến đình khôi xem ra ông vẫn còn có tác dụng thảo nào anh cả của tôi lại để ông mang theo thiên bảo kiếm đến đây tìm tôi để tôi có thể rời khỏi vu môn trước một bước đoạt lấy tiên cơ nể tình ông vẫn được coi là trung thực tôi sẽ không so đo chuyện ông phản bội lại vu môn ông lão đó chính là yến đình khôi ông ta thế nhưng đã đạt tới thần hải cảnh giới. Khuôn mặt già nua của Yến Đình khôi cố nặn ra một nụ cười rạng rỡ gần như nịnh hót, nói cảm ơn môn chủ. Họ lại không bỏ chạy, còn khá dũng cảm, thật tiếc là họ đã theo nhầm người. Vũ Khải Công khẽ rỗi người rồi cười nói, mấy vị còn một lát nữa lối vào mới được mở ra, chỉ bằng chúng ta giải trí một chút. Đám người quỷ khắp lần lượt gật đầu, ánh mắt lộ ra sát ý lạnh lùng. Đường Tuấn dám giết người kế thừa của họ, lúc này vừa vặn giết mấy người bạn bè thân thiết của anh hả giận một chút tất nhiên với thân phận cao quý của họ sẽ không dễ dàng ra tay chẳng qua đối phó với vài người thường không tu võ đạo họ cần gì phải ra tay vu khải công càng suy nghĩ nhiều hơn nhìn về một nơi khác của bắc giang nói thầm trong lòng long vương à điểm mấu chốt của ông ở đâu thế nếu không có long vương và nghịch luân ra tay người thân và bạn bè của đường tuấn đều đã bị họ giết sạch nhưng bây giờ lối vào vu môn đã sắp mở cố kỵ trong lòng ông ta cũng ít đi rất nhiều, vừa khéo nhân cơ hội này thăm dò điểm mấu chốt của Long Vương. Dù sao Long Vương là một vị cường giả cực cảnh hàng thật giá thật, đây mới là lý do chủ yếu khiến họ do dự không quyết. chương 1212 còn chưa chết được. Khi Yến Đình khôi dẫn theo mấy người vu khải công xuống chân núi, nhóm mộ dung lan đã bị đám người thế gia lánh đời bao vây. Mỗi người bọn chúng đều nhìn họ bằng ánh mắt tràn đầy sát ít. Một trận chiến ở Trảm Mã Đài đã khiến các thế gia lánh đời tổn thất đệ tử ưu tú của mình, có thể nói là mối thù không đội trời chung. Ngô Chí Khải đứng chắn trước mặt mọi người, biểu cảm trên mặt vô cùng ngưng trọng. Tuy ông ta đã đạt tới thần cảnh, nhưng ở đây không hề an toàn. Mà phía sau lưng ông ta lại là mấy người mộ dung lan, hoàng phù ngọc, Lý Ngọc Mai, Hoa Tiểu Nam cùng với Hàn Bảo Long, đều là những người có quan hệ thân thiết với Đường Tuấn. Ngô Chí Khải hóa ra là ông giọng nói của Vu Khải Công dần truyền tới từ xa. Ngô Chí Khải như gặp phải kẻ thù lớn, kinh hãi nhìn về phía Vu Khải Công, trầm giọng nói: Vu Khải Công ngươi đã đến rồi. Thực lực và danh tiếng của Vu Khải Công trong Vu Môn chỉ đứng sau Vu Phá Nhiên, chỉ cần là người trong Vu Môn đều biết tới anh ta. Ông dám phản bội lại Vu Môn, tội đáng muôn chết. Vu Khải Công liếc nhìn Ngô Chí Khải rồi nói: Chờ lát nữa giải quyết xong chuyện nơi này. Nhà họ Ngô đều không tránh được tội chết, Chu Di cửu tộc, Nói xong, Vu Khải Công khẽ phất lòng bàn tay, Ngô Chí Khải lập tức bị một sức mạnh vô hình cực lớn đánh trúng, cả người bị hất văng cách đó 10 mét, hơi thở thoi thóp. Tùy ý tung ra một chiêu đã có thể khiến một vị cường giả thần hải trung kỳ bị thương nặng. Đây chính là thực lực của Vu Khải Công. Ông Ngô, Mộ Dung Lan chạy tới đỡ Ngô Chí Khải, quan tâm hỏi: "Ông không sao chứ?" Ngô Chí Khải chật vật đứng dậy, còn chưa chết được. Nói xong ông ta lập tức nôn thêm hai ngụm máu. Ồ thế mà vẫn chưa chết, xem ra ông đã tiến bộ hơn trước rất nhiều đấy. Vu Khải Công thoáng hiện lên một chút kinh ngạc. Ngô Chí Khải thở dài trong lòng, lúc trước đường Tuấn để tình ông ta là con cháu đời sau của Thánh Thủ Tông, nên đã ra tay chỉ dẫn một chút võ đạo cho ông ta, khiến ông ta gặt hái được rất nhiều lợi ích. Vốn tưởng rằng đã đi tới điểm cuối của võ đạo mới có thể càng tiến xa hơn một bước, ai rè hôm nay chắc chắn không thể ngăn cản được một chiêu của Vu Khải Công. Tuy nhiên Vu Khải Công chỉ ngạc nhiên dây lát mà thôi, lập tức định ra tay một lần nữa. Xoạt! Hàn Bảo Long lao người chắn ngang, rút kiếm chặn trước mặt Ngô Chí Khải. Vu Khải Công chợt sững sờ, liếc nhìn Hàn Bảo Long, không khỏi cười giễu cợt nói, một kẻ vẫn còn chưa đạt tới thần cảnh, lại dám ngăn cản tôi, muốn chết à? Hàn Bảo Long không trả lời, trong mặt ngập tràn vẻ kiên định. Trước khi Đường Tuấn rời khỏi, đã giao nhiệm vụ bảo vệ mấy người Lý Ngọc Mai cho cậu ta, vậy thì cậu ta phải làm được, liều mạng cũng cần làm bằng được. chương 1213, anh ấy chết rồi. Vu Khải công lại lần nữa sừng sốt, khi anh ta trông thấy Hoàng Phủ Ngọc chỉ là một người bình thường, trong lòng không khỏi cảm thấy tức giận. Hết lần này đến lần khác bị người khiêu khích, vẻ mặt của Vu Khải công có hơi mất tự chủ. Tuy nhiên Hoàng Phủ Ngọc không có ý định tiếp tục trao đổi với anh ta, mà trái lại hơi ngừng đầu khẽ nói, tôi biết trong mắt các người, tôi chỉ là một người thường nhỏ bé nhưng nếu tôi chết rồi, tập đoàn Yên Hòa chắc chắn sẽ sụp đổ, đến lúc đó nền kinh tế trong nước và rất nhiều ngành sản xuất khác đều sẽ chịu ảnh hưởng. Tôi nghĩ các người chắc hẳn cũng không muốn nhìn thấy cảnh này. Ai, cô ấy vừa mới dứt lời, một tiếng thở dài vang lên từ trên một trong những ngọn núi, cô bé nhà Hoàng Phủ, hà tất phải như vậy. Em mờ thanh xé rách không chung không ngừng vang lên. Hơn chục bóng người đạp không mà tới. Người dẫn đầu là một ông lão có khuôn mặt tang thương chất phác, ông ta mặc một bộ trang phục luyện công được làm từ vải bố để dâu ngắn dáng người ông ta không cao nhưng lại cho người ta một cảm giác đỉnh thiên lập địa cương trực không luồn cúi hơn chục người nữa theo sau ông ta tàng khánh vẻ mặt của vu khải công hơi thay đổi khi nhìn thấy người đang đi tới cùng lúc đó anh ta điều động tất cả chân nguyên trong cơ thể mình sẵn sàng ra tay bất cứ lúc nào anh ta đã đến bắc giang cũng được một thời gian rồi cũng đã đánh nhau mấy lần với tàng khánh đang ở trước mặt này nên hiểu rõ thực lực của đối phương không hề thua kém mình thực tế cũng đúng như vậy ban đầu khi long vương xây dựng nên nghịch luân có rất nhiều thuộc hạ dưới quyền mình mà thực lực của mỗi người đều khủng khiếp chẳng qua sau lại đi chinh chiến khắp nơi cùng với long vương phần lớn trong số họ đều đã chết đến nay tàng khánh là người có thực lực mạnh nhất trong số những người còn sống sót được long vương vị cường giả võ đạo cực cảnh tự mình dẫn dắt thực lực của tàng khánh cũng gần kề với cực cảnh vô hạn Chuyện ở Bắc Giang lần này, Tàng Khánh là người phụ trách của nghịch luân. Mà hơn 10 người đi theo sau ông ta, cũng đều là cường giả mà mấy năm nay nghịch luân bồi dưỡng ra, tất cả đều đã đạt tới thần hải cảnh. Trong số đó có hai người có được khí tức cường đại đã đạt tới thần cảnh thiên nhân. Tàng Khánh đi đến bên cạnh Hoàng Phủ Ngọc nói, làm như vậy có đáng không? Hoàng Phủ Ngọc lắc đầu, như thể cô ấy không thích trả lời câu hỏi này vậy. Anh ấy chết rồi, tàng khánh thở dài tin tức do băng cung truyền ra nhất định không thể sai hoàng phủ ngọc nhíu mày đáy mắt hiện lên sự kiên định và nói tôi biết anh ấy nhất định chưa chết tàng khánh thở dài người ta nói một khi phụ nữ đã xa vào lưới tình thì sẽ mất hết lý trí quả thực không hề sai chỉ là anh ta không ngờ ngay cả một người như hoàng phủ ngọc cũng không ngoại lệ cho dù bây giờ đường tuấn còn sống thì cũng không khác gì đã chết tàng khánh ông muốn làm gì vu khải công trầm giọng hỏi Chương 1214, kiếm pháp này thật kỳ quái. Có đệ tử Vu môn ở đây không? Vu Khải Công đột nhiên hỏi những người xung quanh. Đệ tử đến rồi, anh ta vừa dứt lời đã có hơn chục người đáp lại. Vu Khải Công nhìn họ cười nói, tốt lắm. Anh ta chọn ra một đệ tử chân khí cảnh rồi nói với Tàng Khánh, Tàng Khánh, ông muốn bảo vệ cô gái nhỏ này, nhưng cô ấy lại ở sau lưng rút kiếm ra đâm tôi, đây đúng là tội chết. Tông sư không thể bị xúc phạm, hơn nữa Chúng tôi còn là thiên nhân, tôi sẽ không từ tay giết chết cô gái này nhưng sẽ để cho đệ tử của mình sống chết với cô ấy. Chuyện này ông cũng không thể ngăn cản đúng không? Tàng Khánh nhìn Hàn Bảo Long rồi nói, tôi có thể làm được gì nữa chứ? Hai người cùng cảnh giới tỉ thí với nhau, tôi tuyệt nhiên không có lý do gì để nhúng tay vào. Hơn nữa, đúng là không nên rút kiếm về phía đó. Trong mắt Hàn Bảo Long không có một chút hối hận nào mà thay vào đó là ý chí chiến đấu bất khuất. Vu Khải công cười chế nhạo, sau đó quay ra nói với đệ tử được chọn của Vu Môn, giết cậu ta đi, tôi nhất định sẽ nhớ công ông. Người kia là một người đàn ông trung niên khoảng 40 tuổi, sau khi nghe thấy vậy thì ánh mắt ông ta chợt hiện lên vẻ cuồng bạo, ông ta cúi người nói cảm ơn môn chủ. Nói xong, ông ta bước đến gần Hàn Bảo Long, diếu cợt nói, vậy mà cậu lại dám rút kiếm chống lại thiên nhân thần cảnh. Xem ra anh ta dạy dỗ cậu không được tốt hôm nay tôi sẽ thay anh ta dạy dỗ cậu, để cậu biết rằng có những người không thể đắc tội. Ông không xứng, Hàn Bảo Long thì thào. Vừa dứt lời, cậu ta đã xuất kiếm, kiếm quang của Hàn Bảo Long giống như rồng ra khỏi biển, tiếng rồng gầm sen lẫn tiếng sóng biển dâng trào. Đúng là không biết tự lượng sức mình, kiếm pháp thế tục đơn thuần như vậy căn bản không thể làm tổn thương tôi. Thiết bát Minh đưa hai tay ra, trên tay phủ dày kén thịt, ông ta vận nội công khiến một luồng sáng đen tuôn ra, bày ra một hàng phòng ngự rất chắc chắn. Ông ta dám lấy thiết làm họ của mình hiển nhiên thành tích trên phương diện này không hề tầm thường. Vu Khải Công khẽ gật đầu, suy nghĩ, thiết hệ đầu tiên của Vu Môn dù không mạnh lắm, nhưng công phu hoàn toàn có thể lấy mạng người khác, cho dù có dùng tay không đỡ dao cũng không thành vấn đề. Trừ phi là đệ tử của kiếm môn, còn những người cùng giới khác căn bản không thể phá vỡ hàng phòng ngự này. Suy nghĩ của anh ta vừa hiện lên thì thanh kiếm của Hàn Bảo Long đã xuyên qua tay Thiết Bát Minh, trực tiếp đâm xuyên qua cổ họng của đối phương. Không cho bên kia có một cơ hội chống trả nào. Thiết Bát Minh đến chết vẫn không tin nổi, ông ta không ngờ công lao đưa tới cửa lần này lại lấy mạng mình. Ngay cả con người của Vu Khải Công cũng hơi co lại, anh ta kinh ngạc tự hỏi, kiếm pháp này thật kỳ quái. Hàn Bảo Long sau khi dùng kiếm chém vào Thiết Bát Minh thì vẻ mặt không hề thay đổi. Cậu ta rút thanh kiếm ra, bề mặt kiếm nhẵn nhụi, không có một chút máu nào. Bích là kiếm quyết nhìn có vẻ bình thường nhưng lại chứa đựng ý nghĩa của sông Hoàng Tuyền. Sông Hoàng Tuyền tuyên bố có thể ăn mòn mọi thứ, Hàn Bảo Long đã lĩnh ngộ mộ được một chút kiến thức sau khi trải qua nó. Vậy nên việc phá vỡ hàng phòng ngự của thiết bác giác là không hề khó. chương 1215, cậu ta nhất định phải chết. Hàn Bảo Long đã nghe chuyện của Yến Đình Khôi, cậu ta vốn dĩ đã có ý định giết kẻ phản bội đường tuấn này. Yến Đình khôi sướng sờ, sau đó không khỏi nhếch mép, lấy chân khí cảnh khiêu chiến với thần hải cảnh ư, cậu đúng là kiêu ngạo và ngu dốt giống anh ta. Tàng Khánh khẽ cao mày, nghiêm nghị nói, thu kiếm của cậu về. Vu Khải công chế nhạo, ngay cả anh ta cũng không ngờ Hàn Bảo Long lại kiêu ngạo như vậy. Vậy mà cậu ta lại dám lấy tu vi chân khí cảnh để khiêu chiến với thần hải cảnh. Loại chuyện như này cũng đã từng xảy ra, nhưng người thành công thường là những thiên tài võ thuật, những người đã được tích lũy kinh nghiệm từ nhỏ chứ không phải loại võ thuật nửa chừng như hàn bảo long tôi nhất định sẽ giết yến đình khôi hàn bảo long giữ thanh kiếm vững vàng nói ra từng câu từng chữ tàng khánh chắc ông cũng không phản đối chứ là cậu ta tự mình tìm đến cái chết không phải tôi cậy lớn bắt nạt bé vu khải công nhìn tàng khánh diễu cợt đôi lông mày của tàng khánh toát lên sự tức giận rõ ràng là bị hành động của hàn bảo long làm cho bực tức anh ta oán hận nói tự mình xử lý cho tốt nói xong tàng khánh kéo hoàng phủ ngọc sang một bên vào lúc này anh ta không có lý do gì để ngăn cản nữa mặc dù bốn cô gái lý ngọc mai mộ dung lan hoa tiểu nam và hoàng phủ ngọc biết khoảng cách cảnh giới giữa hàn bảo long và yến đình khôi là rất lớn nhưng bọn họ cũng không ngăn cản bởi vì bọn họ biết nếu đường tuấn ở đây cũng sẽ làm như vậy yến đình khôi đừng làm mất mặt vu môn Phu Khải Công lạnh nhạt nói. Yến Đình khôi cung kính đáp, cậu ta nhất định phải chết. Ừ, Phu Khải Công nhẹ gật đầu, đồng thời bước sang một bên. Lấy chân khí cảnh để thách đấu thần hải cảnh ư, người này đúng là điên rồi. Cho dù là người của kiếm môn như Vương Thanh An, tại chân khí cảnh tối cao khi đấu với thần hải cảnh cũng bất phân thắng bại. Chẳng lẽ anh ta nghĩ mình còn mạnh hơn cả Vương Thanh An ư? Đa số những người xung quanh đều là đệ tử của thế gia ẩn cư, không hiểu tại sao lúc này lại buông lời chế giễu một cách kỳ lạ. Yến Đình khôi giễu cợt nói, tôi sẽ không dùng thủ đoạn di chuyển của thần hải cảnh mà chỉ đứng đây so tài với cậu thôi, không người khác lại nói tôi bắt nạt cậu. Chủ nhân của cậu cũng chết rồi, để tôi tiến cậu đi tìm anh ta. Hàn Bảo long mắt điếc tai ngơ, cậu ta cầm kiếm xông về phía trước. Ngay sau khi thanh kiếm được đâm ra, một dòng nước màu vàng dường như phảng phất quanh lưỡi kiếm, bên trong dòng nước này ẩn chứa sự ăn mòn chết chóc và thất bại. Kiếm chưa đến mà Yến Đình Khôi đã cảm thấy ra đầu mình tê dại, máu khắp người như lạnh đi. Một kiếm này không thể đỡ được, Yến Đình Khôi suy nghĩ trong lòng. Ông ta muốn bay lên để tránh thanh kiếm này, nhưng khi thử dùng nó thì lại phát hiện ra nguyên khí của cánh tay lúc này không nghe theo lời mình, tựa hồ như đang bài xích ông ta. Kiếm vực, trong lòng Yến Đình Khôi vô cùng khiếp sợ. Audio điện tử võ tấn bền chương 1216 xuất kiếm thực sự đỉnh cao. Ngoại trừ thần hải cảnh kiểm soát thế giới, còn có những phương pháp khác cũng có tác dụng tương tự. Ví dụ như kiếm vực mà kiếm môn am hiểu nhất, hay bí thuật băng phong của băng cung. Nhưng những phương pháp này không chỉ do đời trước truyền lại, muốn học được phải có năng khiếu rất cao. Lần đầu tiên Vương Thanh An vào thần hải, ông ta liền khống chế được kiếm vực, vì vậy nên bị người ta coi là trời sinh kiếm đài vậy mà hàn bảo long chưa đạt được thần hải cảnh đã có thể thi triển ra kiếm vực loại thiên phú về kiếm đạo này đúng là kinh người cho dù vương thanh an có sống lại cũng không thể so sánh được tôi sẽ không chết dưới lãnh địa của kiếm vực yến đình khôi không có ý nghĩ chạy trốn ông ta tiếp thêm chân khí cho toàn thân nắm chặt tay lại rồi hướng nó về phía hàn bảo long tấn công chính là cách phòng thủ tốt nhất yến đình khôi biết rằng hàng phòng thủ của mình chắc chắn sẽ không thể chống lại thanh kiếm này vì vậy ông ta đã chuyển từ phòng thủ sang tấn công, cố gắng buộc Hàn Bảo Long lui lại. Chỉ cần kiếm vực bị phá vỡ thì phần thắng nhất định sẽ thuộc về Yến Đình Khôi. Đáng tiếc là Hàn Bảo Long dường như không để tâm đến cú đấm này, thanh trường kiếm trong tay cậu ta vẫn lao thẳng về phía trước. Xoẹt, thanh kiếm của Hàn Bảo Long đâm thẳng vào ngực Yến Đình Khôi, luồng kiếm siết chặt, như thể muốn nghiền nát trái tim ông ta. Cậu ta muốn cùng chết với mình sao? Yến Đình Khôi hoài nghi nghĩ. Bụp. Mặc dù Yến Đình Khôi đã chết, nhưng lực đấm của ông ta vẫn lao thẳng vào ngực Hàn Bảo Long. Một tiếng xương gãy vang lên, Hàn Bảo Long bay ra ngoài. Trên khuôn mặt cậu ta nở một nụ cười, đây là nụ cười của sự tự hào. Xuất kiếm thực sự đỉnh cao. Đây là lần đầu tiên cậu ta sử dụng kiếm của mình trước mặt nhiều người như vậy, chỉ với một nhát kiếm, cậu ta đã có thể vượt biên và giết chết thần hải, điều này khiến vô số người chấn động. Phu Khải Công trong nháy mắt đã đi đến bên cạnh Yến Đình Khôi, nhìn thấy sinh khí của người này hoàn toàn bị một kiếm cắt đứt, trong lòng không khỏi choáng váng. Tài năng kiếm đạo của người này chắc chắn không thua kém gì kiếm Đài Vương Thanh An, thậm chí còn mạnh hơn. Phu Khải Công vô cùng bất ngờ. Anh ta quay lại, nhìn Hàn Bảo Long một cách sắc bén rồi lạnh lùng nói, tôi cho cậu một cơ hội. Một là gia nhập vu môn, hai là chết. Tàng Khánh đang bên cạnh Hàn Bảo Long liền cười lớn như một đứa trẻ. Anh ta nghe thấy những lời này của Vu Khải Công thì lông mày dậm nhướng lên, bất mãn nói: "Môn chủ muốn làm gì?" Nếu là trước kia, Hàn Bảo Long chết thì chết, anh ta sẽ không bao giờ được tàng Khánh bảo vệ bằng hết sức lực của mình. Nhưng bây giờ Hàn Bảo Long thể hiện được thiên phú kiếm đạo của mình còn vượt qua cả Vương Thanh An thì lại là một vấn đề khác. Chân khí cảnh có thể lĩnh ngộ được kiếm pháp của kiếm vực, trong vòng 10 năm nữa, cậu ta nhất định sẽ trở thành một Tôn Thiên nhân. Loại thiên tài này làm sao anh ta có thể giết chết Vu Khải Công giết chết được. Vu Khải Công chế nhạo vẫy tay, ở phía sau anh ta, bao gồm cả quỷ khấp thì đã có hơn chục vị thần hải cảnh bộc lộ khí tức, một luồng khí cực kỳ kinh khủng bao quanh khu vực này. chương 1217, cô là cô gái nhỏ ở dân tộc mèo đúng không? Tôi chỉ cho cậu ta một con đường để sống sót. Vu Khải Công nhìn về phía nhóm người Hoa Tiểu Nam với vẻ mặt mỉa mai và cười nói, bên tôi có 15 vị thiên nhân thần cảnh, sau lưng còn có gần 50 vị võ giả thần cảnh. Các cô nghĩ mình có thể ngăn cản tôi lại không? Dầm! Trong sâu thẳm Bắc Giang, nơi sương mù bao quanh đột nhiên có một âm thanh trầm đục vang lên. Vẻ mặt Vu Khải Công càng thêm diễu cợt, anh ta nói, tôi nghe nói người của Vu Môn sắp đến rồi, ông lấy cái gì để chống lại tôi đây? Trước đây tôi không muốn động thủ, chẳng qua là vì nể mặt Long Vương mà thôi. Nếu không thì các ông đã sớm chết rồi. Vẻ mặt của Tàng Khánh đột nhiên thay đổi, đây là điều mà anh ta sợ nhất phải nhìn thấy từ đầu đến cuối thế chủ động trong trận chiến này luôn nằm trong tay vu môn đừng nói là ông cho dù người họ đường kia có ở đây thì cũng không thể làm gì được chưa nói đến khả năng anh ta đã chết dù sao thì thế giới mới này vẫn sẽ thuộc về vu môn mà thôi vũ khải công ngạo nghễ nói âm thanh mang theo sự tự tin anh đường chưa chết hoa tiểu nam đứng lên kiên quyết nói khí tức của hoa tiểu nam mờ mịt vô thường cô ấy đã tu luyện võ công đạt đến nửa thần hải cảnh cô là cô gái nhỏ ở dân tộc mèo đúng không vu khải công cười lạnh nói nếu không phải do sự thay đổi của trời đất đã kích hoạt vòng tròn ma thuật do tổ tiên dân tộc mèo để lại thì cô đã chết trong tay tả côn từ lâu rồi đằng sau anh ta tả côn của tuyết hồng thảo đường lộ ra sát khí chính anh ta là người đã tiến vào dân tộc mèo để giết chết người truyền thừa cao nhất ở đó nhưng tả côn lại không ngờ rằng dân tộc mèo đột nhiên khôi phục trận pháp Điều này khiến anh ta sợ hãi rút lui. Sau khi trời đất thay đổi, mặc dù Hoa Tiểu Nam đã bước chân vào thần hải cảnh nhưng vẫn có khoảng cách lớn so với Tả Côn và một số thiên nhân thần cảnh khác. Khí thế của Tả Côn ngày một phóng thích, khiến cho một áp lực vô hình xuất hiện, đè lên Hoa Tiểu Nam và Hàn Bảo Long. Tả Côn là một thiên nhân thần cảnh đã đạt đến đỉnh cao của việc kiểm soát sức mạnh, nhưng khí thế của anh Tả công hề ảnh hưởng đến Lý Ngọc Mai và Mộ Dung Lan. Hừ. Hừ hai âm thanh trầm đục liên tiếp phát ra từ miệng của hàn bảo long và hoa tiểu nam bàn tay cầm kiếm của hàn bảo long bắt đầu run lên thân kiếm rung lên bần bật như thể nó sẽ sụp đổ bất cứ lúc nào chân hàn bảo long cũng bắt đầu rung chuyển nhưng cậu ta vẫn nghiến răng để chống đỡ kiếm thuật cao siêu và cảnh giới là hai thứ hoàn toàn khác nhau khóe miệng hoa tiểu nam đột nhiên chảy máu khuôn mặt xinh đẹp cũng dần trở nên tái nhợt mặc dù cô ấy cũng là thần cảnh nhưng khoảng cách so với tạ côn vẫn còn quá lớn. Khuôn mặt tàng khánh lộ vẻ không đành lòng, nhưng anh ta vẫn không có cách nào ra tay. Vu Khải Công ở một bên hoàn toàn kiểm soát anh ta. Ba cô gái, Hoàng Phủ Ngọc, Lý Ngọc Mai và Mộ Dung Lan đã rơi nước mắt, bọn họ nắm chặt tay lại trong vô thức, không hề để ý đến móng tay đang đâm vào da thịt mình. Keng, chương 1218, nếu không thì còn ai nữa? Đường Tuấn cầm một nửa mũi kiếm trong tay, anh đứng đối mặt với Hàn Bảo Long và quay lưng về phía Vũ Khải Công cùng với đám người đó. Bóng lưng của anh thoạt nhìn có chút gầy yếu, nhưng lúc này lại đang chống đỡ áp lực từ thế gia ẩn cư và các môn phái. Giọng nói của Đường Tuấn đột nhiên vang lên khiến mọi người xung quanh nhìn anh với ánh mắt ngạc nhiên nghi ngờ. Có chuyện gì xảy ra vậy? Tại sao tả côn lại chết rồi? Người đó là ai? Tả côn chết quá nhanh, rất nhiều đệ tử của thế gia ẩn cư chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra nên đã bắt đầu bàn tán. Anh ấy chính là hậu thiên đạo thể Đường Tuấn, không biết có ai trong đám đông đã nói điều này. Hậu thiên đạo thể thì thế nào? Chúng tôi ở đây có 15 vị thiên nhân thần cảnh, hơn 50 vị võ giả thần cảnh, vậy mà cậu lại dám ra tay giết tả côn nhân lúc chúng tôi không để ý. Chẳng lẽ bây giờ cậu vẫn còn dám giết người sao? Một trưởng lão tóc hồng của thiên hỏa cung bước ra, mặt nghiêm nghị nói. Người này là trưởng lão kỳ cựu của thiên hỏa cung, tuy rằng tu vi chưa đạt tới thiên nhân thần cảnh nhưng cũng cách đó không xa. Lời phát biểu này của ông ta đã nhanh chóng nhận được sự đồng tình của rất nhiều người, những người bất an vì cái chết của tả côn này cũng đã nhẹ nhõm hơn. Đúng vậy, đây là Bắc Giang, cường giả vu môn cũng sắp tới, không chỉ vậy mà thế gia ẩn cư cũng có đội hình rất mạnh, cho dù anh có là hậu thiên đạo thể thì làm sao còn dám giết người nữa. Đường Tuấn nhìn Hàn Bảo Long chậm rãi đứng lên, gật đầu tán thưởng. Ánh mắt anh quét qua khuôn mặt của Hoàng Phủ Ngọc, Mộ Dung Lan, Lý Ngọc Mai và Hoa Tiểu Nam, sau đó thở ơ nói tôi không sao. Ừ, giọng nói của các cô gái có chút nghẹn ngào. Tên họ đường kia, tôi đang nói chuyện với cậu đấy. Chúng tôi đang ở đây mà cậu dám cả gan giết người ư. Trưởng lão của thiên hỏa cung tiến lên một bước, nói với giọng điệu châm chọc. Khi ông ta nói xong, ngoại trừ vu khải công thì nhóm người thế gia ẩn cư và thiên nhân thần cảnh đồng loạt phóng ra khí tức bọn họ như hòa làm một thể sẵn sàng ra tay bất cứ lúc nào tàng khánh nhìn đường tuấn lắc đầu trầm giọng nói không được nếu bây giờ anh giết người thì sẽ không thể đàm phán một cách hòa bình cùng bọn họ nữa đường tuấn bỏ qua lời nhắc nhở của tàng khánh chậm rãi xoay người lại nhìn chằm chằm vào trưởng lão của thiên hỏa cung nói ông đang chuyện với tôi sao nếu không thì còn ai nữa thấy đường Tuấn có vẻ sợ hãi mình, trưởng lão thiên hỏa cung nói, tôi ở ngay chỗ này, nếu cậu có bản lĩnh thì giết tôi luôn đi. Ồ, vậy tôi sẽ thành toàn cho ông, đường Tuấn nhẹ nhàng nói. Sau khi nói xong, đường Tuấn búng ngón tay, ánh sáng vàng từ đó bật ra. Cậu, cậu dám, rất nhiều trưởng lão thiên nhân thần cảnh ở sau lưng vũ khải công quát lớn, chân khí trong tay bỗng chốc bùng phát, hóa thành một màn sáng đè lên người đường Tuấn. Xoẹt, Phản ứng của họ rất nhanh, nhưng ánh sáng vàng còn nhanh hơn, nó lập tức xuyên qua lông mày của trưởng lão Thiên Hỏa Cung. Chương 1219 Ai ngăn cản tôi thì đều phải chết. Cùng lúc đó, màn sáng cũng từ trên đỉnh đầu Đường Tuấn phủ xuống, tựa như trời sập, đây là một đòn toàn lực của 15 vị thiên nhân thần cảnh, uy lực vô cùng kinh người. Một phần nhỏ sức mạnh trong đó cũng có thể dễ dàng giết chết võ giả thần hải cảnh. Ánh sáng lóe lên trong mắt Đường Tuấn anh chợt đưa tay ra xé toạc bức màn ánh sáng. Lúc này, ánh sáng trong mắt trưởng lão thiên hỏa cung cũng dần dần tối đi. Đường Tuấn lạnh lùng nói, giết ông thì sao? Giết thần hải chỉ bằng một ngón tay. Một vẻ sợ hãi hiện lên trong mắt của 15 vị thiên nhân thần cảnh. Đường Tuấn nhìn chằm chằm về phía 15 vị thiên nhân thần cảnh cao cao tại thượng lúc nãy, sau đó bình tĩnh nói chính các ông là người muốn phán quyết tôi sao? Giọng anh đều đều như thể đang nói chuyện với hàng xóm nhưng lại khiến rất nhiều thiên nhân thần hải cảnh dùng mình, thân thể bọn họ run lên bần bật, không ai dám nói thêm lời nào. Trước khi đường Tuấn xuất hiện, bọn họ tràn đầy khí thế, nhưng hiện tại lại không ngừng khiếp sợ. Ở một nơi khác trong Bắc Giang, Trương Tĩnh Hòa, Cậu Long và các thế hệ võ đạo trẻ tuổi khác nhìn thấy cảnh này thì đồng thời há hốc mồm. Đạo thể quả nhiên là đạo thể, mỗi lần gặp đều khiến người khác kinh ngạc. Mục văn phong thở dài. Đáng tiếc lần này không giống lần trước, Hầu hết người của thế gia ẩn cư đều ở Bắc Giang, hơn nữa còn có hơn 10 vị thiên nhân thần cảnh, 50 vị võ giả thần cảnh. Xem như đây là võ giả cực cảnh thì cũng không chắc anh ta có thể ứng phó được. Chẳng lẽ anh ta còn mạnh hơn võ giả cực cảnh sao? Chẳng qua chỉ là đám thế gia ẩn cư này nhất thời sợ hãi anh ta, chờ khi họ phản ứng lại thì anh ta sẽ phải đối mặt với mười mấy thế gia ẩn cư, trừ phi Long Vương ra tay, nếu không thì không ai có thể chống lại được sức mạnh kinh người này cậu long thờ ơ nói thân sắc của mục văn phong trương tính hòa và những người khác trông rất khó coi rõ ràng họ cũng nghĩ đến điều này họ nhìn theo bóng dáng trên sân với cảm xúc lẫn lộn trong lòng một năm trước bọn họ còn có thể cùng thảo luận với anh thậm chí còn hơi xem thường xuất thân của đường tuấn nhưng hiện tại anh đã bỏ lại bọn họ một đoạn rất xa rồi chỉ có thể khiến bọn họ ở phía sau nhìn theo đường tuấn anh trong sân tàng khánh là người đầu tiên phản ứng lại anh ta cố nặn ra một nụ cười và muốn đi khuyên can Đường Tuấn thêm vài câu. Đường Tuấn xua tay, vẻ mặt hơi chán ghét nói, tránh ra, chuyện này không liên quan đến anh. Ai ngăn cản tôi thì đều phải chết. Thái độ vừa rồi của Tàng Khánh khiến Đường Tuấn có hơi không thoải mái, vậy nên lúc này anh cũng không khách sáo lắm. Chương 1220, lẽ ra đạo thể không nên tới. Đủ rồi, Tàng Khánh ngắt lời, sau đó nói với Đường Tuấn bằng vẻ mặt bình tĩnh tôi không biết vì sao long vương lại coi trọng anh nhưng tốt nhất là anh nên thể hiện kỹ năng của mình đi nếu không thì anh sẽ không thể ra khỏi bắc giang đâu tôi chỉ có thể khuyên vậy thôi còn lại thì anh hãy tự lo cho bản thân mình đi đi thôi tàng khánh nói xong bèn cùng một đám người rời đi lúc này ở hiện trường chỉ còn lại đường tuấn và đám người vu khải công đối mặt với nhau đệ tử của phe phái huyền minh quỷ mau ra đây người của thiên hỏa cung đâu rồi đệ tử của tôi ở núi phiêu miểu đâu. Đám người quỷ khắp thi nhau hét lên, tựa như sấm rền truyền khắp Bắc Giang. Từng người một bay lên từ đám đông ở nhiều nơi khác nhau trong Bắc Giang. Bọn họ cứ như vậy lơ lửng giữa không chung, tạo thành một luồng khí thức mạnh mẽ chuyên thuộc về cảnh giới thần hải, đồng thời cũng tạo nên một cái bóng lớn. Cuối cùng, hơn 50 vị võ giả thần cảnh chân đạp hư không bay lên, sức mạnh vô tận tràn ngập khắp nơi đó. Phu Khải Công mang theo 15 vị thiên nhân thần cảnh bay lên và đứng ở hàng đầu trong đám đông, bọn họ giống như những vị thần từ trên cao nhìn xuống đường Tuấn. Tất cả các võ giả ở Bắc Giang hầu như đều nhìn thấy cảnh tượng này. Tôi đang thấy gì vậy? Thế ra ẩn cư lại điều động toàn bộ cường giả thần cảnh tới ư? Bọn họ định làm gì? Chẳng lẽ bọn họ muốn đối phó với Long Vương sao? Các võ giả trong giới võ đạo nước Việt Nam nhìn thấy cảnh này thì không khỏi kinh hãi, nhiều người không biết nội tình bên trong nhưng cũng bị cảnh tượng này làm cho sừng sốt. Tăng thêm thiên nhân thần cảnh thì tổng cộng có 60 đến 70 vị cao thủ đã đạt tới cấp thần cảnh, dù là cường giả cực cảnh cũng không dám đối đầu với đội hình này. Lẽ ra đạo thể không nên tới, Mục Văn Phong cùng những người khác nhắm mắt lại, trên mặt mang theo vẻ tiếc nuối. Bọn họ là 6, 70 vị võ giả đã đạt đến thần cảnh, không giống như mấy tên lưu manh trên đường phố, Chiếc áo choàng của Hòa Thượng Câm đột nhiên phồng lên, da thịt phát ra kim quang, giống như một vị Phật Mạ vàng. Trương Tĩnh Hòa thở dài nói, "Hòa Thượng Câm, tôi biết anh quen biết anh ta, nhưng hiện tại không thể giúp được. Đừng nói là anh, cho dù anh có xuất thân từ cổ thiếu lâm thì lần này cũng không giúp được gì cho anh ta." Vị Hòa Thượng Câm nắm chặt tay, trong mắt lộ ra vẻ không muốn nhưng cuối cùng cũng đành nhắm mắt lại, tựa hồ như không chịu nổi những chuyện sắp xảy ra. Bên trong bí cảnh kiếm môn, Toàn bộ đệ tử kiếm môn đều nín thở. Nửa năm trước, sau khi Trương Kiếm Luân trở về đã phong bế kiếm môn, thậm chí còn triệu hồi tất cả đệ tử của kiếm môn trong thiên hạ, có vẻ như ông ta muốn co đầu rút cổ lâu dài. Vì sự việc này mà các đệ tử của kiếm môn đã gặp phải sự lạnh nhạt và chế giễu mọi người trong thời gian dài. Trong mái vòm vàng của kiếm môn, Trương Kiếm Luân đang ngồi trên vách đá, vết thương ở biển đông đã hoàn toàn bình phục, thỉnh thoảng ông ta lại phát ra khí tức khiến người ta kinh hãi như thể một con quái thú đang thức tỉnh. Hiện tại ông ta đã có thể vững vàng bước vào cực cảnh rồi. Audio điện tử Võ Tấn bền. Chương 1221, đúng là tự tìm cái chết. Môn chủ, hôm nay sẽ có những biến đổi lớn, tại sao chúng ta lại phải trốn trong bí cảnh? Người đã bước vào cực cảnh và trở thành một người bất khả chiến bại trong thiên hạ rồi cơ mà. Cho dù là Vu Môn cũng sẽ phải thỏa hiệp với chúng ta. Môn chủ để tôi chiến đấu, xin hãy để tôi đưa các đệ tử kiếm môn đến Bắc Giang so tài với các gia tộc khác. Nền tảng của kiếm môn mấy trăm năm qua chẳng phải chỉ chờ thời khắc này thôi sao? Chúng ta không thể bỏ lỡ cơ hội này được. Phía sau Sườn Đồi là một gian nhà cổ kính, bảy tám vị trưởng lão đang chắp tay thuyết phục Trương Kiếm Luân với vẻ mặt trịnh trọng. Khí tức của những vị trưởng lão này đã đạt tới thiên nhân thần cảnh, bất khả chiến bại trong thiên hạ. Trương Kiếm Luân nghe được những lời này, như thể đang nghe chuyện cười, ông ta không nhịn được nói, ở trước mặt cậu ta tôi có là gì đâu. Trận chiến trước ở bí cảnh bồng lai đã để lại cho ông ta một ấn tượng cực kỳ sâu sắc, cho dù bây giờ đã bước vào cực cảnh nhưng ông ta vẫn không nghĩ mình sẽ là đối thủ của Đường Tuấn. Môn chủ, chẳng lẽ chúng ta cứ đợi như vậy sao? Một vị trưởng lão đứng lên nhìn chằm chằm trương kiếm luân, giọng điệu có chút trách móc. Trên gối trương kiếm luân đặt một thanh kiếm gãy, ông ta dùng ngón tay xoa lưỡi kiếm, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía bí cảnh nói trừ phi cậu ta chết nếu không kiếm môn sẽ không xuất thế cậu ta là ai chẳng lẽ cậu ta là cường giả cực cảnh sao bằng không làm sao có thể khiến cho môn chủ kiêng kỵ như vậy một vị trưởng lão hỏi cậu ta là đạo thể không phải cực cảnh nhưng còn cao hơn so với cực cảnh nghĩ đến trận chiến ở biển đông tay trương kiếm luân không khỏi run lên môn chủ người của chúng ta sắp xếp bên cạnh các gia tộc khác vừa truyền tin rằng đạo thể đã xuất hiện. Lúc này cậu ta đang bị các thế gia vây quanh, không những thế còn phải đối mặt với sự liên minh của 6, 70 vị thần cảnh. Cậu ta tuyệt đối không thể sống sót trở ra, trừ khi có kỳ tích xảy ra. Trương Kiếm Luân nhẹ giọng nói, kỳ tích, kỳ tích cậu ta lập nên còn thiếu sao. Ở Biển Đông, một mình anh có thể chém giết hơn 10 vị thiên nhân thần cảnh, đây chẳng phải kỳ tích thì là gì. Bên trong Bắc Giang, Đường Tuấn ngẩng đầu nhìn bóng người lơ lửng trên không trung, ánh mắt lóe lên sự khinh thường, nói chỉ có chút người này thôi sao. Đúng là tự tìm cái chết. Chỉ là một hậu thiên đạo thể mà lại dám khinh thường thế ra chúng ta, cậu ta nhất định phải chết. Trên không trung, sáu bảy mươi vị cao thủ thần cảnh mỗi người chiếm một chỗ, chân khí trên người sao động, tràn ra ngoài đầy uy áp, khiến cho không trung bị khuấy động, tạo ra lớp lớp gợn sóng dập dờn. Vu Khải công đứng ở trước các vị thần cảnh, ngạo nghễ nhìn đường Tuấn nói, dám giết người trước mặt chúng tôi, anh đã bao giờ nghĩ đến hậu quả chưa? Cậu mau quỳ xuống nhận lấy cái chết đi, đám người thế gia ẩn cư đồng thanh quát lên, giọng nói tựa như pháp lệnh của trời đến từ cửu thiên với uy lực vô cùng to lớn. Đường Tuấn chỉ đáp lại một chữ, giết. chương 1222, nhất định là có thể. Tiểu Nam, cô nghĩ anh ấy có thể thắng không? Lý Ngọc Mai nắm chặt tay hoa Tiểu Nam, trái tim không khỏi run dày. Ánh mắt Hoa Tiểu Nam lóe lên, cô ấy do dự nói, chắc là có thể. Trước giờ cô ấy luôn luôn tin tưởng Đường Tuấn 100%, nhưng lần này, trong tiềm thức cô ấy cảm thấy tình hình của Đường Tuấn không được lạc quan cho lắm. Nguyên nhân chính là do thực lực hai bên có sự khác biệt quá lớn. Nhất định là có thể, Mộ Dung Lan và Hoàng Phủ Ngọc Kiên định nói. Tàng Khánh, thằng cha này đúng là điên rồi, chẳng lẽ cậu ta tự cho mình là một cường giả cực hạn như Long Vương sao? đột nhiên có ai đó trong đám người nghịch luân lên tiếng. Tàng Khánh thở dài nói, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Bọn họ giết đường Tuấn xong nhất định sẽ thừa thắng sông lên, chúng ta cần phải chuẩn bị đầy đủ, không nên hành xử như anh ta. Sống chết của anh ta không còn quan trọng nữa, chúng ta phải tự mình bảo vệ mảnh đất này. Vâng, người của nghịch luân đồng thanh đáp lại. Bùm! 60, 70 vị võ giả thần cảnh đồng loạt ra tay cho đám võ giả Bắc Giang nghĩ tới chuyện này chắc hẳn bọn họ cũng không dám nghĩ, vậy mà giờ đây nó lại đang xảy ra trước mắt bọn họ. Bọn họ chỉ thấy đủ loại thuộc tính chân khí khác nhau phun ra, những đám mây trên bầu trời bị dẫn động và biến thành chuỗi tia chớp. Chân khí ngưng kết biến thành một ngọn núi màu vàng rộng 20 mét vuông, sau đó từ trên không áp xuống. Không những thế mà còn có cây, đất, lửa, nước và gió cùng nhau kết hợp tạo thành dị tượng ngay cả người đứng đầu cũng không thể tạo ra một cảnh hùng vĩ như vậy trời đất đảo lộn trời trăng mất sắc đây giống như một ngày tận thế vậy trong nháy mắt thân hình của đường tuấn được bao phủ bởi đủ loại dị tượng tất cả các loại năng lượng chân khí đều cùng nhau bùng phát âm thanh cuồng bạo như tiếng gió tiếng sét nổ vang tiếng rồng hổ gầm thét một đòn hợp lực rồi phu khải công không ra tay anh ta chắp hai tay sau lưng trên mặt lộ ra nụ cười thản nhiên ngạo mạn nói đây chính là kết quả của việc đắc tội với chúng tôi dưới một đòn này trừ khi anh là võ giả cực cảnh nếu không chắc chắn sẽ chết anh ta nhìn xuống đám võ giả trần tục ở phía dưới cười lạnh nói thấy không đây chính là kết cục của việc đắc tội với vu môn tôi anh ta chính là vết xe đổ tàng khánh đứng đằng xa thở dài nói báo với long vương cứ nói đường tuấn chết rồi đám trương tính hòa lộ vẻ đau thương Cơn bão năng lượng trên trời vẫn còn tiếp tục tàn phá bừa bãi, nhưng dường như tất cả mọi người đều đã biết kết cục. Đạo thể, cũng chỉ như vậy, rất nhiều thần cảnh của thế gia ẩn cư ngạo nghễ nói. Vừa dứt lời, bỗng nhiên trên bầu trời, cơn bão năng lượng trở nên hỗn loạn. Tiếp theo sau đó cơn bão năng lượng bị đánh mở ra từ chính giữa, hệt như một kiếm chém sông, một bóng người bay ra. Sau một khắc, bóng người này va vào trong đám thần cảnh của thế gia ẩn cư với một loại phong thái vô cùng ngang tàng. Một giọng nói lạnh lẽo từ bên trong vang lên, hôm nay tôi giết trăm thần cho người đời nhìn xem. chương 1223, anh đã trở thành cường giả cực cảnh. Bàn tay anh một trống lên một đè xuống, giống như bàn cổ mở trời đất. Một bàn tay tỏa ánh sáng vàng to lớn không gì sánh bằng đột một đè xuống từ trên bầu trời. Bàn tay chưa đến mà khí thức cường đại tràn ngập trong đó đã như thể đè sập bầu trời. Mấy võ giả thần cảnh có thực lực yếu hơn một chút trong đám thần cảnh mới một lát đã không chống đỡ được, lập tức bị luồng áp lực này đè nát, hóa thành một đống máu thịt. Bàn tay càng hạ xuống thấp hơn, luồng áp lực này lại càng tăng lên mãnh liệt, số người chết cũng theo đó mà tăng lên. Những người chết này cũng không phải người bình thường, mà là võ giả thần cảnh, thậm chí trong đó còn có người đến cấp bậc thiên nhân. Liên thủ lại, trong giây phút này Vô Khải công cảm nhận được nguy hiểm vô cùng rõ đáng tiếc đã chậm, anh ta chỉ kịp đến liên thủ phòng ngự với mấy người gần nhất, bàn tay tỏa ánh sáng vàng đã ầm ầm hạ xuống. Phụt phụt phụt, từng võ giả thần cảnh của thế gia ẩn cư nổ tung, hóa thành máu thịt. Khi bàn tay vàng giữa không trung tan biến, đám võ giả phía dưới nhìn thấy một cảnh tượng vô cùng khủng khiếp. Cho dù là võ giả nội kinh hay chân khí cảnh, hay thần cảnh, cả đám đều há hốc mồm, dường như có thể bỏ lọt cả quả trứng gà còn chưa đầy chỉ thấy đám võ giả thần cảnh của thế gia ẩn cư chừng 60, 70 người trải rộng trên bầu trời lúc đầu, giờ phút này hầu hết đã biến mất, chỉ còn lại từng đống máu thịt. Chỉ còn có Vu Khải Công và năm cao thủ thiên nhân thần cảnh xung quanh anh ta. Mặc dù 6 người bọn họ còn sống, nhưng ngoại trừ Vu Khải Công, gần như ai nấy đều trọng thương, lúc nào cũng có thể tắt thở. Mà Vu Khải Công cũng vô cùng thảm hại, quần áo trên người anh ta đã bị máu nhuộm đỏ, có máu của anh ta, cũng có những người khác. Lúc này, trên mặt vị cường giả đứng thứ hai Vu Môn là vẻ kinh hãi, ánh mắt ngỡ ngàng như đứa ngốc. Một trưởng giết chết hơn 60 vị thần cảnh, trong đó còn có hơn 10 vị võ giả cấp thiên nhân. Giữa trời đất, lập tức lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người sợ hãi nhìn bóng người đang ngạo nghễ đứng trên không trung. Sao anh có thể cường đại như vậy chứ? Vu Khải Công nhìn Đường Tuấn, nói với vẻ cực kỳ không cam lòng. Cứ ngỡ ở phương diện này mình nắm ưu thế tuyệt đối, có thể nhẹ nhàng nhìn nát đường tuấn. Không ngờ kết quả lại là bọn họ không đỡ được cả một trưởng của đường tuấn. Kiểu đối lập này quả thật khiến cho không ai có thể chấp nhận được, khó chịu đến gần như thổ huyết. Bỗng nhiên Vu Khải công như nghĩ ra cái gì đó, sắc mặt chợt thay đổi, run giọng nói, anh đã trở thành cường giả cực cảnh. Anh ta vừa dứt lời, tất cả mọi người trên trời dưới đất đều nhìn về phía đường tuấn, nín thở chờ đợi đáp án của anh. Ừ. Đường Tuấn nói khẽ, anh có thể yên lòng chết được rồi. Vu Khải Công nghe vậy, hệt như gặp quỷ, trên gương mặt kia lộ ra vẻ kinh hoàng vô cùng, vốn dĩ anh ta còn ôm một tia hy vọng, nhưng bây giờ giống như Đường Tuấn đã đè chết hy vọng cuối cùng của anh ta, khiến anh ta sụp đổ tinh thần, cuối cùng không hề có ý định chống lại. Chương 1224, muốn chết. Giọng nói vang vọng đất trời, sắc mặt Vu Khải Công vốn tái nhợt lại trở nên khó coi hơn nữa đừng nói đến việc đánh chết đạo thể, chính anh ta đã sắp bị đạo thể đánh chết rồi đây. Không được, lão tổ còn chưa thức tỉnh, người vu môn mình còn chưa biết anh ta đã đạt đến cực cảnh, chỉ sợ vừa xuất hiện đã bị anh ta giết không còn một mống. Nếu là thế thật, vậy mình chính là tội nhân của vu môn, có chết trăm lần cũng không đủ. Trong lòng vu khải công chợt nghĩ, mau lui lại, anh ta đã bước vào cực cảnh, mấy người không phải là đối thủ. Nhanh chóng khép kín thông đạo, đợi lão tổ tỉnh lại rồi xuất thế lần nữa vu khải công bay đến chỗ vu môn điên cuồng hét lên vì kéo dài thời gian với đường tuấn mà anh ta đã ném mấy thiên nhân thần cảnh được anh ta cứu như ném mấy quả tạ mấy tên thiên nhân thần cảnh này vốn đã trọng thương chỉ còn kéo dài hơi tàn đường tuấn tiện tay đánh một cái đã giết chết bọn họ vu khải công không dám quay đầu lại nhìn dù chỉ một cái sâu trong màn sương lối đến thông đạo vu môn như ẩn như hiện lờ mờ có thể nhìn thấy một đám người đang dốc sức mở thông đạo ra. Đứng đầu là đại trưởng lão Vu Ngọc Thanh của Vu Môn. Ông ta nhìn qua màn xương, đã có thể nhìn thấy Vu Khải Công bay về phía họ, có điều không nghe rõ lời nói của Vu Khải Công, không tránh khỏi hỏi lại, Vu Khải Công, anh nói cái gì? Ông ta vừa dứt lời, đã nhìn thấy một bóng người xuất hiện sau lưng Vu Khải Công. Sau đó bóng người đó bắt lấy đầu Vu Khải Công đầu bằng một trường, nhẹ nhàng bóp. Vu Khải công chỉ cách cực cảnh một chút nữa, cơ thể đã vô cùng mạnh mẽ, nhưng dưới một trường này, không có bất cứ thứ gì có thể chống lại. Đầu anh ta bị bóp nát ngay lập tức, máu óc văng khắp nơi. Vu phá nhiên chết trước anh, người vu môn sẽ chết sau anh. Giây phút cuối cùng, Vu Khải công chỉ nghe được câu nói tràn ngập sát ý của Đường Tuấn. Muốn chết, Vu Ngọc Thanh thấy thế, không tránh khỏi quát lớn thành tiếng. Theo tiếng giống giận này của ông ta, Cuối cùng thông đạo thông với bên ngoài của Vu Môn đã mở ra hoàn toàn. Vu Vu, lấy Vu Ngọc Thanh dẫn đầu, khoảng chừng gần 50 thiên nhân thần cảnh bay ra từ màn xương sâu thẳm kia. Để mở ra thông đạo của Vu Môn, bọn họ đã hao tổn phần lớn chân khí, trên mặt mỗi người đều mang vẻ vô cùng mệt mỏi. Nhưng tu vi và thực lực của bọn họ lại lộ rõ không hề che giấu. Đặc biệt là Vu Ngọc Thanh dẫn đầu là một người có khí thức mạnh mẽ, có thể so với thiên nhân thần cảnh như Vu Khải Công. Nít danh, mày dám giết Vu Khải Công, Vu Môn chúng tao không đội trời chung với mày." Vu Ngọc Thanh nhìn thi thể không đầu của Vu Khải Công rơi xuống từ trên không chung, ánh mắt lóe lên lửa giận hừng hực. "Người của thế gia khác đâu, lại dám ngồi nhìn mặc kệ, chẳng lẽ không sợ Vu Môn chúng ta dáng tội sao?" Mấy vị trưởng lão sau lung Vu Ngọc Thanh hạ giọng nói. "Không ai đáp lại. Trong trận chiến vừa rồi, có rất nhiều võ giả thần cảnh của thế gia không còn sống sót." lúc này chỉ còn lại vài tông sư chân khí cảnh và võ giả nội kình đang nhìn đám vua ngọc thanh. Trong ánh mắt mang theo vẻ thương hại và châm biếm, đến lúc này, vua môn mấy người còn ra vẻ anh đại, chết cũng xứng đáng. Bọn họ đều bị tôi đánh chết, Đường Tuấn thản nhiên nói. Không thể nào, Đường Tuấn vừa dứt lời. vua Ngọc Thanh phản bác ngay lập tức. Chương 1225, lão tổ thực sự chưa chết. Ha ha, Đường Tuấn cười lạnh một tiếng, khí thức tăng vọt, như khí tức cự thú hồng hoang lan ra. Thân hình anh khẽ động, trong nháy mắt đến trước người Vu Ngọc Thanh, một quyền giết chết ông ta. Đến chết, Vu Ngọc Thanh còn không kịp phản ứng. Đại trưởng lão, người Vu Môn tức giận. Nhưng chỉ một giây sau, chân khí của Đường Tuấn đã lập tức bao phủ lấy bọn họ, giống như một làn sóng cuồn cuộn, bất cứ nơi nào anh đi qua thì sẽ có một thậm chí là mấy vị thần cảnh sẽ phải chết. Rút, sau khi Đường Tuấn giết hơn 20 thần cảnh, cuối cùng đám người vu môn cũng có phản ứng, xôn xao lùi về phía sau. Phía sau bọn họ là lối vào vu môn, chỉ cần trốn vào trong đó, nói không chừng còn có thể có một chút hy vọng sống. Bùm bùm bùm. Mặc dù bọn họ phản ứng rất nhanh, nhưng khi bọn họ lùi vào bên trong màn xương, vốn dĩ có 50 thần cảnh thiên nhân thì bị chết và bị thương chỉ còn lại không tới 10 người, gốc gác trong ngàn năm của vu môn trong nháy mắt đã mất hết. Cậu dám tàn sát người vu môn chúng tôi. Vu môn tôi dù cho có phải đuổi tới tận dưới hoàng tuyền cũng phải giết chết cậu. Còn lại không đến 10 vị trưởng lão vu môn ẩn nấp trong làn sương mù, giọng nói đầy thù hận. Nói nhiều vô ích, đường tuấn khẽ quá một tiếng. Nói xong, anh đạp xuống một cái, nguyên khí vô hình trên bầu trời bị khuấy động, biến thành một bàn chân rất lớn, giống như dấu chân của một thiên thần từ trên cao dẫm xuống vậy. Bùm bùm bùm, từng màn sương mù bị phá vỡ, nhìn thấy bàn chân đó sắp dẫm chết tất cả người vu môn, Mặc dù người Vu Môn luôn miệng nói rằng muốn giết chết Đường Tuấn, nhưng đối mặt với thứ sức mạnh này, họ không thể làm gì khác, đành phải trơ mắt chờ chết. Lẽ nào hôm nay người Vu Môn sẽ bị tiêu diệt hết sao? Nguy cơ bị giết chết đang ập xuống trên đỉnh đầu, trong lòng người Vu Môn cảm thấy rất đau buồn, cuối cùng lại ào ào quỳ xuống, hướng về phía trước mặt người Vu Môn, "Lão tổ, Vu Môn chúng ta không thể bị tiêu diệt được, xin ngài hãy liếc mắt nhìn một cái đi." "Người nào dám tiêu diệt Vu Môn của tôi?" Một tiếng hét vô cùng lớn vang lên giống như đến từ một khoảng không vô tận. Khi giọng nói này vang lên, màn xương mù vốn dĩ đã bị đường Tuấn dùng một cước phá vỡ, đồng thời hiện ra một sức phòng thủ đáng kinh ngạc. Một cước giống như chân của thiên thần đó mà lại không thể nào đi sâu vào màn xương đó thêm nửa phân, giống như bị xa vào vũng bùn lầy khó khăn nhất. Cuối cùng, bàn chân khổng lồ được ngưng tụ từ nguyên khí thuần khiết nhất kia cũng tiêu tan. Vẻ mặt đường Tuấn có chút nghiêm túc ánh mắt nhìn sâu vào trong màn xương của vu môn. Tiếng quát vừa rồi tuy có vẻ bình thường, nhưng lại ẩn chứa năng lực thần thông giống như đạo gia môn xuất pháp tùy. Một cước đủ để dẫm chết thần cảnh thiên nhân của anh lại chỉ vì một câu nói duy nhất của đối phương chặn được. Đây không phải do sự bùng nổ của chân khí, mà là sự dung hợp của tâm trí và linh hồn trong trời đất mới có thể tạo ra bản lĩnh cao cường như vậy. Audio điện tử võ tấn bền chương 1226, lão tổ tỉnh lại rồi. Lão tổ tỉnh lại rồi. Lão tổ, xin ngài hãy giết chết người này đi, báo thù cho đệ tử vu môn ta. Sau một hồi khiếp sợ, một nhóm người vu môn quỳ xuống xôn xao dập đầu về phía vu môn, muốn lão tổ vu môn ra tay giết chết đường tuấn. Lão tổ vu môn, chẳng lẽ là người đã tồn tại từ ngàn năm trước đó sao? Chuyện này vốn không thể nào xảy ra được, không thể có người nào có thể sống được ngàn năm cả dù cho là trong truyền thuyết, thần tiên cũng chỉ thọ được 500 năm mà thôi, nghe nói rằng năm đó vị lão tổ vu môn này được cho là đã đạt trình độ cao nhất rồi, không thể nào sống một ngàn năm được. Tin tức lão tổ vu môn ra tay thực sự quá đáng sợ, trong giới võ đạo vô số người cũng đã từng nhìn thấy cảnh này, không biết có bao nhiêu người đang thấp giọng bàn tán với nhau. Ánh mắt tàng khánh run lên nhìn về phía màn sương mù và bóng lưng của đường tuấn giữa bầu trời. Đường tuấn một mình giết chết nhiều người như vậy, thần cảnh nhập vào vẫn còn chưa hết, hiện tại lại xuất hiện chuyện nghi ngờ lão tổ vu môn của ngàn năm trước sống lại, coi như ông lão này đã trải qua rất nhiều mưa gió, giờ phút này trong lòng cũng không nhịn được cảm thấy có chút lo lắng. Nếu như đúng là vị lão tổ vu môn kia sống lại, thế giới người bình thường mình thật sự có thể ngăn cản được sao? Long vương có thể sao? Hay là phải dựa vào anh ta? Trong lòng tàng khánh vậy mà đã không còn nửa phần sức lực. Chủ yếu là bởi vì chuyện lão tổ vu môn ra tay quá khủng khiếp, những thủ đoạn như vậy gần giống như với các tiên nhân có bản lĩnh cao cường trong truyền thuyết. Đối mặt với sự thành khẩn cầu xin của mấy người Vu Môn, vị lão tổ Vu Môn kia lại trở nên im lặng. "Lão tổ, các vị thần cảnh Vu Môn còn lại lập tức cảm thấy lo lắng. Đừng gọi nữa, ông ta không xuất hiện được đâu." Đường Tuấn khẽ cười nói. "Anh nói cái gì? Rõ ràng vừa rồi lão tổ đã ra tay mà." Một người Vu Môn phản bác lại. Đường Tuấn lắc đầu, cười khinh thường nói ra tay và có thể xuất hiện hay không là chuyện hoàn toàn khác nhau anh nhìn vào sâu trong làn sương mù lạnh lùng nói dùng bí cảnh như một chiếc quan tài để bao bọc lấy bản thân lại để cho thế hệ con cháu không ngừng tìm kiếm các loại thảo dược quý và thuốc quý kéo dài khí huyết cho mình cuối cùng mượn sự thay đổi lớn của trời đất này để khiến bản thân sống lại một lần nữa thực sự rất giỏi tính toán đấy từ miệng của ngô trí khải anh biết được chuyện mấy năm qua Vu Môn đã không ngừng cử người đi tìm kiếm các loại thuốc quý trên thế giới để dâng hiến lên cho lão tổ, bây giờ lại nhìn thấy làn sương mù này và vị trí bí cảnh của Vu Môn, cuối cùng cũng đã hiểu ra một số chuyện. Năm đó trong trận chiến giữa Vu Môn và Thánh Thủ Tông, lão tổ Vu Môn đã bị thương cực kỳ nghiêm trọng, thậm chí còn suýt giết chết ông ta. Nhưng vào thời khắc cuối cùng của cuộc đời, ông ta đã đột phá tới nguyên đan cảnh, sau đó ẩn trốn trong bí cảnh, che đậy bản thân mình để cho con cháu đời sau tìm mọi cách để duy trì khí huyết của ông ta luôn rồi rào. Cuối cùng là đợi một thời cơ để hồi phục lại vết thương đó, giống như có thể thực sự sống lại. Sức mạnh sau khi sống lại thậm chí có thể tăng lên cấp độ nữa. Khi mà trời đất thay đổi chính là thời cơ tốt nhất. Chương 1227, tôi chờ đến khi ông ra ngoài rồi sẽ giết chết ông. Đáng tiếc, Đường Tuấn xuất hiện khiến cho ông ta không thể sớm hiện thân được. Nếu không một khi tinh hoa Vu Môn bị tổn hại, lòng người sẽ bị lay động, nhiều năm sau sẽ không còn người nào có thể cung cấp thuốc quý cho ông ta nữa. Lão tổ, lời anh ta nói là thật sao? Giọng nói của người Vu Môn run rẩy, hỏi. Một lúc lâu sau, từ sâu trong Vu Môn truyền tới một tiếng thở dài, nói, "Bây giờ tôi thực sự không thể rời khỏi Vu Môn." Trong câu nói tiếp theo, giọng nói của ông ta đột nhiên tràn đầy sát khí, hậu duệ của Thánh chủ tông, "Cậu đừng có đắc ý sớm." dù hiện tại tôi thực sự không thể thoát ra bí cảnh này, nhưng ta chỉ cần chờ một thời gian cho đến khi vết thương của tôi hoàn toàn lành hẳn, đó sẽ là ngày chết của cậu. Hàng nghìn năm trước, Thánh Chủ Tông làm tôi bị thương nặng, ngàn năm sau, cậu lại gần như tiêu diệt toàn bộ những người kế thừa của tôi, món nợ này tôi sẽ tìm cậu để thanh toán từng món một. Ha ha, nếu ông muốn tìm tôi báo thù thì tới đi, tôi sẽ ở vu môn này đợi ông xuất hiện. Vừa dứt lời, đột nhiên màn xương tác ra thành một con đường, thành một con đường qua lại dẫn vào sâu bên trong vu môn đường tuấn suy nghĩ một lát cuối cùng vẫn là không bước vào bên trong con đường đó lão tổ vu môn đã sử dụng bí cảnh làm quan tài toàn bộ bí cảnh vu môn là địa bàn của ông ta nếu anh thực sự đi vào bên trong e rằng chỉ có thể chết chứ không sống nổi tôi chờ đến khi ông ra ngoài rồi sẽ giết chết ông ánh mắt đường tuấn lóe lên đè nén sự kích động trong lòng ha ha chờ tới khi tôi bước ra rồi không ai trên thế giới này có thể ngăn cản tôi được nữa đâu lão tổ vu môn trầm giọng nói giọng nói tràn đầy tự tin ầm ầm màn sương mù lại khép lại bóng dáng của các vị trưởng lão vu môn kia cũng biến mất chỉ còn lại tàng khánh và những người khác tâm trạng càng thêm nặng nề thế mà lão tổ vu môn thực sự vẫn còn sống trải qua hàng ngàn năm mà vẫn chưa chết đồng thời lại càng thêm mạnh mẽ hơn chuyện như thế này thật sự giống như đang nằm mơ giữa ban ngày vậy một khi ông ta từ vu môn được giải thoát ra ngoài, thì cả giới võ đạo này sẽ phải đối mặt với sự trả thù và giết chóc biên cuồng của ông ta, còn ai có thể ngăn cản được ông ta chứ? Suy nghĩ có chút lung lay, ánh mắt lặng lẽ nhìn về phía đường Tuấn mang theo vài phần thương hại, gần như không khác gì nhìn thấy một người đã chết cả. Cho dù lúc này cơ thể có phong quang vô hạn, đợi đến lúc lão tổ vu môn ra ngoài không phải là muốn chết, thì có lẽ cũng có người sắp chết rồi nhưng mà suy nghĩ đó bọn họ chỉ có thể thầm nghĩ trong lòng mà thôi, dù sao bây giờ Đường Tuấn đã là một tay chém tận giết tuyệt các thế gia ẩn cư, thật sự vô cùng tài giỏi. Còn ai nữa, Đường Tuấn hít sâu một hơi, quay đầu nhìn về phía đám người phía dưới, trong mắt có chút lạnh lùng. Chuyến này mặc dù toàn bộ các thế gia ẩn cư thần cảnh đều đã chết hết, nhưng vẫn còn rất nhiều chân khí cảnh tông sư và nội kình võ giả, số lượng cũng đã đạt tới mức độ kinh khủng, hoàn toàn có thể nghiền nát được giới chân tục chương 1228, anh ấy thực sự đã làm được. Sau khi nói xong câu đó, toàn bộ sức lực của bản thân như bị rút sạch. Lời nói của họ giống như mười thế gia ẩn cứ khác cũng đã cúi đầu trước đường tuấn vậy. Chuyện như vậy chưa từng xảy ra. Mặc dù ước nguyện ban đầu của bọn họ là vì sự an toàn của con cháu thế gia Bắc Giang, nhưng bọn họ vẫn là người có tội, đợi đến khi bọn họ trở về họ còn muốn lấy cái chết ra để tả tội. Nhưng mà chúng tôi vẫn muốn cho ngài đường biết rõ, nếu bên trong Vu Môn còn có chuyện khác thì thế gia chúng tôi cũng như vậy ví như năm đó Vu Môn phong quang vô hạn nhất cũng không dám ép buộc thế gia chúng tôi mấy người trong các thế gia lớn nói mang theo vài phần đe dọa ha ha tôi sẽ lần lượt đến từng cửa đập nát sự kiêu ngạo này của thế gia các người Đường Tuấn khoát tay tỏ vẻ vô cùng khinh thường sắc mặt của rất nhiều người trong thế gia lập tức tái nhợt không dám nói thêm nửa câu chỉ có thể cúi đầu thật thấp trước mặt Đường Tuấn đám người nghịch luân nhìn thấy cảnh này mà không dám tin. Trước đó còn có mất người nói lời khinh thường đường Tuấn, lúc này vẻ mặt của họ vô cùng xấu hổ và lúng túng, hận không thể tìm một chỗ để trốn đi. Ý định ban đầu của nghịch luân là uy hiếp giới võ đạo, ngăn chặn bạo loạn trong các thế gia lớn, chuyện mà mấy chục năm qua bọn họ vẫn không thể làm được, vậy mà lúc này ở trong tay đường Tuấn lại thực hiện được một cách dễ dàng. Trong lòng Trương Tĩnh Hòa và đám người cậu Long vô cùng chấn động, khóe miệng chợt nở một nụ cười gượng gạo sau ngày hôm nay, bọn họ sẽ không nảy sinh ý định muốn đuổi theo đường Tuấn nữa. So với đường Tuấn, sự tồn tại của bọn họ chỉ nhỏ như ếch ngồi đáy giếng mà thôi. Giờ phút này đường Tuấn có thể khinh thường lăng vinh, đám người của anh ta cũng chỉ có thể ngước nhìn. Đám người của mộ dung lan và hàn bảo long đều sướng sờ, sau đó mừng rỡ nhìn đường Tuấn. Anh ấy thực sự đã làm được, hoàng phù ngọc thấp giọng lẩm bẩm cuối cùng tảng đá lớn trong lòng cô ấy cũng được đặt xuống. Tàng Khánh ngây người nhìn bóng dáng người bên trên bầu trời kia, không khỏi nghĩ đến cuộc nói chuyện của hai người vài phút trước. Vốn dĩ ông ta còn tức giận vì sự ngông cuồng kiêu ngạo của Đường Tuấn, không ngờ kết quả đã chứng minh rằng là tầm nhìn của ông ta hạn hẹp, coi thường anh. Sau ngày hôm nay, sợ rằng nước Việt Nam này sẽ có tới hai con rồng cùng tồn tại. Tàng Khánh thầm nghĩ, vốn dĩ chuyện Đường Tuấn và Long Vương được gọi là hai con rồng là chuyện tốt, nhìn có vẻ giống như một lời khen, nhưng thực chất chỉ là một hình thức để tâm bốc mà thôi long vương hùng mạnh như thế nào bản thân là một cường giả võ đạo cực cảnh thần thoại mấy chục năm trước ông đã khiến cho cả giới võ đạo phải cúi đầu trước sức mạnh của một người đường tuấn có tài cán gì mà có thể ngang hàng với ông mà được xưng là hai con rồng chứ tất cả mọi người đều đang chờ đợi khoảnh khắc đường tuấn rời từ trên mây xuống như vậy sẽ vô cùng xấu hổ nhưng bây giờ không hề có ai dám ý kiến gì với danh xưng hai con rồng đó của đường tuấn coi như đúng là danh xứng với thực vậy. Đường Tuấn đạp chân vào khoảng không như dẫm trên mặt đất bằng phẳng, trên gương mặt không đau khổ cũng không hề vui mừng. chương 1229 nên làm thế nào thì phải làm thế ấy. Đội ngũ của Vu Khải Công có mạnh đến đâu, chân khí cảnh tông sư đối với anh ta mà nói chỉ khác biệt ở chỗ là có thể dùng một trường đánh chết hay hai trường để tiêu diệt mà thôi. Đường Tuấn hạ mình từ trên cao xuống, đi tới bên cạnh đám người mộ dung lan, Đưa tay ổn định lại vết thương của Ngô Chí Khải và Hàn Bảo Long, sau đó nói với đám người Mộ Dung Lan, "Đi. Chúng ta về nhà." Đôi mắt của Mộ Dung Lan và những cô gái khác đột nhiên đỏ lên, đặc biệt là Mộ Dung Lan, khuôn mặt xinh đẹp của cô gái tràn đầy sự áy náy, "Thật sự xin lỗi, tôi không thể thay anh bảo vệ cho nhà họ Đường thật tốt được." Nửa năm trước, nhà họ Đường bị thế gia ẩn cư phá hủy, mà trước khi đi Đường Tuấn đã giao lại nhà họ Đường cho cô ấy. Lúc này nhìn thấy Đường Tuấn cô ấy giống như một đứa trẻ phạm sai lầm. Đường Tuấn vỗ vỗ vai cô ấy, dịu dàng nói, nhà thì có thể xây lại được, mọi người mới là thứ quan trọng nhất. Khi trở về từ biển Đông Anh đã nghe nói về trận chiến đó, nếu không phải có ngô trí khải liều mình cứu giúp, thì bây giờ mộ dung lan đã chết rồi. Làm sao anh có thể trách cô ấy được? Hoàng Phủ Ngọc và Lý Ngọc Mai là hai người phụ nữ mạnh mẽ nên vẫn ổn, sắc mặt tuy có chút mất tự nhiên nhưng dù sao cũng đã chứng kiến nhiều sóng gió cũng có thể che giấu được suy nghĩ của mình hoa tiểu nam lập tức nhào vào vòng tay của đường tuấn ôm lấy anh thật chặt đường đường tuấn những chuyện này lúc này đám người tàng khánh mới đến trước mặt đường tuấn vẻ mặt có hơi lúng túng nói tàng long nhìn bóng lưng của bọn họ cuối cùng thở dài một hơi có thể ung dung mà sống sót sau tai họa thầm nói sau ngày hôm nay trên đời này làm gì còn ai không biết ông đây nữa chứ Tàng Khánh, vậy những người này bây giờ phải làm thế nào? Từ đằng sau ông ta, một vị thần cảnh nghịch luôn hỏi. Vẻ mặt Tàng Khánh lạnh lùng, nói, nên làm thế nào thì phải làm thế ấy. Trong tộc bọn họ phần lớn thần cảnh cùng với lãnh đạo cấp cao đều đã bị tổn hại, còn có thể xảy ra sóng gió gì được nữa chứ? Nên chèn ép thì chèn ép, nếu còn không yên phận, giết. Vậy vu môn thì sao? có vị thần cảnh trưởng lão nhìn về phía cảnh cửa như ẩn như hiện trong làn sương mù xa xa kia, sợ hãi nói. Tàng Khánh cũng nhìn về phía cánh cửa, cuối cùng thở dài một tiếng, nói, đợi tới khi nào Long Vương trở lại rồi quyết định. Chuyện này rất quan trọng, không phải chuyện chúng ta có thể quyết định. Lão Tổ Vu Môn là nhân vật thuộc về hàng ngàn năm trước, hào hoa phong nhã, tài năng hơn người. Từ ngàn năm trước ông ta đã đạt tới cực cảnh, bây giờ lại bày ra ván cờ ngàn năm để giúp bản thân được tái sinh, nếu như ông ta thực sự thành công thì chỉ sợ rằng tu vi của ông ta đã vượt xa cực cảnh rồi, thậm chí còn đạt tới nguyên đan cảnh. Thực lực như vậy đủ để nghiền ép cả thế giới này. Kiếm môn vẫn bao gồm có các đỉnh núi và điện các. Trận chiến ở Bắc Giang quy tụ hầu hết các cặp mắt của giới võ đạo ở nước Việt Nam, mặc dù không có đệ tử nào của kiếm môn đi tới, nhưng cũng không thể ngăn cản bọn họ có thể kịp thời nắm bắt trận chiến được. Dù cho là truyền thông trực tiếp hiện đại hay truyền hình vệ tinh, kiếm môn đều có các kênh riêng của mình. Chương 1230, những báu vật đó vốn dĩ phải thuộc về tôi. Đây là hơn 100 vị thần cảnh đó, mặc dù kiếm môn mạnh hơn hầu hết các thế gia khác, nhưng cũng mới chỉ có chừng 10 vị thần cảnh thôi, không tới 20 vị, so với con số 100 vị thần cảnh còn chênh lệch rất lớn. Như vậy chẳng phải là cho dù kiếm môn có cùng xuất hiện, cũng không đủ để Đường Tuấn tự tay giết chết không tệ, kiếm môn chúng ta hình như cũng đã từng xuất hiện cực cảnh võ giả, nhưng dựa vào những gì tổ sư để lại cùng với ghi chép của các loại sách cổ, sức mạnh tối đa của cực cảnh võ giả so với thần cảnh thiên nhân có thể mạnh hơn gấp 2 hoặc 3 lần, nhưng sức mạnh anh ta thể hiện đã vượt xa khỏi phạm vi gấp 2 ba lần này rồi. Tôi chừng từng nghe qua việc cực cảnh võ giả có thể mạnh đến như vậy. Chủ trì tàng thư các của kiếm môn, người có hiểu biết sâu rộng nhất nghiêm nghị nói. Các trưởng lão khác cũng xôn xao gật đầu đồng ý sức mạnh mà đường tuấn thể hiện thực sự khiến họ sợ hãi đồng thời cũng cảm thấy khó hiểu đối với cực cảnh võ giả bọn họ so với giới võ đạo bình thường quen thuộc hơn nhưng hiện tại sức mạnh mà đường tuấn thể hiện ra khiến họ bị chấn động mặc dù bọn họ có suy nghĩ nát óc bọn họ cũng sẽ không bao giờ nghĩ rằng đường tuấn đã ngưng tụ được cực cảnh chi hoa đạt tới trình độ tam hỏa tụ đỉnh rồi thực lực của cực cảnh võ giả bình thường không thể nào so sánh được với đường tuấn Tin hoa của tiên nhân là rèn luyện gân cốt, tiên nguyên thì rèn luyện thể phách. Hai loại đều là do sự bất ngờ của ông trời và cơ duyên, nhưng cả hai thứ đó đều đang xảy ra trên người Đường Tuấn, muốn không mạnh mẽ cũng rất khó khăn. Cuối cùng tôi cũng đã quá khinh thường cậu ta. Trương Kiếm Luân thở dài một hơi, sợ rằng kiếm môn ta sẽ gặp phải tai họa. Một trưởng lão kiếm môn khó hiểu hỏi, "Môn chủ, cho dù cậu ta có mạnh hơn thì cũng liên quan gì đến chúng ta cả?" Lần này may mà có ngài nhạy bén, ngăn cản chúng tôi lại, nếu không thì kiếm môn ta cũng sẽ bị tổn thất nặng nề. Hiện giờ các thế gia và tông môn tài giỏi của họ đều đã mất đi 7, 8 phần, kiếm môn ta chỉ lo thân mình, sau này sẽ càng ngày càng mạnh, không cần phải sợ cậu ta. Hơn nữa, lẽ nào cậu ta có thể vô duyên vô cơ đuổi giết tới tận kiếm môn chúng ta hay sao? Không sai, nếu như cậu ta thực sự dám kiêu ngạo như vậy, kiếm môn chúng ta sẽ chiến đấu đến cùng. Khiến cho thế gia và giới võ đạo mở mang tầm mắt một chút khí khái của kiếm môn ta. Một vị trưởng lão tức giận nói, "Khóe miệng Trương Kiếm luân lộ ra một nụ cười khổ sở, nói, "Nếu như tôi nói mình suýt chút nữa giết chết em gái cậu ta để sống sót ở biển Đông, các người cảm thấy cậu ta còn có thể bỏ qua cho kiếm môn chúng ta sao?" Không khí trong điện đột nhiên im lặng, sau đó có âm thanh nuốt nước miếng của người nào đó vang lên. "Môn chủ, ngài thực sự đã ra tay với em gái cậu ta sao?" có vị trưởng lão vẫn không tin. Trương Kiếm Luân nhẹ nhàng gật đầu, nói, nếu tôi không làm như vậy, bây giờ tôi đã chết trên biển đông rồi. Đám người vu phá nhiên, quỷ thất sát, tạ diễn đều đã bị cậu ta giết chết. Sức mạnh của cậu ta có thể tiến bộ nhanh như vậy, chỉ sợ rằng đã tiến vào bí cảnh bồng lai, lấy được báu vật ở trong đó luôn rồi. Nói đến đây, ánh mắt ông ta lộ ra vẻ oán giật, lạnh lùng nói, những báu vật đó vốn dĩ phải thuộc về tôi. Môn chủ, ngài, Lúc này, các trưởng lão kiến môn không thể nói gì được gì nữa. Audio điện tử võ tấn bền chương 1231 không có ý muốn nói ra. Hừ, cho dù là như vậy thì đã sao, mặc dù kiếm môn chúng ta so với vu môn có yếu hơn, nhưng cũng chưa chắc là yếu hơn bao nhiêu cả. Tên họ đường đó không dám bước chân vào vu môn, chẳng nhẽ lại dám tiến vào kiếm môn chúng ta sao? Các trưởng lão kiếm môn nghe vậy, Lập tức bừng tỉnh nói, "Không sai, khu vực bí cảnh này được kiếm môn của chúng ta xây dựng hàng ngàn năm rồi, nó chính là vũ khí mạnh nhất của chúng ta. Trừ khi cậu ta đã đạt tới nguyên đan cảnh, nếu không thì kiếm môn ta không cần phải sợ. Còn nữa, một mình cậu ta độc chiếm báu vật của bí cảnh Bồng Lai. Chỉ cần chúng ta lan truyền tin tức này ra ngoài, đến lúc đó sẽ có không biết bao nhiêu người tìm cậu ta để gây chuyện. Với đạo thể của cậu ta, muốn đấu với kiếm môn chúng ta vẫn chưa đủ tư cách." một nhóm trưởng lão xôn xao bầy mưu tính kế, nhanh chóng tìm ra kế sách để ứng phó. Môn chủ, ngài thấy thế nào? Trưởng lão tàng thư các hỏi. Trương kiếm luân từ từ đứng dậy, chống kiếm lên mặt đất, sống lưng lại thẳng lên, dỗ bỏ thái độ suy sụp trước đó, nói các người nói không sai. Đây không phải là biển đông, mà là bí cảnh mấy ngàn năm của kiếm môn chúng ta. Mặc dù cậu ta mạnh nhưng chúng ta cũng không phải cá nằm trên thất, không thể cho phép cậu ta bắt nạt được. Ngoài ra, hãy lan truyền tin tức cậu ta đã vào được bí cảnh bồng lai ra ngoài đi. Như vậy có thể nói rằng tất cả sức mạnh của cậu ta bây giờ đều là do vào trong bí cảnh bồng lai mới đạt được. Đường Tuấn không biết rằng kiếm môn đã âm thầm tìm ra cách đối phó, chuẩn bị tính sổ với anh. Anh vừa dẫn theo mọi người rời khỏi Bắc Giang thì phía sau có một người lao tới, đó chính là người nối dõi của núi Yên Tử, Trương Tĩnh Hòa. Trương Tĩnh Hòa chào anh một cái, sau đó chậm rãi nói, tổ sư thúc của tôi có vật này muốn tôi đưa cho anh tổ sư thúc của anh ta chính là Trần Tùng N, là cực cảnh cường giả ở núi Yên Tử. Nói xong, Trương Tĩnh Hòa lấy từ trong tay áo khoác ra một lá bùa, lá bùa có màu vàng nhạt, bên trên trống giống, không có gì được lưu trên đó cả. Nhưng Trương Tĩnh Hòa lại vô cùng trịnh trọng đưa lá bùa đó cho Đường Tuấn, nói trước đó, tổ sư thúc của tôi đã từng mời anh tới núi Yên Tử làm khách, nhưng đột nhiên anh lại tới Biển Đông, sau đó lại có tin đồn về cái chết của anh, sau khi biết tin tổ sư thúc của tôi rất đau buồn, lần này tôi tới Bắc Giang, trước khi tôi đi, tổ sư thuốc giống như đã biết trước vậy, giao lá bùa này cho tôi, nói rằng tôi phải truyền lại cho anh, còn nói anh xem rồi sẽ rõ. Sao ông ấy biết được anh đường sẽ xuất hiện chứ? Hoa tiểu nam không khỏi thắc mắc. Trương Tĩnh Hòa cũng lắc đầu, đây cũng là điều trong lòng anh ta đang thắc mắc. Chỉ là đối với chuyện này Trần Tùng N, N. N. tỏ ra rất bí mật, không có ý muốn nói ra. chương 1232, đây là pháp kiếm khi một chữ cuối cùng vang lên trong tiềm thức của đường Tuấn, lá bùa màu vàng nhạt bỗng nhiên bị thiêu đốt, hóa thành cho tàn. Tiếng nói phát ra trong tiềm thức kia đúng là giọng của Trần Tùng N, chỉ là tiếng nói của ông ta nghe có vẻ già đi rất nhiều, lộ ra một chút ý vị bi tráng giống như một ông già sắp gục ngã tới nơi rồi. Tuy nhiên đường Tuấn cũng nhận ra được sự dứt khoát trong đó. Trần Tùng N biết mình đã đi tới điểm cuối của cuộc đời nên chuẩn bị liều mình đánh cực một lần, làm trái lại với ý trời cũng sẵn sàng hứng chịu mọi hình phạt quả thực mình không bằng ông ta trong lòng đường tuấn thầm than nhẹ một tiếng thực lực của trần tùng n quả thực đã đạt tới đỉnh cao của võ thuật thậm chí có thể cũng ngưng tụ ra cực cảnh chi hoa đạt tới cấp độ tam hoa tụ đỉnh hơn nữa ông ta có thể đem ý niệm của mình lưu lại trên lá bùa một thời gian dài chứng tỏ tinh thần của ông ta cũng đã đạt gần tới giai đoạn thuần dương đạt tới thuần dương thì tinh thần hồn phách cũng không còn sợ lôi điện quỷ thần nữa đó là một trong những tiêu chí để võ giả bước vào nguyên đan cảnh. Không cần Trần Tùng N nói rõ thời gian thì Đường Tuấn cũng đã biết được rồi. Mười ngày sau vào giờ hoàng đạo, mọi sự đều thuận lợi. Quả thực rất thích hợp cho việc tế tự và an táng. Trở về nói cho ông ta biết tôi sẽ tới đúng giờ đã hẹn trước đó. Đường Tuấn nhìn Trương Tĩnh Hòa nói. Nhìn Trương Tĩnh Hòa đồng ý, hồi lâu sau Đường Tuấn mới rời đi. So tài với người, đấu với đất trời. Đường Tuấn nhìn núi Yên Tử ở phía xa, lẩm bẩm nói. Mấy người ra khỏi Bắc Giang, Đường Tuấn vốn vẫn còn lo lắng về vấn đề làm sao mọi người cùng đi. Ai ngờ Hoàng Phủ Ngọc chỉ cần gọi một cú điện thoại, mấy phút đồng hồ sau một chiếc trực thăng đã đậu trước mặt mọi người. Thân phận của tập đoàn Yên Hòa và nhà họ Hoàng Phủ dễ sử dụng trong đời thường hơn so với một võ giả cực cảnh như anh. Hoàng Phủ Ngọc nhăn chiếc mũi xinh đẹp một cách đáng yêu, không khỏi đắc ý nhìn Đường Tuấn nói. Đường Tuấn không tỏ rõ thái độ, tuy hiện giờ thế giới đã trải qua nhiều thay đổi lớn nhưng một số người vẫn giữ quan niệm không thể thay đổi được, tuy nhiên chờ đến khi võ giả bày ra chút năng lực trước mặt người đời thì chỉ sợ rất nhiều người lại phải có cái nhìn khác về thế giới này. Đám người ngồi vào bên trong trực thăng, chuẩn bị tiến về Hà Nội. Đã trải qua một biến cố chấn động lòng người như vậy nên hiện giờ mấy cô gái đều vô cùng mỏi mệt, rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ say ngay cả Hàn Bảo Long và Ngô Trí Khải cũng đều nhắm mắt nghỉ ngơi. Đường Tuấn lấy từ trong túi ra mấy đồng tiền cổ, lúc này hình dáng của đồng tiền bắt đầu hiện ra, trên đồng tiền có khắc nhiều đường nét huyền bí, so với đồng tiền cổ bình thường còn ánh lên mấy phần sắc nét và bí ẩn. Tổng cộng có 7 đồng xu, là những đồng tiền mà anh lấy được từ Vu Khải Công, đó là tiền anh ta mang trên người trước khi chết. Anh Đường, đây là vật gì? Giọng của Hoa Tiểu Nam vang lên không chỉ cô ấy mà ngay cả Hàn Bảo Long và Ngô Trí Khải đều mở mắt nhìn mấy đồng tiền cổ trong tay anh. Vốn dĩ bọn họ đang nghỉ ngơi nhưng khi đồng tiền cổ xuất hiện, tiềm thức bọn họ lại cảm nhận được, nhanh chóng bị giật mình tỉnh lại. Mà ngược lại đám người mộ dung lan lại càng ngủ sâu hơn. Đường Tuấn khẽ cười nói, đây là pháp kiếm, chương 1233, trấn áp số mệnh. Vẻ mặt hoa tiểu nam mờ mịt, mím môi nói cái này rõ ràng là bảy đồng tiền cổ, ở chỗ dân tộc mèo chúng em cũng có loại tiền này, sao lại là pháp kiếm vậy hả?" Hàn Bảo Long cũng tỏ vẻ khó hiểu, chỉ có sắc mặt của Ngô Chí Khải đột nhiên biến đổi, tựa hồ như nhớ ra cái gì đó, không dám tin nhìn bảy đồng tiền cổ kia. Đường Tuấn xoa đầu Hoa Tiểu Nam, nói "Em xem." Biểu cảm trên mặt anh đột nhiên trở nên nghiêm túc, bảy đồng tiền cổ trong tay len keng một hồi phát ra ánh sáng màu đồng nhàn nhạt, nhạt. Những tia sáng này không hào nhoáng, nhưng mang theo khí tức hùng mạnh và linh thiêng khiến cho người ta không dám nhìn thẳng. Sau khi ánh sáng dần tản đi, bảy đồng tiền cổ đã không thấy đâu nữa. Lúc này trên tay đường Tuấn là một thanh kiếm cổ bằng đồng dài bằng cánh tay trẻ con. Bảy đồng tiền cổ biến thành chuôi kiếm và thân kiếm, các đường nét huyền diệu trên đồng tiền núi liền nhau hợp nhất thành một thể. Kiếm đồng thiên bảo, Ngô Chí Khải thất thanh nói. Đường Tuấn gật gật đầu, nói, đúng vậy. Ông Ngô, kiếm đồng thiên bảo là cái gì? hoa tiểu nam lúc này mới dám ghé vào xem kiếm đồng cô ấy nhìn thân kiếm có thể cảm nhận được một loại khí tức không thể xâm phạm được ngô trí khải lên tiếng giải thích kiếm đồng thiên bảo là thần khí trong vu môn nghe nói nó có thể phá vỡ hết mọi linh hồn ma quỷ lịch sử của nó thậm chí còn lâu đời hơn cả vu môn thanh kiếm đồng này được vu môn coi như là vật chấn áp số mệnh lần này vì để cho vu khải công thuận lợi xuyên qua thông đạo mới cho anh ta mang theo trên người nói đến đây giọng điệu của ông ta nhỏ dần Hơi kinh ngạc nhìn Đường Tuấn, nói: "Nếu như trước kia Vu Khải Công liều chết vận dụng kiếm Đồng Thiên Bảo thì thực lực có thể tăng lên không ít. Đáng tiếc đến lúc anh ta chết cũng không có cơ hội đụng tới kiếm Đồng Thiên Bảo." Đường Tuấn không tỏ rõ ý kiến của mình, kể cả Vu Khải Công vận dụng kiếm Đồng Thiên Bảo thì thực lực của hai người vẫn có sự chênh lệch quá lớn, tối đa chỉ có thể kéo dài một lát mà thôi. Anh nhẹ nhàng vuốt ve kiếm Đồng, nói: "Kiếm này vốn không phải là vật thuộc về Vu môn." Ngô Chí Khải gật đầu, nói, đúng vậy, ngàn năm trước kiếm đồng thiên bảo thuộc về Thánh Thủ Tông. Sau trận chiến ấy Vu Môn đã đem kiếm đồng thiên bảo làm của riêng, coi như là vật thần kỳ để trấn áp số mệnh. Hơn ngàn năm trôi qua nó lại trở về trên tay cậu, tựa hồ như trong cõi u minh đã sớm có số mệnh hết rồi. Trấn áp số mệnh, hoa tiểu nam hơi nhăn cái mũi đẹp lại. Nói, lẽ nào nó chỉ cái tác dụng này thôi sao? Cái gọi là số mệnh này huyền diệu khó giải thích, không ai nói rõ được. Ngô Chí Khải lắc đầu, cái này tôi cũng không rõ lắm. Tuy nhiên Vu Khải Công nhờ dựa vào năng lượng của mình để đi xuyên thông đạo, bước đầu tiên đi tới trần thế đã có thể chứng minh sự bất phàm của anh ta. Về phần công dụng cụ thể thì đã sớm không thể khảo nghiệm rồi. Đường Tuấn cảm nhận được thanh bảo kiếm đang động giữa các ngón tay, vẻ mặt có chút lạnh giá. Ngọc trụ thần bí trong tiềm thức khẽ chấn động tựa hồ tạo thành một loại cộng hưởng kỳ lạ với kiếm đồng. Nhưng cũng chỉ tới vậy thôi, Ngọc Trụ cũng không có phản ứng nào khác. Cuối cùng đường Tuấn thu hồi lại kiếm đồng, kiếm đồng thiên bảo mặc dù không tệ, đặc biệt là khí tức trên thân kiếm đồng càng làm cho lòng người cảm thấy an tĩnh hơn. Nhưng đây cũng chỉ là nói một cách tương đối, bây giờ kiếm đồng cũng không có tác dụng đặc biệt gì với anh. Trở lại Hà Nội, đám người đường Tuấn tạm thời ở lại một nơi mà Hoàng Phủ Ngọc sắp xếp. Hàn Bảo Long và Ngô Chí Khải bị thương rất nặng, Tuy rằng sau khi Đường Tuấn trị liệu đã không có vấn đề gì nguy hiểm nhưng vẫn cần một khoảng thời gian để dưỡng thương. Chương 1234, ông đến tìm tôi có chuyện gì? Thánh chủ, bên ngoài không vui chút nào, bọn họ đều quá yếu. Tôi cảm giác thổi một chút cũng có thể giết chết bọn họ rồi. Ngày hôm đó Đường Tuấn đang ở trong sân chỉ điểm kiếm đạo của Hàn Bảo Long. Đám người đại bàng cánh bạc ở bên cạnh vô cùng buồn chán nói. Sau khi từ biển Đông trở về, Đường Tuấn cho ba con hung thú Ngân Thiên, Chăn Đen và Tuyết Hầu tự do hoạt động, chỉ là cảnh cáo bọn chúng không được đả thương người khác. Sau ba ngày đi dạo tại nước Việt Nam, ba hung thú rất nhanh đã cảm thấy không có ý nghĩa gì nữa, lại tiếp tục trở lại bên cạnh Đường Tuấn. Ngân Thiên nói không sai, lúc chúng tôi bay qua một ngôi chùa, vất vả lắm mới đụng phải một tên đầu chọc lợi hại có thực lực không chênh lệch với chúng ta, tiếc là ông ta đã quá già, chịu không nổi vài cú đánh, thật là không thú vị. Tuyết Hầu nhếch miệng cười nói, khi ba kẻ bọn họ biến thành hình người đã dùng hình dáng đáng sợ nhất, cao gần 3 mét, cả người đầy cơ bắp, không khác mấy với lực sĩ Kim Cang trong phim. Ngôi chùa, Đường Tuấn khẽ nhíu mày nói. Đúng vậy, ngôi chùa kia còn viết ba chữ cổ thiếu lâm, bên trong còn có một đám đầu chọc. Chăn đen tiếp lời. Sắc mặt Đường Tuấn khẽ thay đổi, xem ra giới võ đạo cũng không nhỏ yếu như anh tưởng tượng, bên trong cổ thiếu lâm còn có cực cảnh võ giả. Có lẽ vị kia cũng giống như Trần Tùng N, cũng có giao hẹn với Long Vương, không được phép hiện thế. Có điều vừa nghĩ tới tình cảnh hòa thượng cổ thiếu lâm bị tuyết hầu hành hung, anh nhịn không được mỉm cười. Lúc này vẻ mặt của đám người cùng thay đổi, mấy chiếc zip biển số quân đội hiện ra trong tầm mắt bọn họ, sau đó dừng trước nhà. Tàng Khánh dẫn theo mấy người từ trên xe bước xuống, khuôn mặt ông ta đầy vẻ nóng nảy, lắc mình một cái đã đến trong sân. Ông là ai mà dám xông tới trước mặt thánh chủ? ba người tuyết hầu nghiêm nghị quát lên dùng khí thế của cả ba áp bức tàng khánh sắc mặt tàng khánh thay đổi dùng toàn bộ sức lực chống lại khí thế của ba người rồi mới miễn cưỡng ổn định lại thân thể trong mắt ông ta lộ vẻ khiếp sợ không gì sánh nổi cường độ khí thức của ba tên trước mặt lại không kém so với ông ta hơn nữa bọn họ còn gọi đường tuấn là thánh chủ cho thấy ba người này và đường tuấn có quan hệ không tầm thường thực lực của một mình đường tuấn đã làm cho bọn họ đối phó một cách chật vật nếu là thêm ba tên to con này nữa e là cho dù có điều động toàn bộ người của nghịch luân thì cũng rất đau đầu được rồi ông ta không phải là kẻ địch đường tuấn thản nhiên nói một câu lúc này ba người tuyết hầu mới thu lại khí tức kho người đứng ở sau lưng đường tuấn chỉ là vẫn giữ vẻ mặt không tốt nhìn tàng khánh bản chất của ba người bọn họ chính là thú giữ hiếu chiến lúc này đang nén giận trong bụng nếu không phải đường tuấn lên tiếng thì sợ là đã đánh nhau với tàng khánh rồi ông đến tìm tôi có chuyện gì đường tuấn hỏi lúc này tàng khánh mới nhớ tới việc chính đè xuống nỗi khiếp sợ trong lòng nói long vương đã trở về muốn gặp anh đường tuấn nhìn vẻ mặt lo lắng và sốt ruột của tàng khánh trong lòng khẽ động nhưng cũng không hỏi nhiều nói vài câu với ba người tuyết hầu và mấy cô gái anh theo tàng khánh lên xe jeep đợi đến khi xe chạy đi đường tuấn mới hỏi long vương đã xảy ra chuyện sao tàng khánh thở một hơi thật dài trầm giọng nói long vương bị thương Ông ấy biết chuyện anh đang ở Bắc Giang, cố tình bảo tôi dẫn anh đi gặp ông ấy, ông ấy muốn trò chuyện với anh một chút. Hơn một tiếng sau, mấy chiếc xe jeep quân đội lái vào một viện dưỡng lão quân dụng. Dù là quy mô hay là quy cách của viện dưỡng lão này cũng đều rất lớn, bảo vệ ở cổng đương nhiên là hai vị tông sư chân khí cảnh, hơn nữa còn trang bị vũ khí đặc biệt, sức phát huy vượt xa cảnh giới khi chiến đấu. Chương 1235 ngoại trừ hai người ra, trong sân không còn ai khác càng đi sâu vào trong viện dưỡng lão, sắc mặt tàng khánh càng nặng nề, cả tâm trạng nói chuyện với đường Tuấn cũng không có. Cuối cùng chiếc xe dừng lại dưới một cái sân ở nơi sâu nhất của viện dưỡng lão, trước khi xuống xe tàng khánh còn nói với đường Tuấn rằng, Long Vương cần tịnh dưỡng, sau khi anh trò chuyện với ông ấy xong thì mau chạy ra đây, đừng quấy dậy ông ấy nghỉ ngơi. Nói xong ông ta mới dẫn đường Tuấn xuống xe đi vào sân nhỏ. Đường Tuấn vừa bước vào sân nhỏ đã cảm nhận được rất nhiều ánh mắt bén nhọn nhìn về phía mình. Trong đó có vài ánh mắt cực kỳ lợi hại, làm cho da của anh nổi óc, đó là tay súng bắn tỉa đang nhắm vào anh, chỉ cần anh hơi có động tĩnh thì sợ là đối phương cũng sẽ nổ súng. Ngoại trừ tay bắn tỉa ra thì ánh mắt và cùng khí thức của những người kia đều cho thấy họ phần lớn đều là cường giả võ đạo, trong đó thậm chí còn có ba thần cảnh. Phòng ngự của viện dưỡng lão này quả thực có thể nói là kinh khủng có điều nghĩ đến đây là nơi long vương an dưỡng anh đã bình thường trở lại tàng khánh cũng không kêu mọi người bỏ đề phòng với đường tuấn hiển nhiên trong lòng ông ta cũng cảnh giác với đường tuấn cũng không tin tưởng long vương chúng ta đã rất lâu không có đánh cờ rồi tài đánh cờ của lão già như ông không dùng được nữa rồi đã không còn là đối thủ của tôi nữa một loạt tiếng cười sảng khoái vang lên ở sâu trong sân nhỏ quân thiên tượng vẫn chưa kết thúc đâu ai thắng ai thua làm thế nào biết được. Giọng của Long Vương vang lên ngay sau đó. Giọng nói của của ông vẫn vang dội như cũ, nhưng đầu óc đường Tuấn nhanh nhạy đã thấy được sự suy yếu và mất sức trong giọng nói của Long Vương. Đi theo tàng khánh, đường Tuấn bước vào trong sân, cuối cùng lại gặp được Long Vương lần nữa. Chỉ thấy lúc này Long Vương đang tựa vào một cái ghế mây chơi cờ vây. Người chơi cờ với ông là một ông lão tóc trắng xóa, dáng người ông lão ơi khom xuống, tuy rằng không phải là võ giả nhưng tinh thần lại rất tốt sắc mặt hồng nhuận thêm luồng sáng dạng dỡ lúc này ông ta đang đắc ý tiến hành sát phạt long vương trên bàn cờ rất hiển nhiên ông ta chính là người vừa rồi được long vương gọi là quân thiên tượng ngoại trừ hai người ra trong sân không còn ai khác lão già hình như ông có khách đến quân thiên tượng chuẩn bị hạ cờ thì hơi dừng lại sau đó thu cờ ông ta thả quân cờ lại vào hộp nói ván cờ hôm nay đến đây thôi đợi hôm khác chơi tiếp long vương cười nói quân thiên tượng xem quân cờ như mạng ông thua tôi hơn nửa đời người ván cờ này ông sắp thắng rồi mà bỏ qua như vậy sao khuôn mặt già nua của quân thiên tượng lộ vẻ giận dữ nói có câu làm người không vạch khuyết điểm ông còn nói nữa ông đây sẽ giận đấy còn ván cờ này cũng không phải bỏ qua mà là cứ để đó chờ sức khỏe ông tốt lên rồi chơi lần nữa thắng ông một lần sao mà đủ ông phải sống tốt cho tôi đấy tôi còn muốn thắng ông thêm mấy lần Nói xong, quân thiên tượng lập tức đứng dậy rời đi, không dám nhìn Long Vương nữa. Chỉ là khi ông ta quay lưng về phía Long Vương, hốc mắt đã hơi ướt. Lúc ông ta đi ngang qua người đường Tuấn thì bước chân chậm lại, nói đừng làm lỡ thời gian nghỉ ngơi của Long Vương, không được có ý nghĩ khác, bằng không cho dù anh có là võ giả cực cảnh thì tôi cũng có biện pháp giết chết anh. Trường 1236, không được đâu Long Vương. Ông ta cũng không đợi đường Tuấn trả lời thì đã đi ra sân nhỏ ngồi đi tên quân thiên tượng kia chính là vậy đó anh đừng để ý đến ông ta long vương chỉ vào một cái ghế trước mặt nói với đường tuấn tuy rằng ông ta không phải võ giả nhưng lại là chuyên gia vũ khí lợi hại nhất nước việt nam phần lớn vũ khí của nghịch luân đều do ông ta nghiên cứu ra đấy đường tuấn gật gật đầu khó trách vừa rồi quân thiên tượng dám nói ra những lời như vậy Tuy rằng thực lực cực cảnh mạnh mẽ nhưng vẫn có rất nhiều vũ khí có thể làm anh bị thương, đừng nói chi là những vũ khí bí mật chưa bao giờ công khai kia. Khoa học kỹ thuật phát triển qua nhiều năm như vậy, sớm đã đạt đến trình độ làm cho người ta không thể tưởng tượng, bằng không chỉ dựa vào nghịch luân thì vốn không làm gì nổi giới võ đạo. Ông bị thương, nếu như không kịp chữa trị, chỉ sợ sống không quá 3 tháng. Đường Tuấn nhìn Long Vương, bỗng nhiên nói, đầu óc anh hơi chấn động, Long Vương đã tới cực cảnh đã nhiều năm thực lực toàn thân giống như vực sâu biển lớn sâu không lường được, ai ngờ lại có thể bị thương nặng như vậy. Là ai làm ông ấy bị thương, đối phương mạnh cỡ nào? Long Vương cười khổ nói, quả nhiên không thể gạt được anh. Dáng vẻ xa suốt tinh thần chỉ kéo dài được một lúc, sau đó tinh thần Long Vương chấn động, khôi phục lại khí thế bá đạo nhìn người bằng nửa con mắt, nói đi Tây Phương một chuyến, bị vài con quỷ hút màu ám toán. Có điều bọn chúng cũng không khá hơn tôi, bị tôi giết chết chết năm con, được rồi hôm nay tạm thời không đề cập tới những chuyện này tôi hiểu rõ thương thế của mình nhân lúc còn sống được ba tháng thì hãy làm chút chuyện có ích long vương xua tay nhìn chằm chằm đường tuấn nghiêm nghị nói những chuyện anh làm ở bắc giang tôi đều biết cả rồi làm rất tốt nếu là tôi thì tôi cũng sẽ làm như thế một đám bọn họ cũng được coi là thế gian nghìn năm vậy mà còn dám có suy nghĩ thế này đúng là muốn chết có điều anh tiến bộ nhanh lắm đã vượt ra khỏi tưởng tượng của tôi Ông bùi ngùi thở dài, nói tôi vốn còn định đánh với anh một trận, tiến hành bước đột phá cuối cùng. Nhưng bây giờ không có thời gian rồi. Ông lấy một lệnh bài từ trên mặt bàn, nói tấm lệnh bài này tượng trưng cho nghịch luân của Long Vương. Hôm nay tôi giao nó cho anh, chờ sau khi tôi chết, anh chính là Long Vương. Không được đâu Long Vương, Tàng Khánh ở bên cạnh không nhịn được hoảng sợ hô lên. Long Vương chừng mắt liếc ông ta một cái, nói vậy anh nói xem bây giờ có ai thích hợp làm long vương hơn so với anh ta không là anh hay nhóc long kia các người có đủ danh tiếng nhưng thực lực lại không dọa được người bên dưới chuyện này tôi đã quyết định rồi các người không cần nói nữa hốc mắt tàng khánh đỏ lên cả người run rẩy không dám nói thêm lời nào nữa có vẻ long vương biết mình không còn nhiều thời gian đây là đang nhắn nhủ lời chăn chối Đường Tuấn nhìn tấm lệnh bài có khắc hình một con thần long, anh lắc đầu nói tôi không muốn làm long vương. Hơn nữa, ông cũng sẽ không chết. Long vương ung dung cười rồi nói, chỉ cần là người thì đều sẽ chết, cho dù là thần tiên ở nguyên đan cảnh thì cũng chỉ có thể sống đến 500 tuổi. Về trời lại được thêm 500 năm, ai cũng muốn, nhưng có bao nhiêu người có thể làm được chứ? Tôi chỉ hận là mình không thể chết trên chiến trường mà lại chết uất ức ở bên trong khu nhà nhỏ này. Nhận đi, chỉ có anh mới khiến cho tôi yên tâm. Đường Tuấn vừa định nói chuyện thì bên ngoài sân nhỏ đã đột ngột vang lên một loạt tiếng bước chân rồn rập, sau đó cậu Long dẫn một ông cụ mặc đường trang đi vào. chương 1237, tôi sẽ cố hết sức. Đối với vẻ mặt khác thường của cậu Long, Long Vương xem như không nhìn thấy. Trước giờ nghịch luân cũng không phải là vật riêng tư gì, nếu ông ấy đã là Long Vương thì nhất định phải cân nhắc tới nhiều người hơn. Cậu Long đè những ý nghĩ trong lòng xuống, trên mặt không tỏ ra bất kỳ điều gì khác thường, anh ta chỉ vào ông cụ mặc đường trang đứng bên cạnh, nói: "Long Vương, vị này chính là chuyên gia trung y Cổ Văn Hồng con mời từ con tung tới." Long Vương nghe vậy thì hàng lông mày dậm nhướng lên, hơi kinh ngạc nói: "Cậu chính là Cổ Văn Hồng? Được người đời gọi là chuyên gia trung y thần tiên sống?" Người đàn ông mặc đường trang cười nhẹ một tiếng, ngạo nghễ nói: "Ở trước mặt Long Vương tôi nào dám xưng thần tiên sống gì chứ?" chỉ là biết được một vài phương pháp trị bệnh cứu người mà thôi. Tuy nói như thế nhưng sự đắc ý lộ ra giữa hai đầu lông mày cổ văn hồng lại không thể che giấu, cho thấy anh ta cũng vô cùng hưởng thụ cái danh xưng thần tiên sống này. Long Vương không khỏi nhìn cổ văn hồng nhiều thêm vài lần, thở dài nói cậu không cần khiêm tốn. Cậu đợi ở con tum hơn nửa đời người mới trở thành người bình thường, Phật Lạt Ma từ cung điện Potala cũng hết lời khen ngợi, chuyện thần tiên của cậu đã lan truyền khắp con tum, gần như không người nào không biết có thể thấy y thuật của cậu hoàn toàn đạt đến trình độ người bình thường khó có thể sánh bằng. Chỉ là nghe nói cậu chưa bao giờ ra khỏi con tum, hôm nay sao lại tới Hà Nội? Được Long Vương khen ngợi như thế, nụ cười đắc ý trên mặt cổ văn hồng càng rạng rỡ, anh ta chậm rãi nói, Long Vương thân phận tôn quý, liên quan đến an nguy của toàn bộ nước Việt Nam, tôi là một con dân của nước Việt Nam, đương nhiên muốn làm chút gì đó cho Long Vương. Hơn nữa cậu Long đã từng cứu tôi, tôi nợ ơn cậu ấy lần này cậu ấy đích thân tới mời thì tôi đương nhiên phải đến cậu long cười nhẹ một tiếng nói chủ yếu là vì long vương cho nên thầy cổ văn hồng mới chấp nhận đi ra khỏi con tum n tình của con chẳng là gì cả sắc mặt đường tuấn thay đổi anh cũng đã từng nghe qua tên của cổ văn hồng cổ văn hồng mấy chục năm trước đi vào con tum rồi sau đó chưa bao giờ xuất hiện nghe nói y thuật của anh ta vô cùng cao siêu không chỉ dung hợp tất cả trường phái y thuật ở nước Việt Nam mà còn luyện ra bí thuật của con tum, có thể chữa trị trăm bệnh trên thế gian. Nhiều lần trị hết cho người mắc bệnh nan y, được gọi là thần tiên sống. Không chỉ nước Việt Nam mà ngay cả nước ngoài cũng có không ít nhân vật nổi tiếng nghe nói đến tên của anh ta, không màng đường xa vạn dặm mà tự mình đến con tum xin được chữa bệnh hoặc là xin sỏ phương pháp dưỡng sinh. Mà y đức của cổ văn hồng cũng rất đáng để khen ngợi, bất luận là người có thân phận cao quý cỡ nào, Muốn anh ta xem bệnh thì đều nhất định phải xếp hàng chờ giống như người bình thường. Ngay cả ông nội Đường Hạo của anh cũng khen ngợi Cổ Văn Hồng hết lời, vô cùng bội phục y thuật và y đức của ông ta. Chỉ là ngoại trừ con Tum, người bình thường ở những nơi khác của nước Việt Nam phần lớn đều chưa từng nghe qua tên của anh ta, vì vậy danh tiếng của anh ta đối với người bình thường lại không được hiển hách cho lắm. Khuôn mặt Tàng Khánh lộ vẻ sợ hãi lẫn vui mừng, nghẹn ngào nói, "Thầy Cổ Văn Hồng vang danh con Tum." cho dù ở hà nội xa xôi cũng từng nghe qua sự tích của anh không biết bao nhiêu nhà giàu quyền quý ở nước việt nam muốn mời thầy cổ văn hồng đến xem bệnh nhưng vẫn phải tự mình xếp hàng giống như người bình thường lần này có thầy cổ văn hồng ra tay chữa trị cho long vương có lẽ sẽ thật có thể chữa lành thương thế của long vương cổ văn hồng nói tôi sẽ cố hết sức tàng khánh nhìn cậu long vẻ mặt như nghĩ tới cái gì long vương đưa tay ra đặt lên trên ghế vẻ mặt không chút thay đổi nói, vậy phiền cậu xem cho tôi một chút rồi. Không phiền không phiền, cổ văn hồng cười ha hả nói. Anh ta ngồi xuống bên cạnh Long Vương, vừa bắt mạch vừa quan sát sắc mặt của ông. chương 1238, nhanh nhất cũng phải 2 năm. Cậu Long thừa lúc này đi đến bên cạnh đường Tuấn, dùng âm lượng chỉ hai người nghe được nói, anh không thể nhận tấm lệnh bài kia, anh không phải là người của nghịch luân, đây không phải là thứ thuộc về anh. Đường Tuấn vốn không có hứng thú với tấm lệnh bài kia, nhưng lúc này cậu Long nói như vậy nên anh cũng trêu ghẹo nếu như nó không thuộc về tôi, vậy phải thuộc về người nào? Là anh sao? Vẻ mặt cậu Long cứng đờ, hừ lạnh một tiếng, không trả lời vấn đề này. Lúc này cổ văn hồng cũng đã bắt mạch cho Long Vương xong. Sắc mặt anh ta nghiêm trọng mà nói, thương thế của Long Vương liên quan đến lục phủ ngũ tạng, trong đó còn bị một luồng độc mạnh tàn sát bừa bãi, không chỉ đang ngăn cản thân thể tự mình chữa trị mà còn cắn nuốt sức sống trong cơ thể. Bệnh này chỉ sợ có chút khó giải quyết, tôi mới thấy lần đầu trong đời. Tàng Khánh nhịn không được nói, lẽ nào ngay cả anh cũng không có cách trị sao? Cổ văn hồng vuốt dâu, ngạo nghễ nói, vậy cũng không phải. Thế gian này không có bệnh gì có thể làm khó được tôi. Nguyên nhân thương tích của Long Vương nằm ở năm luồng chân khí từ ngoài vào cơ thể kia, năm luồng chân khí này đúng lúc lại chiếm lấy ngũ hành kim mộc thủy hỏa thổ tạo thành một mắt xích tuần hoàn. Chỉ cần phá vỡ mắt xích tuần hoàn này thì thương tích của Long Vương sẽ tốt hơn phân nửa. Long Vương gật đầu nói, không sai, thương thế của tôi là do quỷ hút máu năm đầu ở Tây Phương trước khi chết phát động huyết chú tạo thành, công pháp của quỷ hút máu năm đầu kia chính là ngũ hành. Nụ cười trên mặt cổ văn hồng càng thêm sáng lạn. Tàng Khánh nói, vậy thầy cổ văn hồng định chuẩn bị phá giải ngũ hành tuần hoàn như thế nào? sắc mặt cổ văn hồng khẽ thay đổi lắc đầu nói ngũ hành tuần hoàn này chính là do huyết chú biến thành sức mạnh ẩn chứa trong đó quá mức cuồng bạo tôi cũng không có cách phá vỡ tôi chỉ có thể sử dụng phương pháp châm cứu khống chế ngũ hành tuần hoàn trong đan điền của long vương cố gắng tiêu hao ngũ hành tuần hoàn huyết chú dù sao cũng là vật ngoại lai như nước không nguồn với tu vi của long vương đủ để mài mòn chúng nó chỉ là chỉ là cái gì tâm trí tàng khánh vướng bận thương thế của long vương nhịn không được truy hỏi. Cổ Văn Hồng nói, trước khi diệt sạch ngũ hành tuần hoàn, Long Vương không thể động thủ. Một khi động thủ, ngũ hành tuần hoàn sẽ bộc phát lần nữa, hơn nữa sẽ càng nghiêm trọng hơn. Quá trình này phải mất bao lâu? Long Vương trầm giọng hỏi. Cổ Văn Hồng trầm ngâm chốc lát, nói, nhanh nhất cũng phải hai năm. Không được, anh ta vừa nói xong thì Long Vương đã gạt bỏ ngay. Bây giờ các nơi trên thế giới đã xảy ra biến đổi nhanh chóng, loạn tượng đã xuất hiện. Ông thân là Long Vương, chấn thủ nước Việt Nam, chống đỡ ngoại địch. Giới võ đạo nước Việt Nam những năm này sở dĩ không xảy ra loạn lạc chủ yếu là bởi vì ông còn sống, ông còn có thể động thủ giết người. chương 1239, lời này của cậu Long có hơi quá. Long Vương, con cảm thấy có thể thử một chút. Cậu Long khuyên nhủ, nghịch luân bây giờ đã trưởng thành, đủ để chúng ta ứng phó hết thảy nguy cơ. Cha yên tâm dưỡng thương là được. Long Vương hài hước nhìn cậu Long mà nói, chuyện Bắc Giang vừa mới xảy ra không lâu thì sao? Nếu như không phải Đường Tuấn xuất hiện, bây giờ e rằng các người đã hòa đàm với người của những thế gia đó rồi nhỉ? Đây chính là cách ứng phó nguy cơ của mấy người sao? Sắc mặt cậu Long khó coi, nghịch luân mặc dù cường đại, nhưng người đứng đầu võ lực cá nhân từ đầu đến cuối đều là Long Vương, chỉ có ông ấy có thể đè ép tất cả kẻ xấu. Tàng Khánh tỉnh táo lại một chút, hỏi lần nữa, cổ Văn Hồng, chẳng lẽ không có biện pháp nào khác sao? Cổ Văn Hồng lắc đầu, nói, chứ làm thế ra thì không còn cách khác. Phương án trị liệu tôi đã đưa ra, có tiến hành trị liệu hay không là do mấy người quyết định. Chỉ là tôi muốn nói cho mấy người biết, nếu như Long Vương còn không được chữa trị kịp thời thì sống không quá 3 tháng. Cái gì, Tàng Khánh và cậu Long sợ hãi, bọn họ biết Long Vương bị thương, nhưng lại không biết thương thế của Long Vương nghiêm trọng đến cỡ nào. Long Vương nói, sống chết có số, tôi đã sớm nhìn thấu. Ông nhìn về phía đường Tuấn, nói trước khi tôi chết lại có thể nhìn thấy có người nối tiếp, tôi rất vui mừng. Cậu Long nắm chặt nắm đấm, không dám nói một lời. Trên mặt tàng Khánh là vẻ đau lòng, hai mắt đỏ bừng. Bên trong căn nhà nhỏ yên tĩnh đến kỳ lạ, một bầu không khí đau buồn lan tràn ra. Thương thế của Long Vương chưa hẳn là không có cách nào trị được. Đúng lúc này, một giọng nói bỗng nhiên vang lên. Mọi người đồng loạt nhìn về phía Đường Tuấn, Cổ Văn Hồng nhướng mày, có chút không vui nói, "Cậu là bác sĩ?" Đường Tuấn cười nói, "Đúng vậy." Cậu Long nhíu mày, có chút khinh thường nói, "Đường Tuấn anh mặc dù là bác sĩ, hơn nữa còn xuất thân từ nhà họ Đường. Thế nhưng y thuật của thầy Cổ Văn Hồng ở nước Việt Nam không ai có thể so bì, chẳng lẽ anh còn có thể lợi hại hơn anh ấy? Ở đây không phải chỗ cho anh quấy rối." Tư liệu của Đường Tuấn đã bị người của Nghịch Luân quen thuộc từ lâu trong đó bao gồm cả thân phận trung y của anh chỉ là thành tựu của đường tuấn trên võ đạo quá trói mắt đến nỗi khiến cho người ta dường như đã quên anh còn là bác sĩ chẳng qua cho dù có nhớ thì đám người cậu long cũng không tin y thuật của anh vẫn là nguyên nhân kia võ đạo của đường tuấn lợi hại như thế tất nhiên đã hao phí thời gian dài và tinh lực thành tựu đạt được ở y đạo đương nhiên không lợi hại bằng đạo nhân chuyên tu y như cổ văn hồng này được tham thì thâm vốn là tối kỵ còn nữa Bọn họ cũng không tin tưởng Đường Tuấn. Nghịch Luân và Đường Tuấn từ lâu đã như nước lửa, bọn họ sao có thể tin tưởng Đường Tuấn sẽ tốt bụng như vậy, chỉ liệu thương thế cho Long Vương. Cổ Văn Hồng cười nhẹ một tiếng, nói, lời này của cậu Long có hơi quá. Anh ta nhìn Đường Tuấn mà nói, nếu cậu cũng là bác sĩ, vậy thì có quyền lên tiếng. Cậu nói thử xem, lời tôi vừa nói có chỗ nào không đúng. Nói ra để cho tôi mở mang tầm mắt. Chẩn đoán của tôi cũng giống như anh. Đương Tuấn gật đầu nói, lúc anh đi vào xem Long Vương thì cũng quan sát thương thế cho ông, hoàn toàn không khác gì so với những lời Cổ Văn Hồng vừa nói. Chương 1240, cậu nắm chắc được mấy phần. Cậu Long nghe vậy thì trên mặt không khỏi lộ ra vẻ khinh thường, nói tôi còn tưởng rằng anh có cao kiến gì chứ, thì ra cũng chỉ là hạng người phụ họa. Cổ Văn Hồng cười nói, xem ra y thuật của cậu cũng không cao minh hơn tôi mặc dù lúc anh ta nói chuyện không lộ ra khinh bỉ hay gì nhưng nghe cũng rất chói tai giống như đang chế giễu đường tuấn chỉ có thể học người nói chuyện không có bản lãnh long vương cũng thở dài ngược lại ông cũng không cảm thấy thất vọng hoặc có lẽ là ông vốn không ôm hy vọng gì với đường tuấn chẳng qua là cảm thấy lúc này đường tuấn nói như vậy có chút không ổn có câu người thành đạt là thầy cho dù y đạo hay là võ đạo đều giống nhau nếu không có bản lĩnh thì không nên nói lung tung tránh để mất mặt xấu hổ Xem ra tiến triển võ đạo khiến cho anh ta có chút kiêu ngạo. Tâm tính của người trẻ tuổi dù sao cũng không đủ trầm ổn, cần thời gian lắng đọng. Nếu không phải thực lực tàng khánh không đủ, Nghịch Luân giao cho anh ta mới thích hợp nhất." Long Vương thầm nghĩ. Đường Tuấn nào nghĩ tới chính mình chẳng qua chỉ nói một câu đã khiến cho bọn họ phản ứng lớn như vậy. Anh nói khẽ, bệnh thì không sai, nhưng chưa hẳn chỉ có duy nhất mỗi cách trị bệnh như lời anh nói. "Ồ, Cổ Văn Hồng cuối cùng cũng thu lại nụ cười." hỏi bằng giọng cẩn thận, vậy cậu cảm thấy còn có cách gì? Anh ta không tin một tên bác sĩ như vẹt học nói có thể có y thuật lợi hại cỡ nào. Phá hủy ngũ hành tuần hoàn, Đường Tuấn thản nhiên nói. Cổ Văn Hồng ngơ ngác, chợt cười khẩy nói, điều này vừa nãy tôi đã nói rồi, tôi còn tưởng rằng cậu có cách cao siêu cỡ nào, thì ra chỉ là con vẹt học nói. Người trẻ tuổi, y thuật cũng không phải học thế này, chỉ có thể học vẹt thì không thành bậc thầy được trên mặt của hai người cậu long và tàng khánh đã có vẻ tức giận dường như không có kiên nhẫn nghe đường tuấn nói hưu nói vượn nữa đường tuấn lắc đầu nói anh làm không được không có nghĩa là người khác làm không được cậu cổ văn hồng nghe vậy thì không khỏi tức giận tên nhóc này nói chuyện ngông cuồng như thế không sợ đau đầu lưỡi sao đường tuấn nhìn long vương mà nói để cho tôi thử xem long vương không thể cho dù là thầy cổ văn hồng cũng không làm được thì anh ta dựa vào đâu chứ con nghi ngờ anh ta có ý đồ khác, muốn gây bất lợi cho cha. Cậu Long nói bằng giọng lạnh lùng, nhìn Đường Tuấn với vẻ mặt thù địch. Nếu không phải kiêng kỵ thực lực của Đường Tuấn thì lúc này anh ta đã động thủ. Cổ Văn Hồng trầm giọng nói, cậu Long nói rất có lý. Phá vỡ ngũ hành tuần hoàn quá khó, trong quá trình trị liệu còn kèm theo nguy hiểm cực lớn, nếu như anh ta có suy tính khác thì người ngay cả thời gian phản ứng cũng không có. Long Vương, thân phận của ngài cao quý cỡ nào, tuyệt đối không thể để cho anh ta làm bậy. Tàng Khánh cũng gật đầu tán thành. Audio điện tử võ tấn bền. chương 1241, không thể không tin. Cổ văn hồng nhịn không được nói ra. Ngũ hành tuần hoàn chính là do huyết chú sinh ra, giờ phút này chỉ sợ đã dung nhập vào huyết mạch và khắp nơi trong cơ thể Long Vương, cho dù là tôi, cũng không dám nói là nắm chắc được một phần nào. Cậu nói nắm chắc được 8 phần, dựa vào đâu chứ? Đường Tuấn làm như không nghe thấy, ánh mắt nhìn thẳng vào Long Vương, nói. Chẳng lẽ Long Vương còn sợ tôi gây bất lợi cho ông? Nếu bây giờ tôi thật sự có ý nghĩ này, trong căn nhà này, ai có thể cản được tôi? Ông cứ nằm một đống như bây giờ, vẫn còn là Long Vương à? Có ai còn sợ ông nữa? To gan, Long Vương cùng tàng khánh quát lớn. Theo âm thanh bọn họ vang lên, chung quanh nhà, ba luồng khí tức thần cảnh rất mạnh cùng lúc bộc phát lên. Ba điểm đỏ nháy mắt đã xuất hiện trên ấn đường, và vị trí trái tim Đường Tuấn, trong bóng tối, đã có tay súng bắn tỉa nhắm chuẩn vào anh. Tất cả mọi người đang chờ phản ứng của Long Vương, chỉ cần Long Vương gật đầu, bọn họ sẽ lập tức ra tay. Một lúc lâu sau, Long Vương thở dài thật sâu, nói: "Cậu nói không sai, bây giờ tôi thật sự không hề giống Long Vương một tí nào. Tôi để cậu điều trị, chẳng qua, trước khi điều trị tôi có một điều kiện." nếu như quá trình điều trị thất bại cậu phải tiếp nhận tấm lệnh bài này trở thành long vương mới của nghịch lân sắc mặt long thiếu cùng tàng khánh đại biến đây mà là điều kiện gì chứ hoàn toàn là bánh bao thịt có nhân từ trên trời rất xuống mà nếu như bọn họ đổi vị trí cho đường tuấn không ai dám hứa chắc mình có cố ý thất bại trong lúc điều trị hay không đường tuấn lại nói thầm một tiếng lão hồ ly long vương đã nhìn ra anh không muốn tiếp nhận nghịch lân cho nên mới dùng phương pháp này để ép anh Đường Tuấn cười nói, ông tin tưởng tôi như vậy à? Long Vương khẽ cười nói, không thể không tin. Lúc này, căn bản là Long Vương đã không còn lựa chọn nào khác, bất luận là nằm chờ chết, hay ẩn nấp hai năm không ra tay, ông ta cũng không thể chấp nhận được. Đấy không phải dáng vẻ mà loài rồng nên có. Được, tôi đồng ý với ông. Đường Tuấn gật đầu. Tàng Long, Long Thiếu cùng cổ văn hồng còn đang muốn nói tiếp, lại bị Long Vương lên tiếng cắt ngang. Mấy người ở một bên quan sát, không cho phép nói chuyện. Cả người Long Vương dựa vào ghế, nhắm mắt lại nói: "Tôi giao bản thân cho cậu, hy vọng tôi còn có cơ hội nhìn ngắm thế giới này." Nói xong, ông thật sự trầm tĩnh lại, chân khí vô cùng hùng hồn đã ngừng công kích, không có một chút xíu phòng bị nào. Đường Tuấn thấy vậy, không khỏi coi trọng Long Vương thêm mấy phần. Anh lấy ra bộ ngân châm vẫn luôn theo bên người, cẩn thận tỉ mỉ tiêu độc cho nó khử trùng xong, anh bắt đầu châm cứu cho Long Vương. chương 1242 tứ tượng châm pháp của nhà họ đường. Lần này, anh dùng châm rất chậm, dùng thủ pháp cũng rất đúng quy củ, là tứ tượng châm pháp của nhà họ đường. Tứ tượng châm pháp của đường hạo, cổ văn hồng ở một bên nhìn thấy, lông mày nhướn lên. Bởi vì Long Vương đã nhắc nhở, nên bây giờ anh ta cũng không dám nói thành tiếng, chỉ dám nghĩ thầm ở trong lòng. Tứ tượng châm pháp tuy được xem là kỹ thuật châm cứu không tồi, nhưng căn bản là không thể phá vỡ ngũ hành tuần hoàn được hình thành từ huyết chú. Thằng nhóc này, tuyệt đối là đang giả thần giả quỷ. Nhưng ngay sau đó, con người cổ văn hồng co rút, có chút không dám tin nhìn ngân châm trong tay đường Tuấn, trong lòng chấn động mãnh liệt thái ất thần châm. Đây không phải là bí mật không truyền ra ngoài của dược y cốc hay sao? Sao cậu ta lại biết? Lúc này, đường Tuấn đang thi triển chính là thái ất thần châm của dược y cốc mà còn là châm thứ hai, thứ ba, thứ tư cùng châm thứ năm. trong dược y cốc thái ất thần châm bị thiếu, thiếu mất châm thứ tư và châm thứ năm. ở dược y cốc sau khi đường tuấn khiêu chiến với tôn vân hoa xong thì ngộ ra được hai châm sau cùng. chỉ là do cảnh giới không đủ, không có cách nào thi triển ra toàn bộ sự ảo diệu bên trong nó. bây giờ phó đạo của anh đã bước vào cực cảnh đối với khí tức tự nhiên cùng hiểu biết về cấu tạo cơ thể con người đã cực kỳ thông suốt. Nhà cao tầng phải xây vững dưới móng, y thuật của anh cũng có một bước tiến dài. Đây là lần đầu tiên thái ất thần châm chân chính xuất hiện trong mắt người đời. Tứ tượng châm pháp lại thêm bốn châm của thái ất thần châm. Tổng cộng đường tuấn đã hạ xuống 8 châm, 8 châm này đâm lên những vị trí khác nhau trên người Long Vương. Công tôn, thân mạch, xem bên trong, đóng bên ngoài, có đủ lâm khấp, liệt khuyết, chiếu hải, hậu khê sao? ánh mắt cổ văn hồng đảo qua những vị trí đường tuấn hạ châm, ở trong lòng thầm đọc tên từng huyệt vị tương ứng. Công tôn, huyệt công tôn, nơi giao nhau của tám mạch lớn. Thân mạch, huyệt thân mạch, ở bên ngoài mắt cá, chỗ xương lõm vào. Lâm khấp, huyệt vị dưới mùi bàn chân, phía dưới ngón chân út. Liệt khuyết, huyệt vị trên cổ tay, cánh tay. Chiếu hải, huyệt vị dưới mắt cá chân. Hậu khê, huyệt vị ở cạnh bàn tay, dưới phần xương nhô lên dưới ngón út. Tám ngân châm vừa vặn tương ứng với tám huyệt vị, phần đuôi ngân châm có một sợi tơ chân khí của đường tuấn quấn quanh. Nếu như nhìn kỹ, thì có thể thấy mức rung động, độ cong cùng tốc độ của mỗi một cây châm đều khác nhau, hơn nữa còn như đang dựa theo một loại trình tự nào đó. Lúc này, rõ ràng là đường tuấn đã chia thần thức ra làm tám phần, cùng một lúc khống chế tám cây ngân châm. Đây là kỳ môn bát châm, ánh mắt cổ văn hồng tràn đầy kinh ngạc, gào to trong lòng, suýt chút đã kêu lên thành tiếng. Chương 1243, khó trách cậu ta dám nói nắm chắc được 8 phần. Kỳ môn tám châm không phải là một loại châm pháp riêng, mà là thầy thuốc căn cứ vào tình huống của người bệnh để tiến hành châm cứu. Kích động tám huyệt vị, công dụng lớn nhất chính là điều hòa lại khí tức trong cơ thể người bệnh. Loại châm pháp này không có quy tắc hay trình tự định số, chỗ khó khăn nhất chính là thầy thuốc phải chia tinh thần ra làm 8 phần, cùng một lúc khống chế 8 cây châm. Hơn nữa không được phép có một chút xíu sai lầm nào nếu không khí tức trong người bệnh nhân sẽ bạo loạn, lập tức bỏ mạng. Cổ Văn Hồng cũng chỉ nghe lén được từ miệng của một vị lão nhân về loại châm pháp này. Lấy y thuật bây giờ của anh ta, miến cưỡng có thể làm đến mức phân tâm thành 4, còn xa lắc mới đến được phân tâm thành 8. Thậm chí, Cổ Văn Hồng cũng không dám nói, lúc còn sống bản thân có đạt được đến cảnh giới kia hay không. Thế nhưng lúc này anh lại được tận mắt nhìn thấy, hơn nữa còn là dưới tay một người còn rất trẻ, chưa đến 30 tuổi khó trách cậu ta dám nói nắm chắc được tám phần. Trong lòng cổ văn hồng thở hắt ra một tiếng thật dài. Khi anh ta nhận ra phương pháp đường Tuấn thi triển chính là kỳ môn bát châm, thì đã không còn bất kỳ nghi ngờ nào với việc đường Tuấn có thể trị hết thương tích của Long Vương hay không. Kỳ môn bát châm vốn là châm pháp dùng để điều hòa khí tức trong cơ thể, hơn nữa thấy bộ dạng đường Tuấn còn dư sức lực, rõ ràng phân tâm làm tám vẫn chưa phải là cực hạn của anh. Thật sự là người giỏi còn có người giỏi hơn ở trước mặt cậu ta mình được coi là thần tiên sống cái quái gì chứ cổ văn hồng gượng cười theo đường tuấn thi trâm sắc mặt long vương không ngừng biến đổi có đôi khi sắc mặt trở nên vàng nhạt có đôi khi sắc mặt đỏ bừng như sắt nung có đôi khi lại bị một tầng hơi nước thật mỏng bao trùm một màn này nhìn cực kỳ quỷ dị dọa người vẻ mặt long thiếu cùng tàng khánh lộ rõ nét kinh hãi dù bọn họ không tu y đạo nhưng trên võ đạo đều đã đạt tới cảnh giới thiên nhân có thể nhạy bén cảm ứng được khí tức vốn vô cùng hỗn loạn trên người Long Vương đang từng chút từng chút một bình phục từ từ đi đến mức độ điều hòa tốt đẹp sau đúng một tiếng đồng hồ Đường Tuấn mới thở phào một cái rút hết ngân châm ra phân tâm làm tám suốt một tiếng đồng hồ đã hao phí một lượng tinh thần lực cực lớn của anh lúc này trên mặt Đường Tuấn đã nhuốm đầy vẻ mệt mỏi khí tức cũng hơi uể oải phù u lúc này Long Vương cũng mở hai mắt từ sâu trong con người lập lòe hai đốm sáng như ánh sao. Long vương đứng dậy, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, phụt một tiếng, liên tục nhổ ra mấy ngụm máu đen. Năm ngụm máu đen vừa nhổ xuống đất, một tình cảnh quỷ dị bắt đầu xảy ra. Có ngụm hóa thành hỏa diễm thiêu đốt, có ngụm hóa thành huyền băng, có ngụm còn mọc ra một cái cây, có ngụm lại biến thành trục đá có màu vàng ánh kim, còn có một ngụm máu tươi, thế mà lại hóa thành một cục sắt to cỡ nắm tay, đập ra một cái hố lớn trên mặt đất. Long Vương, Long Thiếu cùng Tàng Khánh hoảng sợ kêu lên. Sau khi Long Vương phun ra năm ngụm máu, sắc mặt đột nhiên tái nhật xuống, gần như không còn một chút huyết sắc. chương 1244, núi chứa chan. Được rồi, chỗ này hết chuyện của các cậu rồi, tôi muốn nói chuyện riêng với Đường Tuấn một chút. Long Vương điều tức một lát, sau đó nói với mấy người ở trong sân. Đồng thời, ông ta cũng ra dấu, những võ giả thần cảnh đang bảo vệ xung quanh cùng các tay súng bắn tỉa lập tức thu lại nhịp thở, giống như chưa từng xuất hiện. Ba người long thiếu, tàng khánh cùng cổ văn hồng cùng nhau rời khỏi khoảng sân. Trong sân chỉ còn lại hai người đường tuấn cùng long vương. Cảm ơn, so với tưởng tượng của tôi thì cậu còn mạnh hơn rất nhiều. Long vương nhìn đường tuấn, rồi chợt nói. Vừa rồi đường tuấn chữa bệnh cho ông, khi chân khí tiến vào trong cơ thể, Long Vương có thể cảm nhận được rất rõ ràng được sự hùng hậu của nó. Trình độ chân khí của Đường Tuấn không hề thua kém gì ông. Đường Tuấn từ chối cho ý kiến. Vừa rồi, trong quá trình trị liệu, anh cũng biết được thực lực của Long Vương. Long Vương đã ngừng tụ cực cảnh chi hoa, thân xác, tinh thần cùng chân nguyên đều đạt tới mức cực cảnh, thậm chí mỗi một hạng mục đều mạnh hơn anh, đi được xa hơn. Lão Tổ Vu Môn sẽ không đến đây sớm như vậy đâu, cậu còn đủ thời gian để trưởng thành. Trong giọng nói của Long Vương mang theo chút cảm giác không dám tin. Bây giờ, ngay cả tôi cũng đã có chút không nhìn thấu được cậu. Long Vương thở dài, nói: "Chuyến đi phương Tây lần này, mặc dù suýt chút nữa là tôi đã bỏ mạng, nhưng cũng thu hoạch được rất nhiều. Có lẽ không cần đánh với cậu một trận, tôi cũng có thể nhấc chân, bước nốt bước cuối cùng. Đến lúc đó, nói không chừng hai người chúng ta lại có cơ hội kề vai chiến đấu." Phương Tây thật sự có quỷ hút máu à? Đường Tuấn hỏi. Long Vương gật đầu nói: Bọn họ vốn đã ngủ say hàng trăm hàng ngàn năm, nhưng lần này thế giới đột nhiên biến đổi quá nhanh, linh khí giữa trời đất nồng đậm hơn mấy lần, một lần nữa biến thành cõi yên vui của võ giả. Bọn họ cũng theo đó mà thức tỉnh. Cậu mới bước chân vào cực cảnh, nhất định không được tự mãn. Với thực lực của tôi, cũng không dám nói có thể vô địch ở Việt Nam, huống chi là các bí cảnh nhiều không đếm xuể ở khắp nơi trên thế giới. Theo sự biến đổi của trời đất, Bọn họ đều sẽ từ từ xuất hiện trước mắt người đời. Sắc mặt Đường Tuấn đột nhiên biến đổi, Long Vương đã ngưng tụ ra cực cảnh chi hoa, thậm chí rất có thể đã hòa cả ba vào thành một thể. Ở thời đại không thể sinh ra nguyên đan này, ông ta đã là vô địch. Nhưng bây giờ, nghe giọng điệu của Long Vương, lại có chút bất đắc dĩ cùng e ngại. Ha ha, trước khi trời đất có thay đổi lớn, có lẽ tôi còn dám mặt dạn mày dày nói như vậy. Nhưng bây giờ, không nói tới chuyện vị lão tổ vu môn ở bắc giang kia có phải là đã đột phá đến nguyên đan rồi hay không chỉ tính đám người ở núi chứa chan thôi đã đủ nghiền ép thế gian long vương nhìn về phía tây trong âm thanh mang theo vài phần buồn lo vô cớ núi chứa chan đường tuấn càng không hiểu long vương nói chứa chan này không phải là chứa chan kia thời thượng cổ núi chứa chan được xưng là đệ nhất thần sơn trong đó có tiên nhân sinh sống Chương 1245 trong lòng bọn họ chỉ có võ đạo cùng tiên đồ. Nếu đem bí cảnh Bồng Lai lúc trước cậu từng đi qua ra so sánh với nó, thì Bồng Lai chỉ có thể coi là trò trẻ con. Điều đáng sợ hơn chính là, ba đại tiên cảnh đã sụp đổ không biết bao lâu rồi, nhưng núi chứa chan vẫn luôn tồn tại. Hiện tại, rất nhiều người tự nhận là có huyết mạch tiên nhân núi chứa chan, là hậu duệ còn tồn tại đến ngày nay. Trong lòng bọn họ chỉ có võ đạo cùng tiên đồ, chưa từng tranh chấp với ai. Lần này tôi bị thương ở phương Tây, lúc đi ngang qua chân núi Chứa Chan, đã gặp một người hầu trên núi đi xuống. Gã chỉ là một kẻ hầu người hạ trong núi Chứa Chan, nhưng tu vi cũng đã bước vào cực cảnh. Trong tình huống bản thân đang bị thương nặng, tôi xém chút đã bị gã đánh chết. Cuối cùng phải dốc hết sức lực mới có thể trốn về được. Vết thương chồng lên vết thương, đã nặng càng thêm nặng, lúc này mới tạo thành thương tích như các cậu đã thấy. Nếu không chỉ có ngũ hành huyết chú thì sẽ không làm gì được tôi." Giọng nói Long Vương khẽ run. Đường Tuấn lại càng cảm thấy vô cùng khiếp sợ, núi chứa chan, chỉ cần một người hầu bên trong đã là cường giả cực cảnh, vậy chủ nhân trên đó chẳng phải là cường giả nguyên đan cảnh hay sao? "Đường đi cách trở lại xa xăm, chúng ta còn phải nỗ lực rất nhiều." Long Vương thở dài nói. Ông hơi bình ổn lại tâm trạng, nói tiếp: "Hiện tại, giới võ đạo đã truyền ra tin tức, nói thực lực trên người cậu toàn bộ đều là đoạt được trong bí cảnh bồng lai, không biết có bao nhiêu người đỏ mắt không thôi. Nếu như người trên núi chứa chan xuất thế, sợ rằng sẽ ngay lập tức tìm tới cậu. Trương Kiếm Luân, Đường Tuấn chỉ cần nghĩ thoáng qua, đã biết chắc là do Trương Kiếm Luân dở trò quỷ. Anh có thể tưởng tượng được, sau khi những tin tức này bị truyền ra, không biết sẽ có bao nhiêu người âm thầm thương nhớ mình. Long Vương gật đầu, nói. Mặc dù những bí cảnh này vô sỉ, nhưng thủ đoạn cùng gốc gác vẫn còn ở đó, cũng không dễ chọc vào đâu. Ánh mắt đường Tuấn lạnh lẽo, nói. Đúng lúc ghê, tôi cũng muốn tìm ông ta tính toán nợ cũ. Mà lúc này, ở chỗ sâu nhất trên Bắc Giang, màn xương trùng điệp phủ xuống bí cảnh bên trong vu môn. Hai mươi mấy vị trưởng lão thần cảnh của vu môn đang cung kính đứng ở bên ngoài một cung điện. Ban đầu, vu môn vốn có gần trăm vị thần cảnh, trong trận chiến Bắc Giang cách đây không lâu, cường giả thần cảnh của vu môn đã bị hao tổn hơn một nửa, thậm chí, trong đó còn bao gồm cả hai trí cường giả là Vu Phá Thiên cùng Vu Khải Công. Bây giờ, hai mươi mấy vị thần cảnh này đã là vốn liếng cuối cùng của Vu Môn, có thể nói là thê thảm đến cực điểm. Lúc này, vẻ mặt hai mươi vị cao thủ thần cảnh vô cùng khẩn trương, nhìn về phía cửa lớn cung điện vẫn đang đóng chặt, không ai dám nói câu nào. Âm ầm đúng lúc này, cửa lớn của cung điện bất ngờ mở ra. Cộp cộp cộp, một loạt tiếng bước chân truyền đến. Audio điện tử võ tấn bền chương 1246, nhiều thì 2 năm, ít thì 1 năm Đệ tử cao nhất của chùa Bái Đính, Luân Châu Chẳng qua, ngoại trừ gương mặt giống y hệt Luân Châu Khí chất của cùng cảnh giới thực lực của người này đều có cách biệt một trời một vực Luân Châu ở trước mắt đã bất ngờ bước vào thần cảnh thiên nhân Khí tức cực kỳ mạnh mẽ, xem ra chỉ cách cực cảnh có nửa bước Tất cả cường giả thần cảnh của vu môn ngẩng đầu, vừa ngạc nhiên vừa nghi ngờ nhìn tình cảnh này, nói. Lão, lão tổ. Luân Châu mở miệng, giọng nói đã hoàn toàn thay đổi, mang theo âm sắc già nua cùng bá đạo. Không sai, là lão đây. Luân Châu gật đầu, lão nhìn qua bàn tay cùng hai chân của mình, cảm nhận được khí huyết mạnh mẽ đang lưu thông trong cơ thể, trên mặt lộ ra hài lòng thần sắc, nói. Các vị làm tốt lắm, một bộ ngụy đạo thể có thể miễn cưỡng chứa đựng được sức mạnh của lão chúc mừng lão tổ sống lại. Các cường giả thần cảnh sướng sờ, kinh ngạc nói. Lão tổ vu môn sống lại. Hơn nữa còn dùng thân xác của Luân Châu làm ngụy đạo thể. Lão tổ, ngài đã sống lại, vậy có phải là vu môn có thể xuất thế chăng? Hậu thiên đạo thể giết nhiều người của vu môn như vậy, chúng ta quyết không để gã tiếp tục sống sót. Có một vị trưởng lão vu môn đề nghị. Luân Châu lắc đầu, nói. Tuy lão đã sống lại, nhưng vẫn không thể ra khỏi mảnh này bí cảnh này. Trải qua ngàn năm, mảnh bí cảnh này đã trở thành lồng giam lớn nhất vây nhốt lão. Lão tổ Vu Môn khẽ thở dài. Hơn nữa, sức mạnh của lão còn chưa khôi phục lại thời kỳ đỉnh cao. Nếu Vu Phá Thiên đi vào bí cảnh Bồng Lai, lấy được bảo vật bên trong bí cảnh, nói không chừng lúc này lão đã có thể thoát khỏi bí cảnh. Đáng tiếc, tất cả đều bị tên Hậu Thiên Đạo thể kia làm hỏng. Vậy lão tổ còn bao lâu nữa ngài mới có thể thoát khỏi bí cảnh? Luân Châu nói, nhiều thì hai năm, ít thì một năm. Các trưởng lão vu môn nghe vậy thì lập tức lộ ra nét vui mừng, thời gian cũng chỉ có một hai năm mà thôi, thực lực của đường Tuấn chắc cũng không tăng thêm được bao nhiêu, bọn họ còn chờ nổi. Luân Châu trầm tư một lát, nói, mảnh thiên địa này đã thay đổi, người trên ngọn núi kia chắc cũng sắp xuất hiện rồi. Đêm khuya, ở tứ hợp viện nào đó ngoài Hà Nội, Cổ Văn Hồng vừa đi tiến cậu Long, lúc anh ta bước vào tứ hợp viện, một người mặc áo đen khuất trong bóng tối đã đứng ở trong sân. Bóng đen này chắp tay sau lưng, hơi ngẩng đầu ngắm nhìn bầu trời đêm. Trong mắt của anh ta sáng ngời một cách bất thường, có thể nhìn thấy ánh sao chuyển động nơi sâu thẳm. Mấy năm nay, bầu trời Hà Nội đã lâu không còn thấy ánh sao, không biết ánh sao trong mắt anh ta đến từ đâu. Chuyện xử lý thế nào rồi? Con rồng già đó chết thật chưa? bóng đen vang lên giọng nói khàn khó nghe. Em mờ thanh này như tiếng đồ sắt cùn ma sát với nhau, rất chói tai và khó nghe. chương 1247, cảm ơn sứ giả đề bạt. Dường như bóng đen xuất hiện bất thình lình, khiến người ta sợ hơn đó là cậu Long vừa mới đi, anh ta đã xuất hiện. Mà cậu Long không hề cảm nhận được hơi thở của anh ta, chắc chắn tu vi võ đạo của người này không hề kém cậu Long. Nhưng cổ văn hồng lại không chút kinh ngạc, mặc dù anh ta được người đời xưng là thần tiên sống đối diện với long vương cũng có thể giữ được ba phần kiêu ngạo nhưng ở trước mặt bóng đen này anh ta trở nên rất cung kính thậm chí còn hơi cúi người nói xảy ra vài sai sót hử bóng đen hử lạnh một tiếng nhiệt độ trong sân đột ngột hạ xuống không độ không khí ngừng chuyển động cổ văn hồng cảm thấy dường như máu thịt cả người cũng ngưng động lại hệt như một khắc sau sẽ chết đi trên mặt cổ văn hồng lộ vẻ run sợ lưng càng khom thấp xuống, vội vàng nói, xin sứ giả nghe tôi nói hết. Anh ta dùng tốc độ nhanh nhất thuật lại sự việc đường tuấn chữa bệnh cho Long Vương một lần nữa. Kỳ môn bát châm, sau khi cổ văn hồng nói xong, giọng nói của bóng đen mang theo một chút ngạc nhiên, nơi trần tục này còn có người có thể sử dụng châm thuật trình độ này. Tôi còn tưởng loại như anh cố làm được mấy thứ vô dụng đó đã là hết nước rồi. Cổ văn hồng chịu nhục nhã nhưng lại không hề dám phản bác. Anh ta biết rõ, mình có thể có thành tựu như ngày hôm nay là dựa vào bóng đen trước mặt và thế lực sau lưng ông ta. Bóng đen khẽ thu lại hơi thở, cổ văn hồng mới cảm thấy dễ chịu hơn. Xem ra ngoài thứ bỏ đi hèn nhát như anh, nơi trần tục này vẫn còn có vài nhân vật khá. Bóng đen nói với giọng điệu khôi hài. Thôi, nếu vậy thì trước tiên cứ tạm thời cho con rồng già đó một con đường sống. Bóng đen khẽ nói, đời sau của thánh thủ tông có chút thú vị. Thế nhưng anh sinh sai thời gian sai địa điểm, đợi đến ngày đó thì anh cũng sẽ chết. Cuối cùng chỉ là nhân vật bé nhỏ mà thôi. Cổ văn hồng khẽ cao mày nói, sứ giả, rốt cuộc tương lai sẽ xảy ra chuyện gì? Giọng nói lạnh lùng của bóng đen vang lên, quy tắc của thế giới này sẽ được định lại một lần nữa, tất cả mọi người chỉ có nghe theo hoặc là chết. Không có con đường thứ hai. Ông ta nhìn cổ văn hồng, khẽ cười nói, chắc hẳn anh nên cảm ơn trời cao đã để mắt đến, để chúng tôi chứa chấp anh. Đến ngày đó trong tương lai, nói không chừng chúng tôi có thể để anh quản lý giới này đó sẽ là vinh dự lớn nhất đời này của anh vẻ mặt cổ văn hồng vui mừng nói cảm ơn sứ giả đề bạt bóng đen khinh thường nói đám người trần tục sâu bọ tầm thường cổ văn hồng không những không giận mà còn nịnh nọt thêm sứ giả nói đúng đợi đến ngày đó toàn bộ giới trần tục đều sẽ biết đi theo sứ giả mới là lựa chọn chính xác nhất chỉ có sứ giả mới là vô địch mặt bóng đen lộ rõ vẻ khinh thường nhìn cổ văn hồng diếu cợt tôi còn chưa thể gọi là vô địch. Nhưng dựa vào thực lực của tôi cũng đủ nghiền ép tất cả thổ dân của giới trần tục mấy người, bao gồm cả vị đạo thể kia. Vâng vâng vâng, sứ giả nói đúng, cổ văn hồng gật đầu lia lịa, thái độ nịnh nọt đến mức buồn nôn. Được rồi, trong khoảng thời gian này anh cứ ở lại Hà Nội, thay tôi quan sát Long Vương cho thật kỹ. Anh qua lại với cậu Long đó đã khiến nghịch luân và Long Vương có hơi bất mãn anh có thể lợi dụng thêm chút, nói không chừng còn để tôi đỡ phải tốn công. Bóng đen âm hiểm nói, chương 1248, điều tôi nên làm. Cổ Văn Hồng gật đầu đồng ý. Sau khi yên lặng một hồi lâu, Cổ Văn Hồng ngẩng đầu lên lần nữa, bóng đen trước mặt đã không thấy bóng dáng. Nụ cười trên mặt Cổ Văn Hồng dần thu lại, cuối cùng trở nên dữ tợn, thầm nói thần tiên sống gì chứ. Chỉ có sống sót mới được xem là thần tiên, Long Vương, Đường Tuấn, chờ ngày đó tiến đến thì các người đều sẽ chết đi, mà tôi vẫn sống rất tốt. Vào lúc đường Tuấn trở về chỗ ở, trong sân đã có một cô gái với khí thế mãnh liệt đứng đó. Cô gái buộc tóc đuôi ngựa, đường nét không được thanh tú nhưng lại mang theo hơi thở sắc bén nghiêm nghị, có kiểu phong thái phụ nữ không thua cánh mày dâu. Hơi thở trên người cô ta đột một đạt đến cấp đại tông sư chân khí cảnh, chỉ còn cách thần cảnh một bước. Cô gái này chính là vệ sĩ phi nguyệt của Hoàng Phủ Ngọc vết thương của cô thế nào rồi đường tuấn hỏi khi trước hoàng phủ ngọc bị người của thế gia ẩn cư bắt đi phi nguyệt vì bảo vệ hoàng phủ ngọc mà bị trọng thương cho nên không cùng vào bắc giang phi nguyệt nhíu mày nói không có vấn đề gì lần này cảm ơn anh cứu được cô chủ cô ta hơi sợ hãi mà nhìn đường tuấn lần đầu tiên gặp đường tuấn hai người đều là tông sư chân khí cảnh thực lực không tranh lệch quá lớn phi nguyệt ra tay toàn lực còn có cơ hội làm đường tuấn bị thương nhưng bây giờ mới một năm trôi qua, Đường Tuấn đã trở thành cường giả cực cảnh, có thể mạnh mẽ tồn tại ngang hàng với Long Vương, thậm chí là giết trăm thần. Mà cô ta chỉ đột phá một cảnh giới nhỏ trên chân khí cảnh. Nếu là lúc trước, loại thành tích này đủ cho cô ta kiêu ngạo, nhưng ở trước mặt yêu nghiệt như Đường Tuấn này, quả thật là khác biệt giữa đom đóm và trăng sáng. Đường Tuấn nói, điều tôi nên làm. Đối với những trả giá của Hoàng Phủ Ngọc, anh nhìn thấy trong mắt ghi nhận trong lòng, nhưng không thể đáp lại bằng bất cứ cách nào phi nguyệt nói khẽ nếu như có thể xin anh đừng phụ lòng cô chủ bề ngoài cô ấy nhìn có vẻ tươi sáng nhưng thật ra sống rất khổ cực mấy năm nay không có ai có thể bước vào nội tâm cô ấy phạm trùng không thể lý hùng cường cũng không thể nhưng anh có thể cho nên xin anh đừng làm cô chủ tổn thương suốt lời phi nguyệt còn quay về phía đường tuấn bái một cái đường tuấn thở dài nhưng không đáp lời đời sống tình cảm của anh loạn như đây, cho dù anh có là cường giả của cực cảnh võ đạo, cũng nói không xuôi được. Anh hỏi, hôm nay cô đến tìm tôi có chuyện gì? Phi Nguyệt cũng biết đường Tuấn khó xử, nên không ép buộc anh phải đồng ý. Cô ta thẳng người lên, thân hình của cô ta cũng xem như chắc khỏe vì tu luyện võ đạo. Nếu để bất kỳ người đàn ông nào nhìn thấy cảnh tượng này thì sợ là đều trợn cả mắt lên. Đêm nay cô chủ tổ chức một buổi tiệc rượu ở tòa nhà Yên Hòa, mời rất nhiều xí nghiệp trong và ngoài nước tham gia. Cô ấy muốn anh cũng tham gia, chỉ cần lộ mặt là được rồi. Phi Nguyệt chậm rãi nói. Đường Tuấn trầm ngâm một lát, suy nghĩ cẩn thận ý định của Hoàng Phủ Ngọc. Bây giờ trời đất đã sinh ra biến đổi to lớn, thế giới sắp biến thành thiên đường của võ giả. Mà tập đoàn Yên Hòa và nhà Hoàng Phủ là xí nghiệp lớn trong nước, hơn nữa còn nổi tiếng thế giới. Nếu như không có lực lượng hùng mạnh ra oai, sợ rằng sẽ lọt vào tầm ngắm của rất nhiều người chương 1249, thật sự có loại huyết thanh này sao? Tôi biết rồi, tôi sẽ tham gia tiệc rượu tối nay. Đường Tuấn gật đầu đồng ý. Cảm ơn, Phi Nguyệt trịnh trọng cảm ơn Đường Tuấn. Mặc kệ thế giới hiện nay có thay đổi thế nào, tình hữu nghị với một vị cường giả cực cảnh vẫn vô cùng quý giá. Dù sao thì với bên ngoài, cường giả cực cảnh vẫn là võ giả cường đại nhất. Phi Nguyệt Trần nói, đúng rồi, Tiệc rượu lần này còn có một số người đã từng là đối thủ của anh cũng sẽ có mặt, Owen của tập đoàn Đức Long và chủ tịch khố quang của bọn họ, còn có Lý Hùng Cường của Hưng Thịnh. Đường Tuấn xua tay, tôi biết rồi. Tài sản của mấy người này đã đạt tới mấy chục nghìn tỷ, dù là đường Tuấn bây giờ cũng không sánh nổi. Nhưng tầm mắt giữa hai bên đã thay đổi, đến cả kiểu nhân vật nữ vương giới kinh doanh như Hoàng Phủ Ngọc cũng đưa nhà Hoàng Phủ và tập đoàn Yên Hòa hòa nhập vào thế giới của võ giả. Mà Đường Tuấn lại là một trong những sự tồn tại cường đại nhất trong thế giới võ giả trước mắt. Nhìn thấy thái độ khinh thường của Đường Tuấn, trong lòng Phi Nguyệt có hơi không vui, nhưng vẫn nhắc nhở, không chỉ chỉ có nước Việt Nam chúng ta xảy ra thay đổi mà khu vực và quốc gia khác cũng xảy ra thay đổi, cũng xuất hiện võ giả cường đại. Nghe nói bây giờ sau lưng tập đoàn Đức Long đang có thế lực phương Tây ủng hộ, huynh hoàng đến mức áp đảo một vài siêu cấp thế gia và tập đoàn. Thế lực phương Tây chẳng lẽ là Ma cà rồng? trong lòng đường Tuấn khẽ dục dịch. Liên quan tới thế lực phương Tây và tập đoàn Đức Long bí ẩn, Phi Nguyệt cũng không biết, cho nên sau đó đường Tuấn cũng không hỏi được gì nữa. Còn nữa, nghe nói gần đây tập đoàn Đức Long nghiên cứu ra một loại huyết thanh. Loại huyết thanh này có thể cải thiện huyết mạch con người rất lớn, tăng cường tố chất cơ thể người bình thường ở mức độ cao, đạt tới tiêu chuẩn của võ giả nội kinh. Nếu thiên phú cực kỳ tốt còn có thể đạt tới chân khí cảnh. Gương mặt xinh đẹp của Phi Nguyệt khẽ thay đổi, trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Muốn trở thành võ giả vốn là một chuyện vô cùng khó khăn. Cứ xem như hôm nay trời đất xảy ra thay đổi lớn, nguyên khí đậm hơn gấp bội, nhưng vẫn khá khó để trở thành võ giả. Không chỉ cần thiên phú mà còn cần cố gắng và nghị lực. Mà bây giờ những thiên phú và cố gắng này đều có thể thay bằng một lượng huyết thanh, vậy sẽ còn ai liều mạng tập võ đây? Đến cả đường Tuấn cũng lộ vẻ mặt khác thường anh có thể dự đoán được nếu như loại huyết thanh này xuất hiện trên thị trường thì sẽ gây ra chấn động lớn đến mức nào. Đến lúc đó không chỉ có Tây y mà cả Trung y cũng sẽ vấp phải xung đột nghiêm trọng. Trước đây mọi người bị bệnh sẽ đến gặp bác sĩ, bây giờ chỉ một chút huyết thanh là có thể giải quyết mọi bệnh lớn nhỏ, hơn nữa còn có tác dụng tạo được cơ thể cường tráng. Còn ai sẽ gửi hy vọng vào Tây y và Trung y nữa? Không chỉ thế, chân khí cảnh và võ giả kỳ nội kình xuất hiện đồng thời trên phạm vi lớn sẽ gia tăng số lượng võ giả thần hải cảnh. Đến lúc đó thần cảnh ở phương Tây sẽ như mưa, còn phương Đông sẽ đối mặt với khốn cảnh tốt xấu lẫn lộn. Thật sự có loại huyết thanh này sao? Đường Tuấn vẫn có phần không thể tin được. Địa điểm của buổi tiệc rượu tối nay ở tòa nhà Yên Hòa. Hoàng Phủ Ngọc, vị nữ vương kinh doanh ở Hà Nội này tự mình dẫn đầu, mời những người nổi tiếng quyền quý ở Hà Nội và nước Việt Nam, dùng câu xe sang như mưa để hình dung đúng là quá thích hợp. Có Phi Nguyệt chào hỏi gác cổng trước, bảo vệ tòa nhà Yên Hòa đương nhiên không dám ngăn đường Tuấn. Trong tòa nhà Yên Hòa đèn đuốc sáng trưng là bất động sản do tập đoàn Yên Hòa mua, trang trí lại càng vô cùng xa hoa, người đến đều là nhân vật có mặt mũi. Lúc đường Tuấn bước vào tòa nhà, hệt như một giọt nước lạc vào biển cả, không hề bị ai chú ý. Trường 1250 sao lại có cảm giác rất khủng bố anh mặc âu phục nhã nhận sau khi thu lại khí thế cường giả cực cảnh thì khuôn mặt có vẻ hơi non nớt thanh tú không hề giống mấy vị khách quý phong thái uy nghiêm không giận mà uy đó ngược lại trông giống sinh viên vừa tốt nghiệp không lâu lén lút đi vào đến cảnh giới của đường tuấn bây giờ xuôi ngược vì tâm sao còn đi để ý đến ánh mắt người khác chứ hoàng phủ ngọc và phi nguyệt còn chưa tới đường tuấn cũng vui vẻ rảnh rỗi cứ vậy đến bàn ăn để ăn chút gì đó không thể không nói Tòa nhà Yên Hòa đã bỏ công sức không nhỏ vào bữa tiệc rượu đêm nay. Mỗi loại đồ ăn đều tinh tế ngon miệng, đến cả Đường Tuấn cũng không nén nổi sự thèm ăn rất nước miếng. Anh Đường, sau khi Đường Tuấn ăn được một lát, bỗng nhiên đằng sau lưng anh vang lên một giọng nói nghi ngờ. Nghe thấy giọng nói này, trong lòng Đường Tuấn khẽ dục dịch, anh xoay người sang nhìn Owen ở trước mặt. Owen mặc Âu phục đắt tiền và sang trọng, trên mặt còn chưa hết vẻ kinh ngạc lẫn hoài nghi. Anh ta là người phụ trách ở khu vực nước Việt Nam của tập đoàn Đức Long, đương nhiên có tư cách tham dự. Khi anh ta thấy rõ mặt Đường Tuấn thì không nhịn được mà nhướng mày. Ngày đó tập đoàn Đức Long muốn hợp tác với tập đoàn Thiên Thanh, mặc dù động cơ của tập đoàn Đức Long không được trong sạch, nhưng chỉ vì một cuộc điện thoại của Tiêu Hoàng mà đã khiến toàn bộ tính toán của anh ta thất bại, vô cùng mất mặt. Nếu không phải tập đoàn Phi Nguyệt muốn mở rộng lượng huyết thanh thần bí đó, cần anh ta ra tay thì sợ rằng anh ta đã bị khai trừ vì làm việc bất lợi rồi. Nhưng cho dù như thế, anh ta vẫn không hề có hảo cảm với Đường Tuấn, thậm chí còn có suy nghĩ trả thù. Tiếng gọi, anh Đường, vừa rồi cũng chỉ là e ngại trường hợp có cùng thân phận với mình mà thôi. Đúng thật là anh Đường rồi, chúng ta thật có duyên. Owen nói chuyện với Đường Tuấn bằng thứ tiếng chung không thạo. Giọng nói không tránh khỏi có đôi chút gay gắt và mỉa mai, dường như đang chút bỏ sự khó chịu trong lần gặp trước đây của hai người. Đường Tuấn nhướng mày, nhưng ánh mắt lại nhìn sang người đang đứng bên cạnh Owen. Đó là một người đàn ông ăn mặc theo phong cách châu U rõ rệt, mũi thẳng, mắt màu xanh lam và mái tóc màu vàng cũng nói lên thân phận người ngoại quốc của anh ta. Nhưng cái khiến Đường Tuấn không kìm được mà nhìn nhiều hơn đó là hơi thở cường đại lộ rõ trên người đàn ông này. Đối phương trong chỉ hơn 30 tuổi nhưng hơi thở cường đại trên người đã đạt đến thần hải cảnh trung kỳ đặt trong thế gia ẩn cư kiểu thiên phú này chỉ có những con cháu trực hệ mới có thể có được lúc đường tuấn quan sát người đàn ông đối phương cũng đang quan sát đường tuấn nhưng chỉ quan sát một lát đã khinh thường thu ánh mắt lại toàn bộ hơi thở của đường tuấn đã được thu lại nên trong mắt anh ta nghiễm nhiên chỉ là một người bình thường không đáng để anh ta nhìn nhiều owen cười lạnh một tiếng sau đó nhỏ giọng trao đổi vài câu với người đàn ông bên cạnh anh ta vừa dứt lời bỗng nhiên trong đôi mắt màu lam của người đàn ông bên cạnh lóe lên sự lạnh lẽo, hơi thở cường đại như thủy triều áp xuống. Anh ta nhìn chằm chằm đường Tuấn với ánh mắt âm trầm, giọng nói mang sát ý, mày dám phá hỏng chuyện lớn của tập đoàn Đức Long tao sao? Muốn chết? Sau khi khí thế của anh ta bùng lên, trong chớp mắt đã trở thành tiêu điểm của tất cả mọi người, vô số ánh mắt ngạc nhiên lẫn nghi ngờ nhìn về phía anh ta. Owen của tập đoàn Đức Long, Người bên cạnh anh ta là ai, sao lại có cảm giác rất khủng bố? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết chương 1250.